Chương 1893, Tử Mẫu Chân Ma cùng Tu La Quỷ Vương. Thiên Quỷ Môn, Tử Mẫu Chân Ma Phiên, đây là hai vật trong Thập Đại Ma Khí tại linh giới chúng ta à? Khi nghe vậy, thần sắc của Hàn Lập cũng khẽ động, có phần bất ngờ hỏi: "Hàn huynh phải cẩn thận đó, phần lớn Thập Đại Ma Khí trong linh giới chúng ta là đồ phỏng chế bảo vật nổi danh trong linh giới. Hai vật trong tay ma đầu kia chỉ sợ mạnh hơn Thập Đại Ma Khí trong linh giới chúng ta. Nếu trong tay đã có thứ bảo vật này, Xem ra bắt bọn chúng không hề đơn giản, chúng ta cũng không nên dây dưa với hai tên ma đầu này nữa, trực tiếp rời đi thôi. Mà bọn chúng nói không chừng cũng không nguyện ý liều mạng ngăn cản hai chúng ta đâu. Ngân Quang Tiên Tử nhanh chóng nhắc nhở Hàn Lập, nàng có phần chần chờ đưa ra đề nghị. Hiển nhiên khi thấy hai lão ma vừa mới xuất hiện, đồng thời trong tay có vật hộ thân khác thường, Ngân Quang Tiên Tử cảm thấy phần thắng không lớn, cho nên trong lòng đã có ý lùi bước. Chậm đã, chúng ta đến Ỷ Thiên Thành còn một đoạn đường nữa. Nếu cứ để hai lão ma này rời đi, lộ trình phía sau khẳng định sẽ không yên ổn. Chỉ cần đạo hữu trước tiên giúp ta cầm chân một người, ta tất có thể tiêu diệt từng bộ phận." Hàn Lập không hề chậm trễ truyền âm nói, trong lời nói tràn ngập tự tin. Ngân Quang Tiên tử tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong lời nói của Hàn Lập, trong lòng lập tức cả kinh, nhưng tự nhiên cũng có phần vui vẻ. Qua một phen suy ngẫm, cuối cùng nàng gật gật đầu đồng thời truyền âm trả lời, "Hàn huynh đã chắc thắng như vậy, tiểu muội sẽ hết sức giúp đỡ." lát nữa ta sẽ xuất động một kiện trí bảo vây khốn một người trong đó, người còn lại phải giao cho Hàn Huynh ứng đối rồi. Vừa dứt lời, Ngân Quang Tiên Tử duỗi hai bàn tay ra, mười ngón tay bỗng nhiên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên mặt mặt nạ bạc không ngờ linh quang đại phóng, hiện ra phù văn kim sắc dày đặc, ngay từ đầu chỉ lớn cỡ hạt gạp, thế nhưng trong nháy mắt đã trải rộng cả mặt nạ. Nàng quát lớn một tiếng, mặt nạ màu bạc vặn vẹo một hồi, lại thoáng cái chóc ra khỏi gương mặt. Tiếp đó nhoáng một cái, trước mặt ngân quang tiên tử hiện ra một cái đầu mỹ nữ lớn vần trượt ngân quang trói lọi trên đầu là mái tóc như tơ vàng dài vài thước hai mắt nhắm nghiền động thủ ma tộc đầu chọc phía đối diện vừa thấy cảnh này trong mắt lóe lên hàn quang lúc này hắn cũng không có bất cứ do dự nào hét lớn một tiếng sau đó cắn đầu lưỡi rồi há miệng phun ra một đoàn máu đen hóa thành một mảnh huyết vụ bao phủ lấy quỷ môn thanh sắc ma đầu này vừa rồi mắt thấy hàn lập cường hoành giết lão giả một sừng trong lòng sớm đã không còn khinh thị nữa vừa xuất thủ liền không tiếc tinh huyết muốn thúc giục một kiện bảo vật mà mình ẩn giấu. Cánh cửa cực lớn màu xanh thoáng cái bị huyết phụ bao lại, bên ngoài minh ấn, hai con mắt trên hai khỏa quỷ đầu cự đại đỏ lên, không ngờ thoáng cái oanh động như nhìn thấu tương lai quá khứ, cái miệng há ra liền hấp thu toàn bộ đoàn huyết phụ kia. Nguyên bản cánh cửa cực lớn loang lổ thoáng cái trở nên đỏ tươi như máu, đồng thời một cỗ mùi tanh hôi khác thường xông vào mũi. Hai khỏa quỷ đầu đột nhiên ngẩng lên phát ra một tiếng quỷ tiếu thê lương, tiếp đó đột nhiên bổ nhào về phía trước, thoáng cái lộ ra một nửa thân thể ác quỷ vù vù hai tiếng hai thân hình ác quỷ uốn éo đều tự duỗi ra một cánh tay thô to một phát bắt được một bên cánh cửa ra sức kéo ra cánh cửa cực lớn phát ra thanh âm kéo kẹt từ từ mở ra tuy chỉ lộ ra một khe hở nhỏ nhưng âm phong quỷ khóc sói chu bên trong lại cuồn cuộn nổi lên thành thế cực kỳ kinh người về phần ma tộc lam vân bên này trong nháy mắt khi đồng bạn hô lớn động thủ hắn cũng đồng thời xuất thủ hắn và tên ma tộc đầu chọc bất đồng một tay bấm niệm pháp quyết, trên trăm phi xả ống ánh lập tức phát ra thanh âm rẻ rẻ, hai mắt lập lè hung quang, trong miệng phun ra từng đoàn lam sắc hàn khí, đem thân hình bao lại trong đó. Tiếp theo đầu ma thần này lại thúc giục 13 cây ma phiên. Lập tức một cỗ hắc khí từ trong phiên cuồn cuộn mà ra. Đám ma phiên quay tít thoáng cái hóa thành 13 cỗ hải cốt trắng hiếu, mỗi một cỗ đều cao lớn như thường nhân, hai mắt chấp động toát ra huyết quang lành lạnh, thân thể cũng vặn vẹo, há miệng phát ra tiếng cười êm tai của nữ tử. Thanh âm này hoặc lớn hoặc nhỏ đều phi thường quỷ dị, cho dù Hàn Lập nghe xong cũng cảm thấy thần thức đông lại, có phần choáng váng. Thế nhưng một màn quỷ dị vẫn còn ở phía sau, 13 cỗ hài cốt đột nhiên thu lại tiếng cười, thân hình nhoáng lên một cái, bí mật mang theo một cỗ thanh âm phượng hoàng, đều lao tới bản thể Lam Vân Ma Tộc. Lam Vân Ma Tộc mắt thấy cảnh này cũng không chút nào hoảng hốt, ngược lại trong miệng khẽ quát một tiếng, tay áo rung lên. 13 viên huyết hồng đan sớm đã được chuẩn bị bắn ra. Những đan dược này lớn ước chừng quả trứng gà, tựa hồ có lực hấp dẫn rất lớn đối với đám hài cốt kia. Những hài cốt kia cũng lập tức biến đổi phương hướng, há miệng khẽ hấp đan dược. 13 viên đan dược vừa đủ để mỗi một bộ hài cốt hấp thu. Mà trong nháy mắt, vài bộ hài cốt sau khi hấp thu xong, từng mảnh huyết quang từ trên thân lập tức tản ra, thoáng cái hoan hỉ bay múa trong ma khí, tiếng cười một lần nữa truyền ra, tựa hồ như cực kỳ vui mừng. Tiếp đó 13 bộ hài cốt này đột nhiên vặn vẹo, huyết quang quanh thân lập tức cuốn tới trước mặt, cũng hóa thành từng tầng chân huyết nhiễm trên hải cốt. Trong khoảnh khắc 13 ma nữ kiều mị bán khỏa thân xuất hiện trước mắt mọi người. Người người đều có dáng vẻ thướt tha mềm mại, cười khẽ nói nhỏ, có vẻ kiều mị vạn phần. Hàn lập mắt thấy cảnh này, con người cũng không khỏi co lại. Đi, hai hàng lông mày của ma tộc Lam Vân dựng lên, quát khẽ một tiếng, pháp quyết liên tục thúc động, đột nhiên hung hăng chỉ về hướng hàn lập bên này. 13 cỗ hải cốt biến thành nữ tử kiều mị lập tức biến sắc, hai tay nâng lên, đều sinh ra tiêm giáp dài vài tấc hung hăng bổ nhào về phía Hàn Lập. Mà hơn trăm con phi xà lam sắc cũng đồng thời rung lên hai cánh, lam sắc hàn khí phụ cận điên cuồng cuộn lên, lại bị bọn nó thu vào trong cơ thể, trong nháy mắt đều biến thành cự đại băng chùy dài hơn một trượng cực kỳ hung ác, phảng phất giống như cung tiễn bắn ra. Trên mặt Hàn Lập lóe lên thanh khí, cũng không nói hai lời, tay áo rung lên, lập tức 72 kiện tiểu kiếm màu vàng lượn lờ xuất hiện, nhoáng một cái liền biến thành phi kiếm dài ba xích, thế nhưng vẫn chưa dừng lại, mỗi một kiện không ngờ hóa thành mấy đạo bóng kiếm. Mấy trăm đạo kiếm quang rung lên, phát ra tiếng xé gió, lại biến thành kim ti hung ác tàn nhẫn nghênh tiếp băng chùy đối diện. Về phần ngân sắc hỏa điểu, vào lúc này cũng phát ra một tiếng trong trẻo, hai cánh mở rộng, hóa thành một khối hỏa cầu khổng lồ bổ nhào về phía trước. Mục tiêu chính là 13 cỗ hài cốt biến thành ma nữ. Trong nháy mắt hàn lập giao chiến trực diện với ma đầu này. Bên kia, mắt thấy phiến quỷ môn cự đại có xu thế muốn hoàn toàn mở ra, ngân quang tiên tử cũng lập tức cắn răng xuất thủ. Đầu lâu ngân sắc mỹ nữ trôi nổi trước người, khi được nàng thúc giục pháp quyết, hai mắt của đầu lâu chậm rãi mở ra, lại lộ ra một đôi đồng tử xích kim sắc quỷ dị. Lúc hai mắt mở ra, đồng thời đầu lâu mỹ nữ cũng khẽ hé ra đôi môi đỏ, thổi phù một tiếng, liền phun ra một chùm tinh ti. Tinh ti vừa ra khỏi miệng, không hề có dấu hiệu thu về, thế nhưng chỉ qua một lần chớp động, lại đột nhiên biến ảo hóa thành kình thiên cự võng, ùn ùn mà xuất. Vị ma tộc đầu chọc đang toàn lực thúc dục phiến đại môn cự đại, vừa thấy cảnh này, trái tim hắn khẽ nhảy lên, không hề lưỡng lự dùng ngón tay mà điểm lên một mảnh lá chắn hắc sắc dày đặc trước người. Tấm lá chắn lập tức lóe lên hắc quang, hình thể điên cuồng hóa ra từng mảnh đốn ảnh óng ánh, liên kết cực kỳ chặt chẽ. Bán quang cháo màu đen nhạt xuất hiện bao phủ trên đầu ma tộc cùng với phiến đại môn. Mắt thấy cảnh này khóe miệng ngân quang tiên tử khẽ cười, cũng không hề tức giận, trái lại còn vui mừng, lúc này nàng không hề lưỡng lự, một lần nữa thúc giục pháp quyết. Ti võng cự đại đột nhiên chụp xuống, vừa vặn bao lấy hắc sắc quang mạc, mà tộc đầu chọc cung quỷ môn đều bị bao trong đó. Tinh quang lưu chuyển một hồi, ti võng rung lên, thoáng cái hóa thành một tầng tinh cháo dày đặc, bao vây hết thảy mọi thứ phía dưới. Mà lúc này ngón tay ngọc của ngân quang tiên tử lại điểm lên đầu lâu mỹ nữ trước mặt. Kim quang trong hai mắt đầu lâu ngân sắc chấp động một hồi, quang mang của phú văn kim sắc trên gương mặt nhất thời phóng đại, tùy theo pháp quyết mà bắn ra lại hóa thành từng điểm kim quang bay lên trên tinh cháo nguyên bản thủy tinh cháo trong suốt trong nháy mắt lại sinh ra dị tượng xuất hiện một đạo màu vàng lốm đốm hai mắt của đầu lâu mỹ nữ ngân sắc nhìn về phía quang cháo kim quang chấp động không thôi lập tức đạo kim sắc lốm đốm trên tinh cháo anh động biến hóa một hồi qua mấy nhịp thở lại huyễn hóa thành một pháp trận cự đại kim thải tiên diễm khảm nạm trên tinh cháo lúc này ngân quang tiên tử mới thở dài một hơi trên mặt chính thức lộ ra nụ cười. Mà phía dưới, ma tộc đầu chọc mắt thấy hết thảy một màn này, sắc mặt hơi đổi, thế nhưng tiếp đó tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, hắn lại giữ tận cười một tiếng, không hề quan tâm, ngược lại điều động pháp lực trong cơ thể, càng điên cuồng thúc động quỷ môn cự đại. Âm một tiếng nổ cực lớn, quỷ môn đỏ tươi rốt cuộc cũng hoàn toàn mở ra. Ác quỷ nửa người trên hai bên cửa lúc này vui mừng phát ra một tiếng trường khiếu. Mà thanh âm quỷ khóc thần gào bên trong cánh cửa cũng đột nhiên đình chỉ. Chỉ có một cỗ âm phong lạnh thấu xương từ trong đó thổi ra. Thế nhưng tình huống như vậy chỉ duy trì một lát, một đạo bóng ảnh mơ hồ đột nhiên từ bên trong âm phong lóe lên, cũng vô thanh vô thức trôi nổi đi ra. Hai mắt Ngân Quang Tiên tử tập trung, cũng không chấp lấy một cái vội vàng nhìn qua, kết quả Ngọc Dung hơi ngây ngốc. Lại là một gã thiếu niên mặc đạo bào, khuôn mặt dị thường thanh tú, bộ dáng giống như thiên quỷ trong truyền thuyết. Đây là Ngân Quang Tiên tử mang theo vẻ mặt cổ quái, trong lòng không khỏi có phần kinh nghi thế nhưng sau một khắc ánh mắt thanh tú thiếu niên quét qua khắp nơi đột nhiên hắn liền quay đầu lại nói với ma tộc đầu chọc hắc hắc không ngờ lá gan của ngươi không hề nhỏ lại dám dùng vật ấy triệu hoán bổn vương nhưng mà vật huyết tế nên chuẩn bị xong trước đi nếu như bổn vương mà chướng mắt ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy tu quỷ vương ít nói lời thừa đi mau triệu hoán thiên quỷ tới chỉ cần có thể giết chết hai kẻ trước mắt vật huyết tế bản tôn tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt ma tộc đầu chọc hét lên chói tai đan thủ vừa lộn, một cây trường đao huyết sắc bỗng nhiên hiên ra, trên mặt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hung hăng chém xuống một cái, lại chém rơi một cánh tay của chính mình. chương 1894 Kinh Ma, thiếu niên thanh tú vừa thấy cảnh này, hai mắt liền sáng ngời, miệng khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên thoáng cái bảnh trướng gấp bội, hóa thành một đầu quỷ vương mặc la bào, đầu đội kim quan. Quỷ vương này có khuôn mặt đỏ ngầu, toàn thân lông xanh, sau lưng còn sinh ra cốt thứ dài hơn thước, hai mắt lóe lên hoàng mang, bốn răng nanh lộ ra. Đầu quỷ này hé miệng phun ra một cỗ hồi khí cuốn lấy cánh tay cụt, đại khẩu mở rộng, sau đó vang lên hai tiếng rột rột. Tốt, đã nuốt vật huyết tế, còn không mau đem thiên quỷ cho ta mượn dùng một chút. Sắc mặt ma tộc đầu chọc hơi trắng bệch, đồng thời hét lớn. Hắc hắc, hai người này cũng không phải hạng tầm thường, để bổn vương triệu hoán thiên quỷ đối phó với bọn họ, chỉ với chút tế phẩm ấy quả thật là chưa đủ cái lưỡi đỏ hồng trong miệng quỷ vương còn thòm thèm liếm vết máu vương vãi trên miệng. Sau khi nuốt trọn một cánh tay, hai mắt nó vẫn lộ vẻ tham lam, nói. Gì, ngươi đừng có quá đáng, chỉ đối phó với hai gã tu sĩ nhân tộc, ngươi nuốt một cánh tay của bản tôn còn chưa đủ. Ma tộc đầu chọc thoáng cái giận tím mặt khi nghe vậy. Hừ, ngươi nói thật thoải mái, hai người này có thể so chiêu với ngươi, ta cho ngươi mượn đám thiên quỷ kia, còn không biết là tổn hao bao nhiêu đâu xem ra người đúng là quý nhân hay quên chuyện, đã quên nội dung so qua trong khế ước cùng với bổn tọa. Có muốn bổn vương nhắc lại một lần hay không, quỷ vương lại mở miệng cười quái dị, âm trầm nói. Khi nghe những lời như lệ quỷ ấy, sắc mặt tôn giả đầu trào cực kỳ khó coi, đột nhiên cắn răng một cái, huyết nhận trong tay một lần nữa chém ra, một chiếc đùi đột nhiên đứt lìa, cuối cùng hắn hung giữ nói. Lúc này đã đủ rồi chứ, nếu như ngươi còn dám nói chứ không, bổn tọa liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải giải trừ khế ước với ngươi. Nếu đã thêm vật này, tự nhiên là đủ rồi. Quỷ vương không khỏi mừng rỡ gật đầu khi thấy một màn này, hắn há miệng, cũng hấp thu, cắn nuốt cái đùi này. Lúc này lại ma tộc đầu chọc lại lẩm bẩm niệm quyết, nguyên bản chỗ cánh tay, càng chân vừa mất, lúc này đột nhiên sinh ra một cỗ hắc khí, quay cuồng một hồi, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi, trái lại sắc mặt hắn càng không có huyết sắc hiển nhiên tuy tứ chi đã mọc ra thế nhưng tổn thất tinh huyết không phải chốc lát có thể đền bù được mà khi quỷ vương nuốt hai vật huyết tế lúc này hắn mới vui vẻ thét dài một tiếng tay áo rung lên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối lệnh bài đầu quỷ đỏ như máu tiếp theo hắn lập tức ném khối lệnh bài này lên hư không chính mình lại biến thành một cỗ âm phong chui vào trong quỷ môn nháy mắt đã biến mất ma tộc đầu chọc vừa thấy quỷ lệnh đỏ tươi thân sắc mới hơi buông lỏng sau đó liếc mắt nhìn hai người hàn lập lập tức hắn dùng một tay chỉ vào lệnh bài, quỷ lệnh lập tức xoay chuyển, hơi mơ hồ, sau đó thoáng cái hóa thành một cỗ gió lốc huyết hồng. Trong gió truyền ra một hồi tiếng gào thét, từ trong đó thoáng cái nhảy ra bốn đầu lệ quỷ, thân hình lớn tới hơn 10 trượng. Bốn đầu quỷ lệ này toàn thân màu đỏ, không có lông, thế nhưng bộ dáng có vài phần giống như một đầu viên hầu phóng đại mấy chục lần, chẳng qua trên đầu chúng đều có song rác đen nhánh, cũng có lưu một gai đuôi móc cầu bích lục, hơi vung vẩy, trong nháy mắt lại nhìn không rõ chỉ có thể nghe thấy trận trận đi đùng từ trong hư không truyền tới ma tộc đầu chọc vừa thấy bốn đầu huyết hồng thiên quỷ cũng không chút nào do dự tung một chảo về phía hư không ở phía xa cỗ gió lốc huyết hồng lập tức cuốn lên một lần nữa biến thành lệnh bài thoáng cái rơi xuống tay hắn trên mặt ma đầu hiện lên thần sắc dữ tợn lập tức đem một đạo pháp quyết đánh vào trong lệnh bài đồng thời trong miệng bắt đầu lầm bẩm bốn đầu quỷ rõ ràng bị lệnh bài ước thúc bị đầu chọc đầu chọc thúc dục ánh mắt bọn này đều toát ra hung quang nhìn về phía ngân quang tiên tử. Trong đó, một đầu thiên quỷ kêu to, huyết quang đồng thời xuất hiện sau lưng bốn con thiên quỷ, sinh ra một đôi cánh rơi cự đại màu tím, hai cánh khẽ vỗ, như hung thần ác sát đánh về phía cự trào ông ánh đang vây khốn tên đồng bạn. Ma tộc đầu chọc thấy cảnh này, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia cười lạnh. Trải qua mấy lần vận dụng thiên quỷ môn, không ai hiểu chỗ đáng sợ của bốn con thiên quỷ này bằng hắn. Có lẽ thực lực của một đầu thiên quỷ chỉ tương đương với luyện hư hậu kỳ đại thầy nhầm thế nhưng bốn con thiên quỷ liên thủ, hơn phân nửa tu sĩ hợp thể trung kỳ không phải là đối thủ. Cho dù thứ vây khốn bọn họ có phần cổ quái, thế nhưng khi bốn con thiên quỷ đồng thời xuất thủ, khẳng định không chịu nổi một kích. Thế nhưng mặc dù là vậy, hắn vẫn há miệng phun ra một cỗ tiêu ấn đen xì, si, vừa ra khỏi miệng chỉ lớn vài tấc, thế nhưng ngay lập tức liền biến thành mấy trường, cũng nổ vang một tiếng, sau đó theo sát bốn quỷ hung hăng đánh lên đỉnh tinh cháo. Một cái chấp động, bốn con thiên quỷ đã tới gần tinh cháo, hai tay khẽ động, chảo ảnh đầy trời lập tức nổi lên, đồng thời cái đuôi hình móc vẫy lên, vèo một tiếng, cũng nguyễn hóa ra vô số bích mang đâm thẳng ra. Bốn quỷ liên thủ tung ra một kích, công kích quả nhiên không hề tầm thường. Sau một khắc, trên tinh cháo bộc phát ra từng đoàn hào quang chói mắt, cơ hồ chỉ trèo chống được một lát, hào quang chợt ảm đạm. Ma tộc đầu chọc tự nhiên mừng rỡ khi thấy một màn này, hắn lập tức thúc giục đại ấn màu đen kiện bảo vật này chấp động một hồi, phát ra tiếng sấm ầm ầm, đồng thời đánh lên trên tinh cháo, từng vòng sóng màu đen lập tức tản ra. Nguyên bản vách tinh cháo tựa hồ như không chống đỡ nổi, bây giờ lập tức vang lên một tiếng giòn tan, trên mặt hiện ra vô số vết nứt bạch ngân nhỏ xíu, tựa hồ như sắp vỡ tan. Nhưng đúng vào lúc này, trên thân tinh cháo hiện ra ngân quang tiên tử, thân thể nàng thoáng chấp động, bỗng nhiên đầu lâu mỹ nữ ngân sắc xuất hiện bên người, cũng không chút do dự vỗ ra một trường đầu lâu ngân sắc nóng nhìn tinh cháo thoáng cái quang mang đại thịnh tựa hồ hô ứng cùng tinh cháo kim sắc trận trên mặt tinh cháo cũng thoáng cái phát ra thanh âm vù vù thoáng cái hiện ra vô số phù văn màu vàng chấp động giống như chui vào vết nước trên mặt tinh cháo một màn quỷ dị xuất hiện nguyên bản vách tinh cháo sắp vỡ tan khi bị phù văn màu vàng chui vào trong nháy mắt kim quang lóe lên liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu ở phía xa chứng kiến cảnh này khóe miệng ngân quang tiên tử không khỏi nhếch lên cười khẽ. Ma tộc đầu chọc ngây ngốc, thế nhưng lập tức tỉnh táo lại, kinh sợ hét lên một tiếng, một lần nữa thúc giục quỷ đầu lệnh bài cùng khối đại ấn màu đen. Huyết quang trong ánh mắt của bốn con tiên quỷ trên không trung lưu chuyển một hồi, đồng dạng phát ra thanh âm giận dữ, thân hình một lần nữa bảng trướng hơn phân nửa, há mồm phun ra từng đạo cột sáng huyết sắc, đồng thời chảo ảnh trên tay, cùng bính mang trên câu vĩ liên tục bắn ra. Về phần cử ấn màu đen liên tục phát ra tiếng sấm rền, từng đạo hắc sắc điện quang từ trong đó bắn ra, đồng thời đại ấn cũng có hàng trăm ngân văn tuôn ra. Hiển nhiên ma tộc đầu chọc đã thúc giục uy năng của kiện pháp bảo này tới cực hạn. Một kích như cuồng phong bão vũ một lần nữa kích lên trên bích cháo, khiến hào quang của nó lập lè, tiếp đó đại hắc ấn hung hăng nện xuống, một vòng ánh sáng đen mãnh liệt sinh ra từ trong vụ nổ kinh thiên động điện này. Hắc mang hiển hiện tại chỗ vách cháo bị phá vỡ, thế nhưng kim quang kim sắc trận đại phóng, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ thoáng cái, sắc mặt ma tộc đầu trọc cực kỳ khó coi, thế nhưng pháp quyết trên tay không hề ngừng chút nào tiếp tục thúc giục đại ấn cùng bốn con thiên quỷ điên cuồng công kích lên tinh cháo đầu ma này rất rõ ràng tinh cháo trước mặt mặc dù cực kỳ huyền diệu thế nhưng tuyệt đối không thể bảo trì loại tốc độ phá hoại này chỉ cần liên tục công kích chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy thế nhưng mấu chốt là còn một gã tu sĩ nhân tộc khác kẻ đã giết chết lực tôn giả vị đồng bạn kia của hắn trong thời gian này cũng không ai có thể đảm bảo an toàn cho hắn ma tộc đầu chọc một bên điên cuồng tấn công lên tinh cháo một bên dùng ánh mắt bất an quét về phía chiến đoàn bên kia, kết quả là sắc mặt hắn lập tức đại biến. Chỉ thấy bên kia, kiếm ti kim sắc đầy trời tạo thành một đại kiếm võng cự đại, đem hơn 10 con phi xà lam sắc vây lại. Những đầu phi xà kia mặc dù thân thể cứng rắn hơn cả kim loại, miệng lại phun ra huyền băng chi khí, thế nhưng khi bị kim ti răng khắp nơi, đám phi xà này không tránh khỏi kết cục bị băm vằm rơi xuống. Cách đó không xa, 13 cỗ hài cốt hóa thành ma nữ giờ phút này đã hiện ra nguyên hình, chúng nó lại hóa thành hài cốt trắng hiếu cao hai trượng, toàn thân có hắc sắc ma diễm lượn lờ, miệng phun độc khí mờ mịt, hai mắt thỉnh thoáng phun ra từng đạo quang mang lưu ly kỳ lạ, cho dù đã tung ra hết thần thông của tử mẫu chân ma thế nhưng giờ phút này vẫn bị hơn 10 con tử văn quái trùng kim quang sáng lạn truy đuổi tán loạn. Đám tử mẫu chân ma đỉnh đỉnh đại danh tựa hồ như phi thường sợi hãi đám quái trùng kia, không dám để chúng nó tới gần mảy may. Độc khí ma diễm của đám ma đầu biến thành công kích đều không có hiệu quả đối với đám linh trùng kia về phần lam tôn giả giờ khắc này càng thêm chật vật. Tên tu sĩ nhân tộc kia biến ảo thành một đầu kim viên cự đại cao tới trăm trượng, hai cánh tay vũ động một xanh một đen hai ngọn núi nhỏ, uy thế khó đỡ khiến cho ma tộc Lam Vân liên tiếp lùi về phía sau. Mặc dù ma tộc Lam Vân vừa sợ vừa giận, pháp quyết trên tay biến ảo không ngừng, trước người còn có sáu bảy kiện bảo vật bất đồng xoay quanh thế nhưng vô luận là loại bảo vật gì vừa tiếp xúc với hai ngọn núi đều bị chấn áp, lùi về sau cho kiện kế tiếp sông lên nếu không chỉ cần liên tiếp đón đỡ ba bốn lần va chạm, bảo vật nhất định sẽ bị hủy. Vị này đường đường là tôn giả ma tộc, thế nhưng qua chốc lát công phu, toàn bộ thể diện, phong độ đều rơi xuống hạ phong. Ma tộc đầu chọc thần sắc liên tiếp thay đổi mấy lần, ngược lại hít sâu một hơi. Uy năng của 13 cỗ tử mẫu chân ma này không thua gì việc hắn triệu hoán ra bốn con thiên quỷ, lại bị mấy đầu linh trùng của đối phương bức thành bộ dáng như vậy. Xem ra lúc trước mặc dù hắn biết tên nam tu sĩ nhân tộc kia không tầm thường, thế nhưng vẫn có phần đánh giá thấp đối phương. Người này khó giải quyết như thế, chỉ sợ ba bốn vị ma tôn hợp thể hậu kỳ đại thành mới có phần nắm chắc đối phó với hắn. Trong lòng ma tộc đầu chọc không khỏi kinh ngạc, suy ngẫm đánh giá. Nhưng mà nhãn châu của hắn lập tức xoay động, bỗng nhiên khóe miệng hơi mấp máy, truyền âm tới tên đồng bạn. chương 1895, ma trận, vị lam tôn giả kia đang bị hàn lập dùng hai tòa núi nhỏ liên tục oanh kích hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị đánh mồ hôi ướt đẫm thân hình loạn tràng không thôi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hiện tại vừa nghe lời ấy của chọc đầu tôn giả, lúc này tinh thần hắn rung lên, không lưỡng lự lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó con mắt loạn động, lập tức muốn tìm kiếm kế sách thoát thân dụ địch. Đối diện, Hàn lập biến thành cử viên, đồng tử lam mang chợt lóe, đem sắc mặt khác lạ trên mặt của lão ma nhìn rành mạch. Lúc này một tiếng hử lạnh, bỗng nhiên trong tay hai tòa ngọn núi vù vù hai tiếng sau, lại dùng sức quang mạnh mà ra hai tòa ngọn núi hắc thanh lưỡng sắc linh quang đại phóng, sau khi rời tách khỏi tay một chút không ngờ cuồng trướng mấy lần, biến thành ngọn núi hơn trăm trượng cao, lấy tốc độ khó có thể tin hướng Lam Văn Tôn giả bắn đến. Chưa thật sự lao xuống, hai cỗ cơn lốc trước hết gào thét tới, phủ cận hư không lại một trận vặn vẹo, âm thanh nổ đùng vang lớn. Lam Tôn giả thấy cảnh này, mặt sắc biến đổi, nhưng trong mắt hung quang chợt lóe, đột nhiên cắn răng một cái lấy tay đột nhiên điểm liên tiếp hai kiện bảo vật xoay quanh trước người, tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, liền mang theo bảo vật còn lại hướng về phía sau kích bắn mà đi rồi mà hai kiện bảo vật bị điểm chỉ cũng không lui mà tiến tới trực tiếp nghênh hướng về phía hai tòa sơn phong cũng ở trong nháy mắt tiếp xúc một tiếng gào thét đồng thời tự bạo mà khai sau hai tiếng nổ hai vầng sáng thật lớn ở phía dưới hai tòa sơn phong hiện lên mà ra quang diễm quay cuồng lại nhất thời làm cho thế rơi xuống của hai tòa sơn phong ngừng lại bất quá ngay sau đó thân mình hai tòa sơn phong hào quang vạn trượng trầm xuống liền mạnh mẽ đem hai luồng vầng sáng nhất áp mà tan. Tiếp theo kim quang chợt lóe, Hàn Lập biến thành cự viên liền quỷ quái xuất hiện ở dưới sơn phong, lưỡng trích bổ phiến đại thủ hướng lên trên tùy ý, liền thoải mái đem hai tòa ngọn núi vững vàng lại nâng. Cự viên hai mắt ánh sáng lạnh ngưng tụ, hướng về phía ngoài mấy trăm trượng nơi nào đó trong hư không. Ở nơi này, làm văn ma tộc vậy mà lại thừa dịp vừa rồi pháp bảo tự bạo, rốt cục theo Hàn Lập không ngừng truy kích tạm thời đào thoát đi ra, hơn nữa lại xuống phía dưới phương trung tâm tiểu sơn nhanh chóng mà đi. Cùng lúc đó, 13 bộ chân ma bị hơn 10 chiếc tử văn bỏ cánh cứng truy đuổi bay loạn đầy trời, cũng đột nhiên bên ngoài thân ma diễm thoáng chốc cuồng trướng mấy lần, hóa thành 13 đoàn hắc sắc quang cầu hướng cùng phương hướng kích bắn mà chạy. Kia hơn 10 chiếc tử văn bỏ cánh cứng, vù vù cùng nhau, cũng hóa thành nhiều điểm tử quang mau chóng đuổi xuống. Về phần lam sắc phi xa này, tại nơi kiếm tia đan chéo dưới, trong nháy mắt chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái. Đáng tiếc phi xà đó ngay cả là cũng là ma giới cũng là một loại dị thú hiếm có, nhưng là đối mặt với kiếm tia sắc bén vô cùng của Thanh Trúc Phong Vân kiếm hóa thân cũng có thể dễ dàng bị chảm thất linh bắt lạc. Nguyên bản loại này phi xà phối hợp công pháp Lam Tôn Giả, tự nhiên tuyệt đối không chỉ có thể là chút thực lực ấy, nhưng là ở bản thân Lam Văn Ma tộc bị Hàn Lập xuất kỳ bất ý cuốn lấy lúc sau, lại cơ hồ ngay cả một thành uy lực cũng không phát huy ra mà ra. Lam Văn Ma tộc vì thế rất là đau lòng, nhưng vì vừa Hàn Lập dẫn đi, cũng chỉ có thể quay đầu lại một chút xuống phía dưới phương tiểu sơn phá không mà đi. Hàn Lập biến thành kim mao cự viên, thấy cảnh này, ngẩng đầu giống to một tiếng, chân khẽ dậm mạnh xuống, chỉ là mấy chấp động, liền một chút vượt qua mấy trăm trượng, cũng hướng tới tiểu sơn trên không. Hai tay vừa lật chuyển, hai tòa ngọn núi lại hung hăng nện xuống, cự viên bản thân cũng hai tay nắm chặt nắm tay, hóa thành một cỗ cơn lốc cuồng áp xuống. Mắt thấy công kích kinh người như thế thoáng chốc đi tới đỉnh đầu, phía dưới lam tôn giả trên mặt không có lộ ra sắc mặt bối rối, ngược lại trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, bỗng nhiên tay áo run lên, một cái đen nhánh pháp bàn từ giữa nhất phi mà ra, cũng một cái chớp động, hóa thành mây đen tối đen như mực đem thân hình hoàn toàn che ở trong. Phốc phốc hai tiếng nổ, hai tòa sơn phong rơi xuống phía dưới, mây đen lập tức hóa thành nhiều điểm linh quang tản ra mà khai, nhưng phía dưới lại hoàn toàn không có một chút bóng dáng lam tôn giả. Không riêng như thế, lấy trung tâm tiểu sơn, phụ cận này vài tòa sơn phong đều tự nổ vang một tiếng, đột nhiên đều có một đạo vô hắc quang trụ phun ra, chợt lóe dưới, liền biến thành một cây can thô nhược thủy pháp kỳ thật lớn. Mỗi một can đều đen tuyền, thẳng sát mây tía bên trong, giống như kình thiên cự trụ bình thường. Lấy này vài tòa sơn phong mắt trận, một vài dặm ma trận lớn nhỏ, vang ầm ầm từ dưới đất hiện lên mà ra. Không trung lâm vào sắc biến, hư không lâm vào rung động, một cỗ cỗ đen thùi ma khí lại theo các nơi mắt trận, cuồng biến mà ra. Hàn Lập biến thành cử viên, chỉ cảm thấy bốn phía hắc sắc phù văn thoáng hiện ra, không khí lâm vào căng thẳng, thân hình liền thoáng chốc đình trệ ở giữa không trung trung, không thể nhúc nhích một chút. Tiếp theo hắc sắc ký hiệu quay tròn vừa chuyển, liền phanh phanh liên tiếp nứt toác mà khai, hóa thành một đoàn đoàn hắc sắc quang tia. Quang tia chợt hiện, ngưng tụ dưới, lại hóa thành một cái sợi xích màu đen vô cùng giận người, lẫn nhau một vòng dưới, nháy mắt ngưng tụ đã đem cử viên trói lại. Mà cùng lúc đó, phía dưới hắc sắc ma khí một trận vang ầm ầm quay cuồng, hóa thành xúc tu thật lớn vô cùng lợi hại, cũng thẳng đến cự viên cuồng quyển mà đến. Cự viên trong mắt lam mang một trận lưu chuyển, chút ý sợ hãi chưa lộ ra, chỉ là trong miệng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, lông hộ thân liền một chút thẳng tắp dựng thẳng lên, đồng thời thân hình cũng cuồng trướng thật lớn đứng lên. Hắc sắc cửa xích một trận cuồng chiến không thôi, lâm vào cứng thẳng tắp, cũng truyền ra tiếng động vù vù. Rát băng một trận loạn hưởng, từng đoạn xích vỡ vụn mà ra cự viên vừa hiện trên mặt nhanh sắc song trưởng tùy theo thô lớn hơn mấy vòng cũng dơ lên cao dựng lên trên người lông hóa thành vô số kim mang nổ bắn ra mà ra suy suy tiếng động nổi lên kim mang hiện lên chỗ trong hư không một vòng vây dao động nhộn nhạo dựng lên một tầng vô hình cấm chế mạnh mẽ lâm vào phá toái mà ra tiếp theo một tay lại hư không một chảo một cây ngân sắc cự thước hiện trong tay hướng bốn phía không chút khách khí hung hăng đảo qua một đạo ngân sắc quy nát trụ giống như thiên ngoại ngân long rít gào tảo ra Nơi đi qua, ma khí biến thành xúc tu nhất chảm thành hai đoạn ngã xuống. Lúc này, ở trên một tòa sơn phong khác không bóng người trượt lóe, tên kia Lam Văn Ma tộc không tiếng động hiện lên mà ra, thấy một màn cự viên đại triển thần uy, sắc mặt lâm vào trầm xuống, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên tay áo bảo run lên, một con dấu màu đen tỏa sáng từ giữa bay ra một cái hồ lô. Bỗng nhiên mở ra, từ giữa đạo lục quang trượt lóe bắn ra, nhập vào trong phụ cận ma khí không thấy bóng dáng. Mà tay kia vừa lật chuyển, trận bàn đen thùi lại hiện lên mà ra, há mồm, một đoàn tinh huyết phun ra, hóa thành một đoàn huyết vụ nhập vào trong đó. Ngay sau đó, nguyên xúc tu thật lớn bị chặt đứt kịch liệt chấp lên, liền liên kết như lúc ban đầu, cũng lại hùng hổ một quyển mà đến. Chỉ là lúc này đây, xúc tu chưa đến trước người chỗ cự viên, lại đột nhiên tiêm minh thanh nổi lên, vô số cây cốt xoa từ giữa kích bắn mà ra. Cốt xoa mỗi một cây bất quá dài hơn một thước, nhưng là chỗ đầu nhọn xanh mượt một mảnh, cũng có mùi tanh hôi khí chuyển đến, hiển nhiên kịch độc vô cùng cự viên vừa thấy cảnh này mũi vừa động nắm tay liền hai tay hướng vỗ ngực chính mình một tiếng sấm sét giữa trời quang từng đạo tơ vàng từ trong cơ thể bay ra chớp động một cái hóa thành kim sắc hồ quang đan vào thành võng đem thân hình khổng lồ cự viên bao lại lôi mình thanh liên miên không dứt mấy cuồng cốt xoa chớp động một cái đánh lên kim sắc hồ quang run rẩy một cái không khỏi khẽ ngừng lại một chút mà nhân cơ hội này cự viên bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra uy phong lẫm lẫm hét lớn một tiếng. Tiếng gầm rú một chút kinh thiên động địa, kim sắc hồ quang sáng ngời, lại biến thành bát khẩu độ hướng bốn phía cuồng quét mà đi. Mấy cây cốt xoa mấy thủ đồng thời bị một kích của mười mấy đạo thô hồ quang, ngay cả vật ấy là trải qua ma tộc bí thuật đặc thù luyện chế qua, lại có thể nào chịu được một kích cuồng bạo của ích tà thần lôi nhiều như vậy, hóa thành một cỗ cỗ khói nhẹ bị phá hủy. Về phần này xúc tu thật lớn, nháy mắt vừa tiếp xúc bát khẩu kim hồ quang, liền hóa thành một đoàn đoàn xương mù bị càn quét không còn. Xa xa Lam Văn Ma tộc nhìn thấy cảnh này, vốn là lâm vào ngẩn ngơ, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ thất thanh đứng lên. Đây là ích tà thần lôi, vậy mà lại có này lôi hộ thân. Vị này Lam Tôn giả vừa sợ vừa giận, thanh âm có sắc hồn hền. Mấy cây cốt xoa kia nhìn như không, trên thực tế là đồ vật ngay cả Ma Tôn bình thường đều có chút kiêng kỵ, thế gian có thể khắc chế nó cũng không nhiều, trong đó ích tà thần lôi đúng là một trong số đó. Điều này làm cho lão ma này vô cùng kinh sợ. Hàn lập biến thành cử viên lại một tiếng cuồng tiếu, hai tay nắm chặt quyền, hướng về phía chỗ tiểu sơn hung hăng một quyền đánh ra. Một trận không gian dao động, một con mẫu hứa kim sắc lớn bằng nắm tay chợt lóe xuất hiện ở trên không tiểu sơn, cũng hung hăng đánh xuống một kích. Làm tôn giả mặt sắc biến đổi, không nói hai lời đơn độc thủ vỗ vào trận bàn. Phốc một tiếng, một cỗ ma khí đứng thẳng nhất bạo mà ra, đem thân hình nhập vào trong đó. Một tiếng nổ thật lớn kinh thiên động địa vang lên, kim quyền thật lớn không chút khách khí ở tại chỗ Lam Văn Ma tộc đứng thẳng, cả tòa tiểu sơn kịch liệt run rẩy một trận, một tiếng nổ vang, liền hóa thành vô số đá vụn sụp đổ hỏng mất. Phụ cận trên một tòa sơn phong khác, một cỗ ma khí trống rỗng nhất hiện ra, Lam Văn Ma tộc chợt lóe hiện thân mà ra. Hắn bay nhanh quay đầu liếc mắt nhìn một cái xa xa tình hình tiểu sơn hỏng mất, sắc mặt càng khó coi. Mà thì Kim Mao cử viên lại động tác chút không ngừng, hai tay hư không một chảo thanh hắc hai tòa sơn phong quỷ dị lại hiện lên trong tay cũng không chút do dự hướng hai tòa sơn phong hung hăng ném đi lại hai cái âm thanh ầm vang hai tòa tiểu sơn đồng dạng một chút hỏng mất biến mất lúc này ma trận phía dưới cuồn cuộn ma khí cũng mỏng đi vài phần ngươi muốn phá trận nằm mơ đi thôi bản tôn tuyệt sẽ không thang ngươi rời đi lam tôn giả thấy cảnh này hai mắt đồng tử co rụt lại trên mặt đột nhiên hiện lên sắc hung ác nói vừa dứt lời hắn đột nhiên cắn răng một cái một tay bấm tay niệm thần chú, một tay áo đột nhiên run lên, hơn người khỏa màu đỏ đan hoàn nhanh chóng bay đi. Phụ cận hắc khí quay cuồng, 13 bộ bạch cốt quỷ dị thoáng hiện ra, há mồm đem huyết hoàn nhất thời nuốt xuống, hai mắt hắc diễm chớp động vây quanh Lam Tôn giả đứng lên. Mà Lam Văn Ma Tôn này cũng một tay đột nhiên vỗ lên thiên linh cái chính mình, thân hình huyết quang chợt lóe, trên người huyết nhục từng khối rơi xuống xuống. Sau một lúc, đồng dạng một khối khung xương bạch sắc đáng sợ liền xuất hiện ở giữa 13 bộ hài cốt chương 1896, mẫu ma, bộ xương này ngoại trừ một đôi nhãn châu chấp động tử quang ra, trên thân không có một tia huyết nhục, tứ chi cuồng vũ, trong miệng truyền ra một tiếng chú ngữ trầm thấp, sắc nhọn thê lương, khiến người nghe mau cốt không khỏi kinh dị hẳn lên. Đột nhiên bốn phía 13 bộ hài cốt khác đồng thời phát ra tiếng kêu sắc nhọn, sau khi rung một cái, liền hóa thành một cổ hắc khí tiến vào bên trong chính giữa bộ xương trắng. Trong phút chốc hình thể bộ xương điên cuồng to lên, đồng thời mỗi một tấc xương đều có quang mang lưu truyền, bắt đầu quỷ dị biến hình. Chỉ nghe được một trận bạo lôi muộn hưởng, bộ xương liền hóa thành bảy tám trượng to, hắc sắc ma diễm lượn lờ toàn thân, giống như thiên ngoại ma thần hàng lâm. Nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ liền có thể kinh hãi phát hiện, trên các khúc xương thô to nơi lồng ngực của cự đại hài cốt này, không ngờ lại vây quanh vô số đầu lâu nhỏ cỡ một tấc, tổng cộng 13 cái, bộ dáng rõ ràng chính là 13 bộ xương kia biến ảo thành. Càng làm người ta kinh hãi chính là, sau khi cự đại hài cốt huyết một tiếng sáo dài, sau lưng một trận xương cốt va phạm truyền ra, liền nguyễn hóa ra 26 cánh tay bằng xương, mỗi một cánh tay đều cầm các vũ khí bằng xương như đao, kiếm, diều. Sau khi huy động, trận trận ma phong, hắc diếm quay cuồng, thanh thế thao thiên. Cự đại giữ tợn hài cốt này sau khi hợp thể, chính là mẫu ma, 13 tử mẫu chân ma. Chỉ là cùng với một số phương pháp tu luyện loại ma công này không giống nhau. Vị Lam tôn giả này dĩ nhiên là lấy thân thể chính mình làm lô đỉnh, tế luyện thành thân thể mẫu ma. Chỗ tốt khi làm như thế, tự nhiên có thể làm cho tu vi bản thân tăng mạnh, có thể có được nhiều ma công thần thông, càng không phải lo sợ nguy hiểm từ ma cắn trả. Nhưng cái giá phải trả cũng rất nguy hiểm, hóa thân mẫu ma một khi thụ thương quá nặng, thần chí tự nhiên bị ma tính ô nhiễm, liền vĩnh viễn hóa thành mẫu ma. Nếu không phải, vị lam tôn giả này mắt thấy hàn lập thần thông to lớn vượt xa dự liệu, tình hình trở nên vạn phần nguy cấp, chỉ sợ căn bản sẽ không biến thân thành mẫu ma chi thể. Một khi hợp thể biến thành mẫu ma, trong đầu Lam Tôn giả bỗng chốc sát lục chi khí đầy giấy, vốn đối với Hàn Lập có tâm sợ hãi liền không còn, sau khi trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách quái dị, liền hướng về phía cự viên nơi xa đột nhiên há miệng. Phun ra một cổ ma phong, một mảng hôi sắc ma phong gào thét, băng hàn thấu xương, phô thiên cái địa tiến đến. Tiếp theo mẫu ma lay động đỉnh đầu to lớn, thân thể thó ăn chốc liền tiến nhập vào trong ma phong, không thấy bóng dáng. Lúc này, ngọn sơn phong trong tay kim mao cử viên liên tục hung hăng quăng ra, cũng đã đem phụ cận ngọn núi phần lớn đập cho nát bấy, mắt thấy chỉ còn lại đỉnh núi nơi mẫu ma mới vừa đứng, mới xoay chuyển ánh mắt nhìn qua. Vừa lúc nhìn thấy ma phong cuồn cuộn mà đến, cụ viên há to miệng không nói hai lời đột nhiên đem hai ngọn sơn phong hướng trước người ném đi. Đùng đùng sau hai tiếng nổ mạnh, thanh hắc hai tòa cự sơn vững vàng chắn trước người, quang mang lưu chuyển cuồng trướng lên, trong chớp mắt liền cao hơn nghìn trượng cùng với những ngọn núi khác không có gì bất đồng. Ma Phong nhó ăn lên một cái, liền không chút khách khí đánh lên hai tòa cự sơn, trận trận hàn khí tản phát ra. Một bên vách núi của sơn phong trong nháy mắt trở nên trong suốt, liền sinh ra một tầng băng tinh dày. Cự viên dẫm chân một cái, hô một tiếng, thân hình khổng lồ liền nhảy lên đỉnh một tòa sơn phong, hai mắt lam quang lưu chuyển hướng Ma Phong đối diện cẩn thận dò xét. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên trong miệng cự viên gầm lên giận dữ, hai tay nhanh như tia chớp hướng đối diện đánh tới. Vô số kim sắc quyền ảnh nguyễn hóa ra, hướng vào một điểm trong ma phong bắn tới. Khách khách một tiếng cười quái dị, trong ma phong đồng dạng nguyễn hóa ra vô số cự đại đao mang, quang mang chấp động, vô số huyết sắc phù văn trong đao mang chợt ẩn chợt hiện, liền đem kim sắc quyền ảnh nhìn như không thể phá vỡ toàn bộ cắt rời ra. Đao mang không một chút dừng lại, hướng thẳng đến thân thể cử viên điên cuồng chém tới. Kim Mao cử viên gặp tình hình này, trong mắt lam quang lưu chuyển một cách khốc liệt. Nhưng bỗng nhiên đơn thủ khẽ vẫy, tiếng xé gió chợt vang lên. 13 đóa cự đại kim hoa kích phát ra, quay tít một vòng, liền hóa thành từng con tử văn giáp trùng. Chính là 13 con trùng vương hầu tuyển linh trùng của Hàn Lập. Vừa rồi lũ trùng bị cấm chế trong ma trận trói buộc chỉ chốc lát, hiện tại rốt cuộc đã thoát khốn chạy tới bên người Hàn Lập. Đám linh trùng này cơ hồ không cần Hàn Lập thúc giục cái gì, lập tức bên ngoài tử văn sáng ngời, hình thể bỗng nhiên cuồng trướng, liền trở nên to lớn dữ tợn ở trước mặt cự viên nhó ăn lên một cái, nhất thời vô số hư ảnh huyễn hóa ra trước mắt cử viên phảng phát hiện ra vô số tấm chắn tử sắc đám đao mang cho dù sắc bén quỷ dị nhưng đứng trước thân thể đám giáp trùng này cũng chỉ có thể phát ra một tiếng muộn hưởng liền toàn bộ khuấy tán biến mất lấy trình độ cứng rắn của thân thể đám biến dị phệ kim trùng này thế gian cơ hồ không có bất cứ cái gì có thể phá hủy được đám đao mang này tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá trong lúc này nơi đỉnh đầu cử viên do hàn lập hóa thành đột nhiên một vòng xoáy cự đại trống không hiện ra tiếp theo một cái bóng đen cự đại rất xuống mà phía trước đám hắc ảnh này rõ ràng là 26 cái cự đại cốt nhận huy động, mang đến từng trận hắc sắc hỏa hải. Làm Văn Tôn giả biến thân thành mẫu ma rốt cuộc hiện thân ra, hướng Hàn Lập đánh lén. Cự viên đối với việc này tựa hồ sớm có dự liệu, cũng không lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngược lại sau khi chợt hít sâu một hơi, hắc khí trên than một trận quay cuồng, một kiện chiến giáp đen tuyền từ thể nội hiện ra, mặt ngoài hắc mang chất động, vô số hắc sắc phù văn điên cuồng tuôn ra, đem các bộ phận khác hoàn toàn che chở bên trong tiếp theo hai tay trà sát, ở dưới không trung một tấc, vô số cự đại kim hồ bắn ra, hóa thành một cái cự đại lôi võng nghênh tiếp ma hải. Một tiếng oanh đùng đùng, hắc sắc ma diễm và kim sắc điện hồ vừa tiếp xúc, giống như khắc chế lẫn nhau trong chốc lát liền dập tắt hơn phân nữa, nhưng đám cự đại ma nhận đó lại không chút do dự hướng đỉnh đầu cự viên hung hăng bổ xuống. Trên mặt cự viên đột nhiên cười nhẹ một tiếng, sau lưng kim quang phát ra, một cái kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay di động hiện ra, sáu cánh tay cùng vung lên, phát ra sáu đoàn kim quang rời tay bắn ra. Sáu đoàn kim quang chợt lóe, liền bỗng hiện hội tụ ở không trung phía trên cự viên, cùng một tiếng vù vù, liền hóa thành một cái kim sắc vòng xoáy kích cỡ to nhỏ khác nhau. Chính là đại thần thông trong phạm thánh chân ma công, vòng xoáy kim quang. Và dưới sự che chở chói mắt của kim quang, ở dưới kim quang, còn có một đạo lục ảnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt từ trên lưng cự viên chợt lóe bắn ra, tiến nhập vào trong phụ cận ma khí không còn thấy bóng dáng. Lúc này, vòng xoáy kim quang điên cuồng luân chuyển, từng làn sóng kim sắc từ bên trong bung ra. 26 khẩu cự nhận chợt lóe, liền chạm lên trên đám kim sóng đó. Làn sóng kim sắc chỉ cuộn lại một cái, liền đem đám cự nhận đó hoàn toàn bao bọc ở bên trong sau đó hư ảnh ba đầu sáu tay sau lưng cự viên quát khẽ một tiếng. Một cổ hấp lực to lớn nhất thời từ trong vòng xoáy kim sắc hiện ra, đám cự nhân đó dưới tác dụng của cổ lực lượng này, một trận run dày kịch liệt, tiếp theo dưới một tiếng tiêm minh kỳ lạ, liền lập tức rời tay bắn ra, bị làn sóng kim sắc hoàn toàn bao vây bay vào. Hàn lập biến thành cự viên mỉm cười ngây ngốc, hiển nhiên lại dễ dàng đem đám cự nhân đó thu lấy như vậy, thật là nằm ngoài dữ liệu. Một khắc sau, một tiếng cười run rẩy quái dị từ đầu mẫu ma kia phát ra, một cánh tay đột nhiên hướng 26 khẩu cốt nhận kia nhẹ nhàng điểm một cái. Mắt thấy đám cự nhận kia sắp bị hút vào trong vòng xoay kim sắc, đột nhiên trong dây lát run lên liền hội tụ lại cùng nhau, đồng thời bộc phát ra hôi quang chói mắt trong phút chốc công phu một đóa cự đại cốt liên hiện ra toàn thân đều do những mảnh xương trắng hiếu tạo thành trên mỗi một đóa cánh sen còn có chi chít phù văn hiện ra tán phát ra hôi mang yêu dị cự đại cốt liên chuyển động xoay tròn một cái vô số quang nhận như cuồng phong bạo vũ bay ra liền đem bốn phía làn sóng kim sắc phá nát ra sau đó hướng thẳng đến vòng xoáy kim sắc mà bắn tới nhưng vòng xoáy kim quang này là đại thần thông do phạm thánh chân ma công của hàn lập sau khi đại thành mới ngộ ra tự nhiên cũng không phải chỉ đơn giản như thế ba đầu kim sắc hư ảnh lầm bẩm đồng thời sáu cánh tay liên tiếp chấp pháp quyết, giống như bay vào trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy kim sắc một tiếng oanh minh nổi lên, chỗ trung tâm xông ra làn sóng kim sắc càng kinh người, nhất thời cùng với hôi sắc quang nhận do cốt liên phát ra bất phân thắng bại. Mẫu ma vừa thấy công kích của mình không có tác dụng, hai mắt tử mang trướng lên, tựa hồ trở nên nóng nảy, 26 canh tay đột nhiên hướng than thể mình một chảo, liền rút ra một khúc xương to, vừa đón gió, lại hóa thành 26 khẩu song cốt nhận, tiếp theo thân hình vừa động, lại tiếp tục hướng cự viên bổ xuống. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập biến thành cự viên đột nhiên hai tay đấm vào lồng ngực, miệng há ra, liền phun ra một đạo kim sắc quang trụ, đồng thời song quyền lần nữa điên cuồng đấp tới, tiếp theo thân hình trực tiếp nghênh tiếp mẫu ma, ỉ vào lực phòng ngự kinh người của ma giáp trên người, trực tiếp cùng cổ ma tranh đấu. Đúng lúc này, 13 con tử văn giáp trùng bay lên vù vù, cùng lao thẳng đến cự đại hài cốt. Nhưng mẫu ma gầm nhẹ một tiếng, đám khô lâu giữ tợn nơi lồng ngực hiện ra, từ cơ thể mẫu ma liên tục bay ra, miệng phun bích mang nghênh tiếp 13 con giáp trùng. Đám bích mang do khô lâu phun ra, mặc dù không cách nào làm bị thương tử văn giáp trùng, nhưng bên trong ẩn chứa uy năng quỷ dị, khiến đám vệ kim trùng này nhất thời vô pháp trực tiếp đột phá đợt công kích này, tạm thời dây dưa cùng nhau. Mà trong lúc này, đạo kim sắc hư ảnh nguyên bổn ơ nơi đó, đột nhiên chú ngữ trong miệng thu lại, cũng ngừng lại pháp quyết trong tay, toàn thân kim quang đại phóng, thân thể liền biến thành thật thể kim thân phát ra ánh vàng rực rỡ một cổ hắc khi từ giữa đỉnh đầu kim thân bay ra, hóa thành một nguyên anh đen nhanh cao hơn một tấc. Diện mục nguyên anh này cùng hàn lập giống nhau như đúc, hai tay đang cầm một khẩu ngân sắc đoàn nhận, mắt lộ hàn quang nhìn lên mẫu ma trên bầu trời một cái, liền hư lạnh một tiếng thân thể lóe lên, lại bay vào trong thiên linh cái trên đỉnh đầu kim thân không còn thấy bóng dáng. Một khắc sau, đỉnh đầu ba kim thân nhất động, sáu nhãn châu đồng thời kim quang chấp động, một cánh tay vừa lộn chuyển, chuôi ngân sắc đoàn nhận ban đầu bị hắc sắc Nguyên Anh cầm lấy liền xuất hiện ở trong tay, kích thước tự nhiên cũng lớn hơn gấp 10 lần. Ba đỉnh đầu lay động, tiếng chú ngữ lại lần nữa liên miên phát ra, còn lại năm cánh tay khẽ múa, từng mảng kim sắc phù văn từ lòng bàn tay lắc lư rơi ra. Khẩu ngân sắc đoàn nhận chợt lóe trên thân ngũ sắc hà quang nổi lên từng vòng. Cơ hồ cùng một thời gian, một cổ thiên địa pháp tác chi lực, phút chốc tràn ngập toàn bộ hư không. chương 1897, Chu Ma, ở chỗ này, chịu ảnh hưởng luồng pháp tác chi lực, phụ cận còn lại duy nhất tiểu sơn, dĩ nhiên ầm vang một tiếng tắc tắc vỡ vụn, biến thành một nhóm bụi bặm tứ tán mà bay. Cả tòa ma trận phảng phất bị cuồng phong đảo qua một loạt sụp đổ tan rã, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của pháp tác chi lực, trải rộng hơn 10 dặm bên trong ma khí đều bắt đầu nhanh chóng pha loãng. Trong hư không hiện ra đông đảo ngũ sắc quang điểm, thủy triều y hướng tới tử sắc đoạn nhận tuôn ra. Ngũ sắc quang hà nhất thời lưu chuyển, tử sắc đoạn nhận một bộ phận không trọn vẹn liền tu bổ hoàn toàn, tử nhận vù vù pháp tác chi lực ba động càng thêm mãnh liệt vài phần những ngũ sắc quang điểm này còn chưa đến cùng tràn vào trong đó đang run rẩy bắt đầu nhao nhao biến thành ngũ sắc phù văn trên mặt kim thân chợt lóe cười lạnh sắc hốt nhiên đem tử nhận có chút rung lên liền một chút nhắm ngay không trung mẫu ma đồng thời bên ngoài thân ngũ sắc quang hà hướng tới tử nhận tốc độ càng nhanh hơn gấp bội cánh tay nắm từ sắc đoạn nhận bởi vì nhiều như vậy ngũ sắc hào quang thông qua lại biến thành lưu ly sắc nhất thời một luồng hơi thở kinh khủng đủ để khai thiên tích địa, từ trên đoạn nhận phóng lên cao, hơn nữa cùng với thiên địa nguyên khí biến thành ngũ sắc quang điểm tràn vào, tốc độ kinh người cuồng tăng không ngừng. Bản thể Hàn Lập biến thành cự viên đang cùng mẫu ma kích đấu không thôi, nhất cảm ứng được hơi thở kinh khủng này, không khỏi giật mình một cái, làm vân tôn giả vốn là bị ma tính mẫu ma ảnh hưởng hơn phân nửa, lại lần nữa khôi phục lý trí thân mình. Cơ hồ không có chút nào suy nghĩ, cốt hài thật lớn cầm trong tay 26 khẩu cốt nhận đồng thời ném đi, sau đó nhất điểm. Tất cả cốt nhận nhất ngưng lại, liền hóa thành một cái hung ác quái nhận hơn 10 trượng, đột nhiên nhất chạm. Mà cốt hài tự thân ma diễm quay cuồng, chợt xoay người hướng trời cao kích bắn mà chạy, một cái chấp động, liền phóng đến hơn ngoài trăm trượng. Nhưng vào lúc này, phụ cận chỗ cốt hài ba động vừa nổi lên, một cái lục sắc đại thủ thiểm điện lẳng lặng xuất hiện, suốt kỳ bất ý nắm giữ đầu vai. Mẫu huy thất kinh, nhưng lập tức trong mắt hung quang chợt lóe một luồng ma diễm cuồng phun xuất ra lục sắc đại thủ hùng hùng hổ hổ thiêu đốt lên tại trong ma diễm tiêu hồ một mảnh nhưng năm ngón tay vẫn không có chút ý nào buông tay quang sắc xanh mơn mởn chợt hiện vài cái đại thủ lại một chút khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa lực lượng năm ngón tay ngược lại càng lớn vài phần mẫu ma lúc này mới thật có chút kinh hoàng mấy cái cánh tay đồng thời huy lên liền hóa thành hơn 10 khẩu cốt nhận hướng lục sắc đại thủ nhất chạm răng rắc âm thanh liên tiếp vang lên tất cả cốt nhận dĩ nhiên dừng lại trước đại thủ, không thể xâm nhập vào. Toàn bộ lục sắc đại thủ dĩ nhiên cứng rắn hơn xa bảo vật phổ thông. Mẫu ma vừa sợ vừa giật, trong miệng một tiếng giống to, đột nhiên thân hình như đúc hồ, tạo thành khung xương trong nháy mắt phân liệt tản ra, hóa thành vô số khối cốt phiến. Thanh sắc đại thủ còn gắt gao nắm trong năm ngón tay bảy tám phiến cốt phiến, mặt khác cốt phiến mưa bay đầy trời tại ngoài mấy trường lại lần nữa gặp mặt lại lần nữa khôi phục cốt hài thân thể. Thiếu hụt vài khối cốt phiến, phảng phất đối với thân thể mẫu ma cũng không có chút nào bộ dáng ảnh hưởng. Nhưng chỉ trì hoãn chốc lát, đệ nhị Nguyên Anh Hàn lập thao túng phạm thánh kim thân, cũng đã thi pháp xong, mặt ngoài tử nhận trong tay kim sắc phù văn vừa hiện, sau đó liền đột nhiên đem vật trong tay rung lên, hướng chỗ mẫu ma nhất chảm mà xuất. Một luồng pháp tắc chi lực mãnh liệt trong nháy mắt từ trên tử nhận kích bắn mà xuất, hóa thành một đạo hắc sắc cự lãng cuồn cuộn đi, một bóng chấp động, liền quỷ dị đến trước người mẫu ma, đón đầu nhất cháo hạ xuống. Mẫu ma kinh hãi, bên ngoài thân ma diễm một chút tăng vọt mấy lần một quyển nghinh hướng về phía hắc sắc cự lãng đồng thời cốt cách toàn thân bạo hưởng mấy trăm khẩu cốt nhận từ trong ma diễm thân hình hỗn loạn đồng loạt bắn ra quỷ dị một màn xuất hiện vô luận nhìn khí thế hùng hổ như ma diễm hay đông đảo thật lớn cốt nhận trong nháy mắt cùng hắc sắc đại lãng tiếp xúc đã bị một quyển cho bụi chôn vùi ngay cả một tia tiếng vang cũng không phát ra bản thân mẫu ma kinh hãi độn quang vừa nổi lên kích bắn mà chạy nhưng là bốn phía hư không lại bị quang cháo pháp tắc chi lực bên ngoài thân linh quang ảm đạm, căn bản vô phương rời đi chỗ cũ nửa phần. Hắc sắc đại lãng áp tới, thân hình khổng lồ mẫu ma liền bị bao phủ vào trong đó, tịnh trong nháy mắt tan giả, từ thế gian hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Thập tam khỏa đầu khô lâu đang cùng tử vân vệ kim trùng tranh đấu, kim sắc tuyển qua rằng co cùng cốt liên thật lớn, tại trong nháy mắt mẫu ma bị diệt, cũng đồng thời hóa thành một luồng khói đen. Sau một khắc, pháp tắc chi lực khổng lồ rung động một cái, từ trong hư không tán loạn biến mất cùng thời hắc sắc cự lãng cũng đồng dạng chợt lóe vô ảnh vô tung, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện tại trong hư không. Mà Phạm Thánh Kim thân huy động tử sắc đoạn nhận, giờ phút này bên ngoài thân kim quang ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên mới vừa rồi nhất trảm cũng hao tổn không ít. Lúc này phụ cận hư không bóng xanh chợt lóe, một tên Hàn Lập ra thịt bích lục thong rong hiện lên. Đúng là cỗ chi tiên linh khu của Hàn Lập, giờ phút này thao túng khối linh khu này, đương nhiên là xương nhi do cửu khúc linh xâm biến thành. Mặc dù nha đầu kia tu vi còn thấp, nhưng bởi vì duyên cớ cùng thuộc tính thiên địa linh vật, chi tiên linh khu đối với nó cũng không bất cứ lực bài xích gì, cũng có thể phát huy không ít uy năng linh khu. Mà này linh khu trải qua hàn lập mấy trăm năm dùng thần bí linh dịch quán chú không ngừng càng làm cho thuần thục, rõ ràng đã tiến vào giai đoạn hợp thể sơ kỳ đại thành. Tu vi kinh người như thế, mặc dù xương nhi thao túng chi tiên linh khu chỉ có thể phát huy một bộ phận uy năng, cũng đủ để trở thành một cánh tay đắc lực của hàn lập. Lúc này mới có thể ở dưới thần niệm hàn lập phân phó, cuốn lấy mẫu ma để kim thân dùng huyền thiên tàn nhận một kích mà diệt. Nếu không mẫu ma này một thân thần thông quỷ dị, thật đúng là không phải hàn lập trong khoảng thời gian ngắn có khả năng kích sát. Kim thân cùng linh khu sau khi kích sát mẫu ma, không có trần chờ cái gì, thân hình nhất động, liền hóa thành kim quang cùng lục ảnh nhập vào trong thân hình cự viên không thấy bóng dáng. Mà kim mau cự viên bên ngoài thân kim quang chợt lóe thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chốc lát liền khôi phục nhân hình, lộ ra tướng mạo hàn lập. Hàn lập giờ phút này thở ra một hơi, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, hốt nhiên một phương hướng khác một tiếng vang lớn kinh thiên động địa truyền đến, đại địa đều hơi bị kịch liệt run lên. Đồng thời vài luồng hơi thở kinh người từ phương hướng đó đồng nhất phóng lên cao, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ tà ác âm hàn. Hàn lập sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chợt lóe, lập tức quay đầu quét về phía bên kia. Lúc này bởi vì duyên cớ cả tòa ma trận sụp đổ, vốn là tràn ngập hắc sắc ma khí rốt cuộc tản ra sạch sẽ, bên kia tự nhiên nhìn rõ ràng tất cả. Chỉ thấy một tầng tinh cháo thật lớn ban đầu vây khốn ngốc đầu ma tộc cùng tứ trích thiên quỷ, rõ ràng đã tắc tắc vỡ vụn. Ngốc đầu ma tộc cùng tứ trích thiên quỷ đã hóa thành nhất luồng âm phong từ giữa bên trong một quyển kích bắn ra, chấp động mấy cái, liền nhau nhau trôi nổi tại giữa không trung lần nữa hiện ra nguyên hình. Bốn đầu thiên quỷ trừ ra sắc mặt mày tàn bạo, cũng không thể nhìn ra cái gì. Ánh mắt ngóc đầu ma tộc hướng phía sau Hàn Lập quét ngang, phát hiện ma trận ban đầu tỉ mỉ bố trí dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. Hơn nữa phía sau hơi thở Lam Tôn giả cũng không có một chút nào, sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Lần nữa ánh mắt hướng Hàn Lập, tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Yêu ma này cùng Lam Tôn giả tương giao, tự nhiên đối với tu luyện tử mẫu chân ma cũng biết một hai. Rất rõ ràng tử mẫu chân ma triển khai toàn bộ huy năng, thần thông đại thậm chí vẫn còn trên hắn từ thiên quỷ môn triệu hồi bốn đầu thiên quỷ. Từ khi hắn bị nhốt đến lúc thoát khốn mà ra cũng bất quá chỉ chốc lát công phu, trong lúc này, dưới tình huống Lam Tôn giả vận dụng tử mẫu chân ma cũng bị Hàn Lập gạt bỏ, hắn thật sự có chút khó có thể tin. Mà vốn là một mực thúc dục ngân sắc mỹ nữ ngân quang tiên tử, tại trong nháy mắt tinh cháo vỡ tan, cũng cũng rốt cuộc chống đỡ hết nổi, hé miệng phun ra một đoàn tiên huyết, mặt sắc trở nên tái nhợt như giấy trắng. Hiển nhiên nàng này vì vây khốn ngốc đầu ma tộc, cũng tốn hao lớn lao vốn liếng, nguyên khí tổn thất càng thêm lợi hại. Ánh mắt Hàn Lập dừng tại trên người ngốc đầu ma tộc phân biệt quét ngang phía sau, khóe miệng co quắp một chút, đương nhiên lộ ra sắc lạnh lùng. Nhưng còn chưa chờ hắn phải hành động như thế nào thì xa xa ngốc đầu ma tộc lại đột nhiên một tay kết quyết, bên ngoài thân hắc quang đại phóng, vèo một tiếng, hóa thành ô hồng dài hơn 10 trượng phá không mà đi. Ma đầu này gặp mặt tình thế không ổn, lại lập tức quyết đoán bỏ trốn mất dạng. Bốn đầu thiên quỷ dưới hắc sắc quang hà, đồng dạng bị ô hồng lôi cuốn đến trong độn quang. Cho tới kiện thiên quỷ môn lúc ngốc đầu ma tộc bỏ chạy, đồng thời liền chợt lóe nhàn nhạt, nhạt không thấy, phảng phất chỉ là một loại hư ảnh. Hàn lập xong mục nhíu lại, hư lạnh một tiếng, tay áo rung lên, một tay kết quyết. Vù vù âm thanh vừa nổi lên, thập tam đầu tử vân vệ kim trùng cánh rung lên, liền hóa thành thập tam đoàn tử quang mau chóng đuổi đi. Đồng thời sau lưng mình âm thanh lôi minh vừa nổi lên, một đôi vũ xí trong suốt tùy thời hiện lên, tiếp theo một cái quay cuồng phía sau, trên trăm đạo hồ quang cường đại lượn lờ bên trong, lại lần nữa hóa thành tứ cánh ngân sắc cự bằng. Tứ cánh đồng thời vỗ một cái, cự bằng liền tại không trung gầm rú một tiếng hóa thành điện quang biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, Hàn Lập biến thành cự bằng cùng Ô Hồng liền một trước một sau điên cuồng đuổi theo ra ngoài, tại cuối chân trời toàn bộ tịnh không thấy bóng dáng. Ngân Quang Tiên Tử thấy cự bằng rõ ràng so sánh Ô Hồng phải nhanh hơn một phân, thở ra một hơi, thần sắc hơi buông lỏng. Nàng này trái lại chỉ có tự mình hiểu lấy, biết dĩ tình huống hiện tại chính mình coi như đuổi theo ma tộc đào tẩu cũng căn bản vô phương giúp cái gì, dứt khoát liền lưu tại tại chỗ không động. Nàng từ trong chữ vật thủ chạc lấy ra một cái bình ngọc, một hơi bảy tám khỏa đan dược ăn vào, trên mặt lập tức hiện ra một tia đỏ sẫm không quá bình thường, nhưng tinh thần hơi tốt lên. Theo sau ánh mắt ngân quang tiên tử xoay chuyển, không khỏi nhìn phía mới vừa rồi chỗ ma trận, tỉnh tại vài tòa tiểu sơn tàn cốt hóa thành toái thạch quét ngang, ngọc dung không khỏi có một tia dị sắc hiện lên. Mục quang nhất trận chấp động, lại lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, tại chân trời tiếng xé gió vang lên, một đạo thanh hồng kích bắn mà đến, dưới mấy cái chớp động, liền đến chỗ đỉnh đầu ngân quang tiên tử. Độn quang chợt tắt, hàn lập mặt không chút thay đổi hiện lên, cánh tay nhất động, bỗng nhiên đem một đồ vật giảng viên hồ tử không trung nhanh như chớp ném đi, vừa lúc vật đó dừng ở tại trước người ngân quang tiên tử. Đồ này một luồng huyết tinh khí, rõ ràng là một cái cực đại đầu lâu thiên quỷ hung ác dị thường. Trương 1898, nổi giận, trên khuôn mặt, tuy rằng vẫn còn nhìn ra được vẻ mặt tàn bạo hung ngược ban đầu của Thiên Quỷ, nhưng trong đôi mắt trợn tròn rõ ràng vẫn còn lưu lại nét hoảng sợ. Phảng phất vào lúc đầu tên Thiên Quỷ này bị trảm xuống, đã thấy được một việc khó có thể tin được, mới có bộ dáng chết không nhắm mắt như vậy. Hàn huynh, vị ma tộc bỏ chạy kia, ngân quang tiên tử liếc qua đầu của tên Thiên Quỷ, có chút giật mình hỏi. Tiên tử yên tâm, tên đó cùng với ba con Thiên Quỷ còn lại cũng đã bị ta chém chết rồi khóe miệng hàn lập lộ ra một chút tiêu ý, tay áo bảo đột nhiên run lên, một đoàn hắc quang từ bên trong bay ra, bên trong vây quanh một cánh cửa màu xanh nhỏ cỡ hơn một tấc. Rõ ràng chính là thiên quỷ môn do chọc đầu ma tộc lúc trước thả ra. Lúc này thiên quỷ môn lung linh mê người, quang mang ảm đảm dị thường, bộ dáng tựa hồ cũng có chút thương tổn. Thật tốt quá, đám ma tộc này đã được diệt, hành tung của chúng ta càng không có khả năng bị sơ hở. Lần này, có thể hoàn toàn đem ba tên ma tộc tôn giả này tiêu diệt, toàn dựa vào thần thông kinh người của Hàn Huynh. Nếu không do nhà đầu linh lung kia năm xưa từng đề cập qua với ta sự tình của Hàn Đạo Hiếu, thiếp thân thật không dám tin tưởng các hạ từ lúc tu đạo đến giờ, bất quá mới chỉ hơn 2.000 năm thôi. Ngân Quang Tiên Tử vừa mừng, vừa kinh nghi nói, tại hạ bất quá chỉ là may mắn mà thôi, công pháp tu luyện vừa vặn đối với quá nửa công pháp của ma tộc âm quỷ có tác dụng khắc chế, nếu thật so với các đạo hữu đồng giai khác, thần thông cũng không nhất định có thể mạnh hơn bao nhiêu cũng phải nói sự tình ban đầu tiên tử đã đáp ứng ta, ngàn vạn lần đừng quên nhé. Hàn lập trong miệng khiêm tốn mấy câu, chợt thâm ý nói. Điều này xin Hàn huynh yên tâm, thiếp thân ban đầu đã đáp ứng đạo hiếu, tự nhiên cũng có chút nắm chắc. Ta cùng lung linh xuất thân đồng tộc, thay đạo hiếu truyền chút tin tức, cũng không phải là một việc quá khó khăn. Chỉ là bây giờ linh lung đang theo bên cạnh ngao khiếu tiền bối, nhất thời không có cách nào bắt được liên lạc. Ngân quang tiên tử cười nhẹ một tiếng nói. Vậy hàn mỗ xin đa tạ tiên tử, sau này ngân quang đạo hữu nếu có việc cần hàn mỗ xuất lực, tại hạ sẽ tận hết sức mình. Hàn lập cười nhẹ một tiếng trả lời, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, hàn huynh không cần phải quá khách khí. Ngân quang tiên tử vừa nghe một lời của hàn lập, ánh mắt sáng lên, mừng rõ trả lời. Thần thông của hàn lập to lớn vượt xa tưởng tượng của nàng, so với hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không tranh lệch chút nào, có thể khiến một vị đai thần thông tu sĩ nợ chút nhân tình, đối với con đường tu luyện sau này tự nhiên có giúp ích to lớn. Hai người sau khi thương lượng thêm mấy câu, lúc này liền chia ra thi pháp đem tất cả dấu vết đánh nhau ở phụ cận xóa đi, sau đó độn quang cùng nhau, tiếp tục nhắm hướng ỉ thiên thành bay tới. Hàn lập hai tay thu lại hóa thành một đạo thanh hồng nhàn nhạt, nhạt, không nhanh không chậm phi độn trên không trung, xem ra đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường sau trận tranh đấu lúc nãy. Nhưng ở bên trong một ống tay áo, Năm ngón tay đang vốt ve nhẹ nhẹ một hộp gỗ nhũ bạch sắc, nơi sâu thẳm trong mắt hắn, thỉnh thoảng thoáng qua một chút biểu tình đam chiêu. Hộp gỗ này chính là hắn lần nữa sử dụng huyền thiên tàn nhật, lấy được một trong các chiến lợi phẩm từ trên người chọc đầu ma tộc. Lúc đầu, hắn cũng không để ý đến vật này, nhưng sau khi phát hiện vô luận thần niệm hay là linh mục cũng vô pháp thâm nhập vào bên trong, trong lòng tự nhiên rất tò mò. Nhưng hộp gỗ này rõ ràng đã bị hạ một loại cấm chế vô cùng lợi hại, lấy thần thông cùng thành tựu trận pháp của hắn cũng không thể dễ dàng phá giải. Hàn Lập liền đem vật này thu lại, trước hết vội vã chạy đi. Bây giờ ngón tay đang vuốt ve mặt ngoài hộp gỗ, có thể rõ ràng cảm nhận thấy trên hộp truyền đến một tia nhiệt ý nhẹ nhẹ. Nhưng bất quá sau thời gian cạn một chung trà, nhiệt độ trên hộp gỗ đột nhiên giảm nhanh, trong chớp mắt trở nên băng giá dị thường, có vẻ thần bí dị thường. Hàn Lập trong lòng có chút ngạc nhiên. Đối với đồ vật bị cấm chế bên trong hộp gỗ, tự nhiên càng cảm thấy có chút hứng thú. Bất quá hiện tại vẫn đang trên đường đi, tự nhiên cũng không phải là lúc nghiêm túc nghiên cứu cấm chế trên hộp gỗ, chỉ có thể đợi đến Ý Thiên Thành rồi tính. Hàn Lập trong lòng tự cân nhắc như thế, năm ngón tay đột nhiên bắn ra năm giọt huyết châu, chợt lóe lên rồi biến mất, liền hóa thành mấy cái huyết sắc phù văn phủ lên xung quanh hộp gỗ. Vì lý do cẩn thận, hắn vận dụng tới cấm chế thuật học được từ một dị tộc khác ở bên ngoài hộp gỗ bày ra thêm một tầng cấm chế cực kỳ huyền diệu. Tiếp theo trong tay áo thanh quang chợt lóe, hộp gỗ bạch sắc liền không thấy đâu nữa, bị thu vào trong vòng tay chữ vật, sau đó Hàn Lập toàn tâm điều khiển độn quang bay đi. Dựa vào tu vi bây giờ của hai người Hàn Lập và Ngân Quang, trong chốc lát công phu liền bay ra ngoài trăm vạn dặm, sau cùng không còn thấy bóng dáng nào nữa. Mà cơ hồ cùng một thời gian, trong một tòa ma thành mới kiến lập ở ngoài xa không biết bao nhiêu vạn dặm, trong đại điện một tòa tam giác cửa tháp cao chừng mấy ngàn trượng, Đột nhiên vang lên một tiếng giống to, liền sau đó một âm thanh băng hàn thấu xương, giận dữ từ bên trong truyền ra. Chuyện gì đã xảy ra? Ba tên ma tôn vận chuyển một món đồ, lại vẫn có thể xảy ra việc ngoài ý muốn. Ba tên phế vật, bọn hắn chẳng lẽ thật sự muốn bị ném vào trong hồ hóa ma? Người nói chuyện là một thiếu niên thanh tú thân mặc huyết bào đang ngồi ở vị trí chủ vị giữa đại điện, trên mặt tràn ngập biểu tình cực kỳ tức giận, rõ ràng chính là hóa thân của thánh tổ đầu tiên Hàn Lâm linh giới, huyết quang thánh tổ Hóa thân này tuy rằng chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, nhưng sau khi giận dữ, sau lưng chợt hiện ra một cái cự đại ma ảnh cao hơn 10 trường. Ma ảnh này toàn thân đỏ như máu, trên đầu mọc ra mười mấy cái quái sừng lớn nhỏ, đồng thời trên người có vài sợi xúc tu to lớn lúc ẩn lúc hiện, múa may không ngừng, giống như một đầu bạch tuột khổng lồ. Mà từ trên thân ma ảnh này, tán phát ra khí tức kinh khủng phảng phất như thực thể. Đem bốn vách đại điện đè ép tới vang tiếng ken kết loạn xạ, sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Một đám hắc giáp vệ sĩ đứng bên trong đại điện, đứng trước cô khí tức này sắc mặt liền đại biến nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn về phía huyết quang thánh tổ chút nào. Chỉ có hai tên cao giai ma tộc đứng cách huyết quang thánh tổ không xa, vẫn đứng yên thẳng tắp, nhưng thấy bộ dáng vị thánh tổ này cũng không cầm được mà nhìn nhau một cái. Huyết quang đại nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến người tức giận như vậy. Trong đó một tên nam tử thân mặc áo bảo ngân ti rộng thùng thình, kinh ngạc hỏi. Ta cho ba tên thủ hạ mang theo một món đồ vạn phần trọng yếu ra ngoài làm việc, kết quả một luồng thần niệm bản thánh tổ lưu lại trên vật đó, lại bị người khác dùng bí thuật ngăn cách. Xem ra ba tên gia hỏa kia khẳng định đã xảy ra chuyện, nếu không tuyệt không thể xảy ra loại chuyện tình này. Nét giận dữ trên mặt huyết quang thánh tổ rất nhanh biến mất, nhưng vẫn âm trầm dị thường nói: Lại có chuyện này, theo lý thuyết thật không có khả năng, ba tên ma tôn cùng đồng hành, cho dù gặp phải nhân tộc hợp thể hậu kỳ đại thành tu sĩ, cũng có thể tự vệ. Về phần nhân tộc đại thừa tu sĩ, lần xâm nhập thánh giới ngàn năm trước, sau khi bị mấy vị thánh tổ đại nhân liên thủ đánh cho bị thương, đáng lý không thể ra mặt vào lúc này. Một tên cao dai ma tộc khác, trung niên Mỹ phụ thân mặc áo phấn, hai mắt như nước, cũng có chút kinh nghi nói. Cả ba người đồng thời ngã xuống, đích thực có chút bất khả tư nghị, nhưng nếu là bị người khác biết trước được tin tức, sau đó cướp đi bảo vật, cũng không phải là không có khả năng. Bản thánh tổ vừa rồi dùng bí thuật thử liên lạc với bọn họ, cũng không có bất kỳ hồi âm nào người đâu đi tra cho ta xem trong thần hồn điện có hồn hỏa nào cấp ma tôn bị tắt hay không huyết quang thánh tổ sắc mắt âm tình bất định gật gật đầu bỗng nhiên lại lớn tiếng phân phó vâng thánh tổ đại nhân phụ cận một tên hát giáp vệ sĩ lập tức tức cung kính đáp ứng một tiếng sau đó không chút tiếng động lui ra ngoài điện huyết quang thánh tổ thấy thế thân hình liền dựa vào lưng ghế phía sau hai mắt híp lại không nói thêm lời nào nữa bên cạnh một đôi nam nữ ma tộc tự nhiên biết tâm tình vị thánh tổ ma tộc này không tốt, cũng không dám vào lúc này tùy ý mở miệng nói tiếng nào. Cả gian đại điện nhất thời trở nên không một tiếng động. Tình hình yên tĩnh quỷ dị ước chừng sau thời gian cạn một chung trà, thân hình hắc giáp vệ sĩ chợt lóe rồi lần nữa xuất hiện ở cửa vào đại điện, vội vã đi vào. Hồi báo thánh tổ, trong thần hồn điện có hồn hỏa của ba vị tôn giả đại nhân trước sau đều bị tắt đi. Tên ma tộc vệ sĩ này nửa quỷ trên mặt đất, có chút kinh hoàng trả lời. Ba người, huyết quang thánh tổ ánh mắt đang híp lại chợt trợn tròn, thả ra thích quang kinh người. Đồng thời rát băng một âm thanh vang vọng truyền đến, một cánh tay đang bắt chặt cái ghế trong phút chốc cái ghế liền tan thành cho bụi. Đúng vậy, thánh tổ đại nhân, căn cứ theo đại nhân phụ trách hồn điện đích thân kiếm chứng, hồn hỏa bị tắt chính là của đám lam tôn giả ba người rời đi vài ngày trước đó. Huyết quang thánh tổ nghe được lời này, sắc mặt liền trở nên xanh mét. Bên cạnh ngân ti nam tử cùng trung niên Mỹ phụ mắt thấy cảnh này, không cầm được nhìn nhau một cái, trong lòng đồng dạng cảm thấy hoảng sợ. Bất quá hai người tự nhiên cũng nhìn ra, vị huyết quang thánh tổ đại nhân này, nói là vì ba tên ma tôn ngã xuống mà kinh sợ cũng chưa đúng, chỉ bằng nói là vì bọn họ làm mất đi món đồ kia mới giận dữ dị thường. Điều này làm cho hai tên cao dai ma tộc đối với vật kia, đoán giả đoán non cả lên. Hai người lập tức mang theo một đội huyết quang tinh vệ xuất phát, lập tức tìm tới vị trí ba người họ ngã xuống, cho dù chính là đại thừa tu sĩ ra tay, cũng không có khả năng một chút dấu vết tranh đấu cũng không lưu lại được. Hai người đem nơi đó mỗi một tấc đất cũng phải cẩn thận tìm tòi một phen, nhất định phải tra rõ ràng là người phương nào của nhân tộc ra tay, cùng với tung tích của đám nhân tộc tu sĩ này. Hai người các người chỉ cần chuyên tâm phụ trách việc này, nếu có tin tức lập tức truyền tin cho ta biết. Huyết quang thánh tổ sau khi đắn đo một chút, liền hạ quyết tâm phân phó một tiếng. Vâng, huyết quang đại nhân, đôi cao dài nam nữ ma tộc này, liền cúi người hành lễ rồi lĩnh mệnh nói. Nửa canh giờ sau, một đám huyết phân từ trong cửa tháp cuồn cuộn bay ra, bên trong mơ hồ có thể thấy được một đám ma tộc dữ tợn thân mặc một bộ huyết giáp trong suốt, chừng hơn trăm người, trong chốc lát liền bay ra khỏi ma thành không thấy bóng dáng. Hơn một tháng sau, ở phụ cận một tòa cự đại thành thị xây sát vào mặt hồ của nhân tộc. Hai đạo độn quang được che giấu rất kỹ từ phía chân trời bay đến, sau mấy cái chớp động, bỗng nhiên hạ xuống một đỉnh núi vô danh gần đó. Hai đạo nhân ảnh này, một người áo bạc phiêu động, một người một thân thanh bào, chính là hàn lập cùng ngân quang tiên tử không ngại ức vạn dặm đường rốt cuộc cũng bay tới phụ cận ỷ thiên thành nhưng giờ phút này ánh mắt hai người nhìn về phái ỷ thiên thành nhất thời hơi thở ngưng trọng vẻ mặt trở nên nghiêm nghị chỉ thấy trên hư không phía xa một bên tường của ỷ thiên thành đang lơ lửng hơn vạn con hắc sắc cự chu và ở giữa đám chiến chu này có hàng hà xa số kỵ sĩ giữ tợn đều cưỡi các loài ma thú lớn nhỏ đám ma thú này dưới chân bao quanh hắc phân thân khoác thú giáp rõ ràng khác rất xa đám ma thú bình thường chương 1899, Vạn Trượng Ma Kỵ. Đây là Vạn Trượng Ma Kỵ, tin đồn quả nhiên không giả. Ma tộc tấn công thiên uyên thành của chúng ta tuy rằng chỉ là một ít đệ giai ma thú, nhưng phái ra càn quét các cứ điểm phụ cận đích xác là lực lượng tinh nhuệ thật sự. Đám ma tộc kỵ sĩ này đại đa số cũng chỉ là kim đan, nguyên anh tu vi nhưng cùng với ma thú bên dưới sau khi trải qua một loại bí thuật cộng sinh, có thể phát huy uy năng bạo tăng gấp mấy lần. Nhân tộc tồn tại đồng giai chúng ta một khi gặp phải, tuyệt đối không địch lại. Hóa thần luyện hư tồn tại một khi bị đại lượng ma kỵ này vây công, cũng chỉ có thể chạy chối chết. Hơn nữa nghe nói đám ma tộc tinh nhuệ này còn tinh thông pháp trận liên thủ chi thuật, một khi bày ra ma tộc đại trận hơn vạn ma kỵ, cho dù tồn tại như ta gặp phải cũng cảm thấy đau đầu a. À. Vạn trưởng ma kỵ ở đây có hơn 10 vạn, trách không được ỷ thiên thành lại cấp bách hướng chúng ta cầu cứu. Ngân quang tiên tử mâu quang chấp động nói, trong giọng nói tràn ngập ý ngưng trọng. Khó chơi nhất, e rằng không phải đám vạn trưởng ma kỵ này, mà là đám gia hỏa đó. Khóe miệng Hàn Lập có rút một cái, đột nhiên dùng tay chỉ hướng đám hắc sắc cự chu chỗ ma tộc nói. Số lượng đám cự chu này ít hơn so với đám kỵ sĩ của ma tộc, tuy rằng đồng dạng thân khoác chiến giáp, nhưng mỗi một tên nửa thân dưới là thú, nửa thân trên là người, hơn nữa đồng thời có ba cái đầu bất đồng cùng với sáu cánh tay. Cái đầu chính giữa của đám ma tộc này cùng với nhân tộc bình thường giống nhau, hoặc nam hoặc nữ, hơn nữa mặt mày thanh tú đẹp đẽ cực kỳ, nhưng hai đầu còn lại, đều giữ tợn dị thường, giống như ác quỷ dưới vực sâu. Sáu cành tay đều cầm các loại binh nhận khác nhau trên thân lại phát tán ra hung sát chi khí cực kỳ kinh người. Và sau lưng mỗi một tên đều phát tán ra hôi quang hư ảnh. Nhìn kỹ một chút, chính là những đầu cửa thú pháp tướng đang dương nanh múa vuốt. Cái lơn cũng hơn trăm trượng, nhỏ cũng hơn mười trượng. Và đám ma tộc quái dị này, mỗi một tên trên mặt đều không chút biểu tình, ánh mắt lạnh như băng, bộ dáng tựa hồ một chút tình cảm cũng không có. Gia luân chiến ma, là những kẻ điên của ma tộc tuy rằng chỉ có mấy ngàn tên nhưng ỷ thiên thành chỉ sợ thật sự gặp phiền toái lớn ngân quang tiên tử vừa nhìn thấy rõ ràng cũng húp một ngụm lượng khí nghĩ đến hai đại thái thượng trưởng lão của ỷ thiên thành ngã xuống chỉ sợ cùng với đám gia luân chiến ma này cũng có quan hệ hàn lập cũng chậm rãi nói ánh mắt đồng dạng lộ ra vẻ ngưng trọng danh khí to lớn của gia luân chiến ma ta tự nhiên sớm đã nghe qua Nghe nói đám chiến ma này cho dù trong các lực lượng tinh nhuệ của ma tộc cũng là bài danh trong năm thứ hạng đầu. Nếu như hai vị đạo hữu ngã xuống kia thật sự bị đám chiến ma này dây dưa, lại bị ma tộc tôn giả khác đánh lén vây công. Cũng thật khó mà trở về nguyên vẹn, nhưng mà thực lực thật sự của đám chiến ma này như thế nào, tiểu muội cũng thật sự muốn tận mắt nhìn thấy. Ngân quang tiên tử vẻ kinh nghi chờ tắt, nhìn về phía các gia luân chiến ma ở giữa chỗ ma tộc đại quân kia, lại thì thảo nói. Hắc hắc, nếu tiên tử muốn kiến thức một phen, cũng không phải là việc khó khăn gì. Hàn Lập bỗng nhiên cười rộ lên, cũng hướng ma tộc đại quân phía xa kia mân mê cầm nói. Cơ hồ cùng một thời gian, trong chớp mắt đám hát sắc cửa chu dày đặc kia phát ra một trận âm thanh vù vù, tiếp theo cơ hồ dưới mỗi một đạo quang mang chấp động cũng đều phun ra vô số đạo hắc sắc quang trụ, hướng tường thành cực lớn của ỷ Thiên Thành ở phía xa điên cuồng công kích tới. Âm âm, âm thanh nổ ra, mặt ngoài tường thành ỷ Thiên Thành có chút tàn phá, các loại pháp trận đồ án đủ mọi màu sắc hiện ra, hóa thành từng tầng quang mạc trói sáng đem đám quang trụ nhìn như uy năng cực lớn kia đều ngăn lại một đoàn hắc sắc thái dương ở mặt ngoài đám pháp trận này bạo liệt ra hóa thành vô số ba động kinh người khiến cả thiên không đều trở nên ảm đảm thất sắc chính vào lúc này từng tiếng chống trận kinh thiên động địa từ trên chiến trụ ầm ầm truyền ra tiếp theo trăm con siêu cấp ma thú phảng phát như tiểu sơn chu từ trong đám cự chu xông ra khí thế hung hổ hướng thẳng về phía trước bay đi đám ma thú này mỗi một con đều lớn hơn trăm trượng ngoại hình phảng phất giống như con hắc sắc tê giác phóng đại hơn trăm lần, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, liền nhưng đầu điên cuồng không ngừng lao tới. Khí thế như muốn dựa vào thân hình khổng lồ liền có thể đem tường thành phía trước một kích hủy đi. Mà cũng đồng thời vào lúc này, đông đảo các loại hình đệ giai ma thú cũng đồng dạng từ trong các cụ chu khác điên cuồng tuông ra, theo sát phía sau đám siêu cấp ma thú xông ra như thủy triều. Trong nhất thời ma khí cuồn cuộn, vạn thú cùng giống lên. Vô số nhân tộc lực sĩ đồng loạt xuất hiện từng hàng một trên đầu tường ỉ thiên thành, một số khí cụ công kích tầm xa như cung nỏ, hỏa cầu, băng trùy, phong nhận đồng loạt xuất ra lập tức công kích về phía đại quân ma thú. Đám ma thú xông về phía trước sau khi trải vài lần công kích tẩy lễ, cơ hồ sức chống đỡ không nổi từ trên không trung đồng loạt rơi xuống, hoặc hóa thành trận trận huyết phú chết ngay lập tức, hoặc hóa thành than và băng khối hơi thở yếu ớt. Nhất thời, đại quân ma thú tổn thất số lượng đê dai ma thú tính bằng vạn, toàn bộ công kích lúc đầu đều ngừng lại một chút. Nhưng đáng chút ý nhất chính là đám siêu cấp ma thú tê giác kia đối với công kích từ đám nhân tộc lực sĩ kia lại không thèm quan tâm. Trên thân đám ma thú này hiện ra một tầng quang mạc màu vàng cực kỳ dày, đám công kích kia bắn tới trên quang mạc, ngoại trừ chấp động vài cái, liền vô pháp tiến thêm chút nào. Trong chớp mắt, hơn trăm con cự đại ma thú liền tới bên tường thành phụ cận, dùng cái độc giác tối đen trên mũi hướng về phía trước kích tới, hàng trăm tiếng tiêm minh sắc nhọn vang lên trên độc giác của các con ma thú này một quầng sáng hình tròn u tối đồng thời hiện ra sau đó lay mạnh đầu đột nhiên nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ sau một khắc không gian bên ngoài tường thành to lớn của ỷ thiên thành ba động nổi lên những quầng sáng màu đen bỗng hóa thành cự đại quang phiến đột nhiên xông tới phát ra tiếng thanh minh quỷ dị hung hăng chém lên trên pháp trận phòng hộ mặt ngoài tường thành bùng bùng âm thanh nổ vang đám quang mạc do pháp trận hóa thành đứng trước quầng sáng màu đen này lại yếu nhược phảng phát như giấy hồ dễ dàng bị chảm khai ra từng mảnh, rồi chợt lóe thu lại vào trong tường thành, rách ra một cái khe hở to dài chừng 10 trường. Đám nhân tộc lực sĩ trùng hợp đứng ngay vị trí khe hở, liền không chút phản kháng lập tức tan thành cho bụi, bộ dáng một chút cho bụi cũng không còn. Nhân tộc lực sĩ khác ở phụ cận, thấy thế tự nhiên toàn bộ đều biến sắc, một số lực sĩ kinh hoàng muốn xoay thân hướng phía dưới tường thành thối lui, nhưng vào lúc này, đột nhiên một mảng quang hà xuất hiện phía trên không đám lực sĩ này, quang hà chấp động, Từng quả tinh cầu màu vàng to cỡ đầu người ở bên trong bay ra, quang mang chợt lóe liền thả ra từng đạo quang tuyến màu vàng. Nơi quang tuyến màu vàng đi qua, đám nhân tộc lực sĩ định tháo chạy kia, lần lượt bị chảm thành hai đoạn ngã quỷ, bị chảm tại đương trường. Ai Lâm trận bỏ chạy giết, không nghe thượng lệnh giết, không tận lực diệt địch giết. Ba tiếng nói băng hàn thấu xương vang lên, tựa như trời đông giá rét vang vọng không dứt trên không trung khắp nơi trong tường thành. Tiếp theo linh quang chợt lóe, một đám nguyên anh tu sĩ thân mặc huyết sắc sắc y từ quang hà trên không trung hiện ra, bên cạnh mỗi một người đều có năm khỏa tinh cầu màu vàng phiêu động, người nào mặt cũng trầm như nước. Vừa thấy đám chấp pháp tu sĩ này xuất hiện, đám nhân tộc lực sĩ ban đầu có chút hoảng loạn, dưới sự kinh hoàng liền không còn người nào dám tùy ý vọng động, chỉ có thể liều mạng thay nhau huy động vũ khí trong tay, tiếp tục hướng các lỗ hỏng dưới tường thành công kích xuống. Nhất thời liền ép tới hộ thể quang mạc của đám siêu cấp ma thú kia đều run rẩy cả lên, cũng bị buộc không thể tiến thêm một bước nào đồng thời tiếng chú ngữ huyền diệu từ trong thành từng trận vang lên từng tòa đại trận màu lam đậm bỗng nhiễn ở phía sau tường thành lóe sáng tiếp theo tiếng sấm sét nổi lên từng đạo lam sắc điện hồ phát ra tiếng oanh minh kinh người từ trong đám đại trận này bắn ra trong lúc sấm sét chấp động từng đầu siêu cấp ma thú cùng phụ cận đám đệ giai ma thú bị lôi võng bọc lấy sau đó liền bạo liệt vỡ ra từng đoàn lam sắc cử đại lôi vân hiện ra bên trong vô số điện hồ gào thét oanh minh thân thể đám đệ giai ma thú này trong trước mắt liền bị điện hồ xé rách ra. Hộ thể ma quang của siêu cấp ma thú cho dù dày như thực chất, cũng không cách nào chống đỡ, tắc tắc vỡ vụn. Điên xà điên cuồng phủ xuống trên thân thể khổng lồ, khiến đám siêu cấp ma thú này gầm nhẹ không thôi, trên thân trở thành một mảng mơ hồ. Nhưng sinh mệnh lực cường đại của đám ma thú này cũng thật khiến người ta kinh nghi, ngay cả như thế nhưng cũng không có một đầu ma thú nào bị giết chết, ngược lại loại công kích này, tựa như hoàn toàn chọc giận đám cự đai ma thú này. Độc giác trên mũi bọn chúng liên tục đong đưa, trong miệng lại thả ra nhiều vầng sáng màu đen, điên cuồng chảm lên tường thành. Trong tiếng nổ lớn đến thiên băng địa liệt, mấy chục cái tường lớn ruột cuộc chống cự không nổi liền sụp đổ hơn nửa. Thậm chí mơ hồ thấy được phía sau tường thành từng hàng nhân tộc lực sĩ hậu chủ đại quân đang đứng chỉnh tề. Đám nhân tộc lực sĩ này sắc mặt ai cũng trắng bệch, nhưng dưới sự lạnh lung của chấp pháp tu sĩ phía sau, cũng có thể miễn cưỡng duy trì trận hình, nhưng bên phía ma tộc đại quân lại không có nhiều kiên nhẫn như thế một tiếng huyết sáo sông thẳng lên chín tầng trời từ trên một con hắc sắc cự chu truyền đến, bên trong tràn đầy sát ý nặng nề. Đám ma tộc kỵ sĩ nguyên bản phiêu phù ở cư chu phụ cận, sau khi nghe thấy, hàn quang trong mắt chợt lóe, liền thúc giục ma kỵ bên dưới, không chút tiếng động tụ lại thành một mảng. Xa xa nhìn lại, không trung phảng phất liền xuất hiện thêm mấy mảnh hắc sắc hải dương, theo thời gian huyễn hóa thành các loại trận hình phức tạp hướng ỉ thiên thành từ từ áp xuống. Ma tộc kỵ sĩ giờ phút này, vô luận ma thú dưới thân hay là trên thân, cũng bắt đầu thả ra đại lượng ma khí tối đen. Trong phút chốc, không trung hắc quang tề nhật ma khí thành hải. Trong một số cự trụ đột nhiên phun ra từng đạo quang trụ tử sắc, lóe liền liền tiềm nhập vào trong thân thể đám siêu cấp ma thú phía trước. Đám ma thú này thân mang thương thế không nhẹ, đột nhiên sau vài cái hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó dưới sự thúc giục của tiếng huyết gió biến đổi thành, đôi mắt biến thành màu đỏ như máu, một nửa hướng về nhân tộc lực sĩ công kích tới, một nửa hướng về phía lỗ hỏng trên tường thành biên cuồng sông tới. Đê dai ma thú đại quân nguyên bổn bị chặn ở phía trước, dưới sự hiểm trợ của đám cự đại ma thú này, rốt cuộc xông phá được sự phong tỏa của viễn trình công kích của nhân tộc, cùng nhau nhích gần tới ỷ Thiên Thành. Nhất thời, toàn bộ phòng tuyến của ỷ Thiên Thành liền trở nên lảo đảo muốn ngã. Chính vào lúc này, phía lỗ hỏng nơi bức tường lớn của nhân tộc đột nhiên linh quang liên tiếp chấp động, hiện ra từng tổ nhân tộc tu sĩ tay cầm các loại pháp trận pháp bàn đủ màu sắc, xông xuống liều mạng huy động vật trong tay. Âm thanh oanh đùng đùng nổ vang, từng viên đá đủ mọi màu sắc to lớn hơn một trượng từ trên cao điên cuồng quăng xuống như mưa, trong phốc chốc liền đem lỗ hỏng ban đầu chặn lại nghiêm nghiêm mật mật. Chương 1900, rằng co, những viên gạch khổng lồ này không những cường đại vô cùng, mà mỗi một khối cũng sáng bóng diễm lệ, bóng loáng như ngọc, hiển nhiên cũng là vật đã trải qua phương pháp luyện chế đặc thù bọn họ chẳng những đem lổ hồng trong nháy mắt chắn, lấp bịt, trên không trung tu sĩ dùng đặc thù pháp quyết thúc dục, mỗi một khối đang lúc tia sáng chợt lóe, liền lớn nhỏ như ý lắp đầy thiên y vô phùng, phảng phất nguyên vốn là trời xanh nhất thể một loại. Không riêng như thế, đồng thời ở thành tường lổ hồng biến mất, ỷ thiên thành một chút mấy trăm trượng cao khổng lồ nhà lầu. Đột nhiên một chút mơ hồ, mặt ngoài đang hiện lên chi chít đông đảo phù văn. Phù văn một trận lưu chuyển, sau đó trong nháy mắt tạo thành trước mắt mọi người lớn nhỏ không dứt huyền diệu pháp trận đồ án, những kiến trúc này một trận nổ vang, tự nhiên thần kỳ viễn hóa thành từng con siêu cấp khổng lồ thạch khôi lỗi đất. Mỗi một con cũng đều diện mục mơ hồ, chỉ có một con là khổng lồ một mắt, nhưng hết thảy đều đầy đủ chân tay. Những người khổng lồ ở chỗ rốn trần trụi một gian phòng nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy được mấy tên nhân tộc tu sĩ đang chân dẫm thất tinh, tay thổi phồng cổ quái pháp khí đang thúc giục cái gì, khuôn mặt lộ rõ vẻ khẩn trương những người khổng lồ này bỗng nhiên há miệng phát ra tiếng gầm rú âm thanh vang vọng bầu trời, liền sau đó thân hình chuyển động bay lên, mấy sải bước, đã đến thành tường trên không, cũng không chút do dự hai tay đột nhiên một trà sát. Một trận hàn phong cuồng quyển dựng lên, vô số lam sắc quang điểm ở trong gió rét trống rỗng sinh ra, cũng hướng trong lòng bàn tay cuồng tụ mà đi. Trong chớp mắt, một cây can trăm trượng thật lớn trong suốt băng mâu, như kình thiên cự trụ, huyền phù hiện ra, cũng bị khổng lồ khôi lỗi hai tay một chảo, xuống phía dưới phương hướng hung hăng một quăng ra, có tiếng nổ đùng nổi lên, băng mâu chợt lóe dưới, liền biến thành từng đạo xanh thấm ánh sáng từ trong cánh tay người to lớn rối rít biến mất. Nhưng sau một khắc mắt thấy siêu cấp ma thú sẽ phải vào tới bức tường to lớn của ỷ thiên thành, thì không gian lại ba động kịch liệt, hơn ngàn đạo chói mắt lam quang một chút từ trong hư không quỷ dị kích bắn mà ra, chợt lóe phía dưới, liền biến thành trăm trượng băng mâu rối rít xuyên thủng trên thân thể to lớn như núi của siêu cấp ma thú mà qua, sau đó từng trận bạo liệt nổ vang. Băng mâu ẩn chứa kỳ hàn lực cũng không biết là loại đại thần thông nào biến thành bạo liệt sau lập tức hóa thành từng đoàn từng đoàn vài mẫu to lớn lam vụ, một tóe xuống dưới, mà thú vốn đã bị thương nặng lập tức đóng băng vào trong đó, hóa thành từng ngọn trong suốt trắng noãn màu lam băng sơn. Bọn họ hộ thể linh quang, căn bản không cách nào ngăn cản được chút nào. Có tiếng sét đánh nổ lớn, trên trăm đạo giống như xích sắc lôi điện không có chút dấu hiệu nào, chống giống phá vỡ trên trời cao dày đặc ma khí hung hăng đánh xuống ngọn băng chứa siêu cấp ma thú. Thanh thúy giòn rách có tiếng vang lên liên tiếp không dứt, băng sơn gặp lôi điện thô to uy năng kinh người như thế phóng xuống cũng từng khúc vỡ vụn. Tất cả siêu cấp ma thú tự nhiên là trong nháy mắt bị đánh chết ở tại chỗ, ngay cả tinh hồn cũng đều không thể chạy thoát. Trong ỷ thiên thành những người thao túng biến hóa của Thạch Khôi Lỗi đang lúc ở trong mật thất, một người vận phục trang phục nhân tộc tu vi hóa thần tu sĩ, thần sắc buông lỏng lại cầm vật trong tay buông lỏng mở ra kia hẳn là lần lượt từng cái một hồng lóng lánh phù triện mặt ngoài minh ấn vô số kim ngân sắc phù văn, thoạt nhìn thần bí dị thường. Nhưng những thứ này phù triện vừa mới thoát khỏi ngón tay nhân tộc tu sĩ đồng thời, trở nên ảm đạm không ánh sáng hóa thành một cổ khói xanh tiêu tán tan mất. Thế nhưng trong nháy mắt lúc huy năng hoàn toàn biến mất. Cơ hồ cùng một thời gian, trên tường thành nhân tộc lực sĩ đã bị tiêu hao hết các võ bộ huy năng trong tay, bắt đầu hướng phía dưới thành thối lui thật nhanh. Thay vào đó, nhiều đội người mặc bốn màu chiến bào nhân tộc tu sĩ, bắt đầu chi chít xuất hiện ở trên đầu thành, cũng tế lên từng kiện linh quang chấp động các thức pháp khí hóa thành thành từng mảnh năm màu vòng ánh sáng bảo vệ, hướng tới phụ cận một số ma thú cấp thấp đại quân đã vọt qua cổ ngoanh mà đến. Vòng ánh sáng đi qua đến đâu, ma thú cấp thấp giống như là bụi bay tiêu tán mai một. Pháp khí uy năng, đúng là hơn xa võ bộ của nhân tộc lực sĩ. Nhiều như vậy tu sĩ đồng thời xuất thủ, ngay cả trong đó không có bao nhiêu tu sĩ cao cấp tồn tại nhưng thanh thế to lớn cũng đủ để phong vân biến sắc, để cho nhật nguyệt bị run rẩy rồi mà không có siêu cấp ma thú che chở cấp thấp ma thú ngay cả số lượng kinh người, cũng trong nháy mắt liền bị giết hết hơn một nửa bộ dạng. Mắt thấy siêu cấp ma thú cùng cấp thấp ma thú đại quân bị hạ, ở phía sau thúc dục cưỡi ngựa vạn tượng ma kỳ coi như không bí ê thay đổi cái gì, cứ như vậy thúc dục ma vân nhưng một chút tốc độ tăng lên gấp bội, phát ra trận trận tiếng huyết gió cuồn cuộn mà đến rồi. Mà trên tường thành nhân tộc tu sĩ, tại mấy tu sĩ cao cấp cầm đầu từng tiếng hạ lệch, không chút do dự đem pháp khí uy năng nghiêng phương hướng biến đổi phía dưới các loại pháp khí linh quang lóe lên lập tức cùng nhau hướng nơi xa Ma Vân nổ vang mà đi. Phốc phốc mấy tiếng muộn hưởng, Ma Vân một trận kịch liệt quay cuồng, mọi thứ lớn nhỏ màu đen phù văn tuôn ra, cũng như vậy ở trên không trung quay tít một vòng, tự nhiên tạo thành một màu đen phù trận khổng lồ. Pháp khí như mưa rơi xuống phía trên, phù trận truyền ra từng tiếng oanh minh, nhưng chỉ là hơi thoáng một cái, trong lúc nhất thời ngạnh lên đón đỡ. Nhưng ngay lúc này, ma tộc kỵ sĩ trong ma vân, lại đột nhiên giơ tay, đan tay, trong tay hắc khí lăn một vòng, lại ngưng tụ ra từng thanh đao dài vài thước màu đen nhánh, cũng hướng trời cao cuồng phách đi. Vô số đạo dài 10 trượng màu đen khí nhọn hình lưỡi đao, hóa thành từng đạo màu đen ô quang, từ trong ma vân cuồng quyển mà ra. Một tiếng bạo liệt khổng lồ vang vọng cả bầu trời, phóng ra 10 vạn pháp khí của nhân tộc, cùng lưỡi dao màu đen hình khí nhọn ở lúc vừa tiếp xúc trong nháy mắt, đã bị chém thành hai khúc rơi xuống bạo liệt, cũng hóa thành đầy trời các màu quang đoàn, đem trọn bầu trời cũng đốt sáng lên một loại. Nhưng không chỉ có như thế, phù trận phía dưới ma tộc kỵ sĩ một tiếng gieo hò, vừa đem vật cầm trong tay màu đen dài lưỡi dao trực tiếp vứt ra ngoài, cũng hóa thành từng đạo hắc mang bắn ra tiến nhập vào không trung cự thiên phù trận. Những thứ này phù từng trận âm thanh bén nhọn vang lớn, hắc quang chợt hiện sau, thế nhưng ở trung tâm ngưng tụ ra từng kiện màu đen cự nhật, dài chừng 10 trường, cũng một chút thẳng tắp dựng đứng dựng lên, một chút chấp động, liền đột nhiên hướng phía thành tường bổ xuống. Cự nhận ô quang lưu chuyển, từng đạo ngàn trượng lớn lên màu đen chảy ra từ phía trên run lên kích khắc bắn ra cũng một chấp động đã đến cuối chỗ bức tường cuối ỷ thiên thành không một âm thanh mà chém tới giống như khai thiên tích địa một loại cự áp một chút di động hiện ra bị những linh áp đáng sợ này bao lại nhân tộc tu sĩ một trận đại loạn không ít tu sĩ lập tức đột quang cùng nhau muốn thoát khỏi chỗ này nhưng cũng là đã muộn màu đen chảy ra một chấp động mọi người nhân tộc tu sĩ lập tức biến thành gió tanh mưa máu mà một ít tường thành càng nổ vang hơn lại bị chém trực tiếp thành hai khúc, rồi giết lộ ra hơn trăm trường rộng cuối một mảng đất lớn trống trải. Trừng hơn vạn tu sĩ, ở chỗ này bị một kích này lúc đó ngã xuống mà chết. Trên đầu thành mọi người nhân tộc tu sĩ nhất thời một trận bối rối, vừa có người nghiến răng nghiến lợi tiếp tục tấn công mạnh ma tộc phù trận, cũng có người cuống quyết lấy ra phòng ngự pháp khí hướng trước người phóng đi ra ngoài. Mà phù trong trận nơi màu đen cự nhận ở một kích kia sau, phù vù một tiếng hóa thành một điểm hắc quang hư không tiêu thất rồi một tiếng lạnh như băng tiếng huyết gió lần nữa từ một mũi ma tộc cửa thuyền ở phía trong ầm ầm truyền ra. Trong ma vân ma tộc kỵ sĩ nghe được âm thanh này trên mặt rối rít sát khí hiện ra, trong miệng gầm nhẹ, rồi đột nhiên vỗ ngồi xuống ma kỵ, sau đó hóa thành từng đạo chói mắt hắc mang kích hắc bắn ra. Mấy dặm khoảng cách xa, những thứ này ma tộc kỵ sĩ cũng chỉ là mấy chấp động xuống liền kéo dài qua mà qua. Mà rơi ở nó trên người chúng các loại công kích cũng bị trên người chiến giáp hiện lên một tầng hắc sắc quang bọc bắn ra mà mở chỉ có số ít ma tộc kỵ sĩ bị quá nhiều pháp khí đồng thời đánh chúng vô pháp ngạnh kháng mới hết thảm một tiếng rơi khỏi tòa kỵ. Trong nháy mắt, 10 vạn tên ma kỵ đã đến thành tường phòng hộ quang mạc lúc trước, hơn nữa hai tay điên cuồng các loại trầm trọng binh khí, phát ra vô số kinh người hắc quang bổ về phía những thứ này phòng hộ. Những thứ này ma tộc kỵ sĩ ngồi xuống ma thú, cũng giống như trước cùng thi triển thần thông hoặc một há mồm phun ra một cây hỏa trụ, hoặc sừng thú đỉnh đầu, từng đạo khổng lồ phong nhận kích hắc bắn ra. Nhiều như vậy kinh người công kích, Cả tòa Ỷ Thiên Thành phòng hộ bất quá mấy hơi thở đang lúc công phu, thời gian, lập tức trao đảo cứ như vậy tùy lúc có thể bị phá hỏng bất cứ lúc nào. Những thứ này vạn tượng ma kỳ thế nhưng chỉ bằng vào như vậy chỉ có một lớp đánh sâu vào, sẽ phải sống chết dùng mạnh tấn công trên đâu tường Ỷ Thiên Thành, mà những thứ kia cấp thấp nhân tộc tu sĩ pháp khí công kích, bộ dáng không làm được gì những ma tộc này. Thạch khôi lỗi khổng lồ bên phía nhân tộc, tựa hồ cũng chỉ có lúc trước một kích lực, công kích sau đó trở về hình dạng ban đầu thì ra chỉ là một loại kiến trúc to lớn. Nhưng trong đó một ngọn cao ngàn trượng trong cự tháp đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu, tiếp theo phụ cận không gian ba động cùng nhau, có hơn ngàn nhân tộc tu sĩ đột nhiên chợt lóe hiện lên ở bốn phía trong hư không. Bọn họ thần sắc mặt ngưng trọng, thân hình một trận loạn sáng ngời, tụ lấy chỗ ngồi này cự tháp làm trung tâm tạo thành một cái cự đại pháp trận cúi đầu Thùy mục đích đứng tại nguyên chỗ bất động hạ xuống, cũng đan giơ tay lên nói lẩm bẩm từng đạo linh lực biến thành năm màu pháp quyết hóa thành vô số linh mang rối rít hướng cự trong tháp cuồng rót đi cự tháp mặt ngoài năm màu vòng ánh sáng bảo vệ một trận trói mắt tiếp theo ông ông thanh một chút nổi lên cùng lần này cùng hô ứng ỷ thiên thành thành tường bên hông chống trải mặt đất nơi đột nhiên một trận địa chấn dừng lại dao động mặt đất hơi bị vỡ vụn mà mở mọi người đen nhánh lối đi trống giống hiện hình ra tiếp theo nhiều đội cao chừng hai trượng màu xanh đồng nhân từ đó chen trúc ra những thứ này đồng nhân người mặc trầm trọng dày giới hoặc cầm trong tay giáo trường kích, hoặc phía vai cung nỏ cứng rắn, còn có một chút đồng nhân cưỡi thanh đồng linh thú, một số khác chút còn khống chế từng chiếc dài 10 triệu màu xanh chiến xa, mặt không chút thay đổi lao thẳng tới những tên ma tộc kỵ sĩ. Ở trong cự thuyền ma tộc thủ lĩnh gặp tình hình này, tựa hồ có chút ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hử lạnh một tiếng lần nữa lại phát ra một tiếng kêu to. Hàng trăm, ma tộc kỵ sĩ, lúc này vừa lộ vẻ dữ tợn cũng lập tức nghênh hướng đến khôi lỗi đại quân đón đến. Một phương hung hãn không sợ chết, binh khí khó làm thương tổn, một phương lại hung thần ác sát, thực lực kinh người. Hai bên đại quân chiến đến một chỗ sau, cách nhiên trong lúc nhất thời dây dưa thành một đoàn. Thừa lúc này có cơ hội thở dốc, từng đạo trói mắt kinh hồng cũng xuất hiện ở ỉ Thiên Thành ở trên tường thành to lớn, tia sáng thu vào, biến thành mấy ngàn tu sĩ cao cấp nhân tộc, quát to một tiếng, vô số bảo vật tuôn ra, gia nhập vào trong chiến đoàn. Mặc dù nhân tộc thanh đồng khôi lỗi đại quân rõ ràng không địch lại vạn tượng ma kỵ, nhưng là có chút cao cấp tu sĩ gia nhập sau, nhưng lập tức đem thế cục rằng co xuống tới, thậm chí ở trên tường thành đầu cái kia chút ít thấp thấp tu sĩ liều mạng trợ giúp, lại mơ hồ chiếm một tia thượng phong. Nhưng quỷ dị chính là, nơi xa trong cự thuyền ma tộc thủ lĩnh, nhưng cũng không phái ra quân đoàn giả luân chiến ma gia nhập công kích. Vẫn đợi đến khoảng chừng vài canh giờ sau, vạn tượng ma kỳ cùng nhân tộc đại quân cũng đều đã xuất hiện nhất định thương vong, mới đột nhiên ở một trận trầm thấp la thanh truyền ra. Những thứ kia ma tộc kỵ sĩ được nghe lần này thanh một khắc không chút do dự dối giết bước ra thối lui ra khỏi chiến đoàn, cứ như vậy tạo thành trận hình về phía cự thuyền từ từ rút lui. Lúc này, những thứ kia già luân chiến ma mới mặt không chút thay đổi phi về phía trước, phi động một khoảng cách, lại dùng ánh mắt lạnh lùng hướng về phía đại quân của nhân tộc. chương 1901, Đại Địch, nhân tộc cao dài tu sĩ thấy tình hình như vậy, trong lòng dùng mình xuống, nhưng lại thật sự không dám đuổi theo. Này thanh đồng con rối đại quân, lại ở bị một ít thần bí tu sĩ thao túng dưới, đang nghỉ chân ở chỗ cũ cũng không dám rời ỷ thiên thành quá xa. Này ma tộc kỵ sĩ một lui trở lại cửa thuyền phụ cận sau, lập tức hóa thành nhiều điểm hắc quang hư hóa tiến nhập vào trong đó. Chờ tất cả ma tộc kỵ sĩ đều tiến vào trong thuyền sau, này cản phía sau cuối cùng giả luân chiến ma, cũng quay người lại đồng dạng tiến vào trong đó vài tòa chiến thuyền phía trong. Vù vù thanh cùng nhau, phần đông màu đen cự thuyền run lên dưới, lập tức về phía sau thật sự kích bắn bay đi. Trong khoảnh khắc, tất cả cử thuyền liền biến mất ở chân trời cuối chỗ, chút bóng dáng đều không thể gặp được. ma tộc đại quân tại như vậy một hồi không lớn không nhỏ đến công thành sau, nhưng lại như vậy thật lui binh. xa xa phía trên đỉnh núi nhìn đến này hết thảy mọi việc hàn lập cùng ngân quang tiên tử không khỏi hai mặt nhìn nhau đứng lên, có chút không thích hợp a. À. rõ ràng này già luân chiến mà chỉ cần một đầu nhập đi vào, lập tức liền như vậy một lần nữa tiếp tục chiếm cứ thượng phong. nếu là ma tộc để cho tôn giả lại ra tay trong lời nói. Như vậy phá vỡ này thành cũng không phải thật không có khả năng. Nếu nơi đây xuất hiện nhiều như vậy đội quân ma tộc tinh nhuệ, nghĩ đến này ma tộc tôn giả thật sự số lượng cũng tuyệt không có quá ít vậy. Ỷ Thiên Thành đã bị ngã xuống hai gã thái thượng trưởng lão, còn trước mắt là hai gã hợp thể kỳ tồn tại, ở trên đỉnh giai lực lượng cũng tuyệt đối sẽ bị vây áp xuống hạ phong. Hơn phân nửa là Ỷ Thiên Thành khác có đòn sát thủ gì khác, cũng làm cho ma tộc này nếm qua một ít khổ sở lúc đầu. Bây giờ mới có như thế một phen kiêng kỵ cuối cùng mới không muốn đem toàn bộ lực lượng một lần áp lên phía trên. Hàn Lập trầm ngâm một chút sau, lại có chút suy nghĩ nói, nói như vậy, thật đích xác rất có thể sự tình như thế. Xem ra chúng ta lần này đi tới trợ giúp, tựa hồ cũng cũng không có trong tưởng tượng đúng như vậy gian nan. Ngân Quang Tiên tử nghe vậy, Ngọc Dung Lâm vào buông lỏng. Chuyện này cũng khó mà nói, ỷ thiên thành cho dù thực có cái gì đại sát khí nhưng hơn phân nửa không đủ để thực đối kháng ma tộc đại quân như vậy, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm hướng đến thiên uyên thành cầu cứu rồi. Cụ thể tình hình rốt cuộc như thế nào, còn muốn đi vào trong thành mới có thể biết được. Hàn lập trong mắt tinh quang chợt lóe nói, cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại ma tộc đại quân đã muốn lui đi, tuy rằng khẳng định lưu có một chút cơ sở ngầm giám thị nơi đây các loại động tính, nhưng có thể nào ngăn được người ta. Chúng ta bỏ qua chuyện đó lập tức liền tiến vào đi. Thiếp thân cùng Thiên Hoàng tông vị kia Lâm Loan tiên tử tương giao nhiều năm, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Ngân Quang tiên tử như có vẻ hiểu ra gật gật đầu. "Tốt, hiện tại đúng thật là lúc chúng ta phải vào thành." "Ngân tiên tử, đi thôi." Hàn Lập nhìn xa xa Ỷ Thiên thành ở phía trước nhân tộc tu sĩ cùng con rối đại quân cũng bắt đầu đều trở về thành, ánh mắt chợt lé xuống, liền vi nhiên cười cũng đồng ý. Vì thế hai người độn quang cùng nhau, hóa thành hai đạo cầu vồng, thẳng đến Ỷ Thiên thành kích bắn mà đi hai người biến thành kinh hồng, một thanh một bạch, mười trượng lớn lên hơn nữa sặc sỡ lóa mắt, tự nhiên một chút khiến cho ở phía xa xa nhân tộc cao giai tu sĩ đích chú ý. Một ít thần niệm cường đại đúng là bậc luyện hư tu sĩ, thần niệm xa xa đảo qua phía dưới, cũng liền một chút nhận rõ ràng trong độn quang hàn lập hai người là thân phận nhân tộc, không khỏi một trận xôn xao lên. Mắt thấy hơn trăm lý khoảng cách đến như vậy, ở hai người độn tốc kinh người, một chút kéo dài qua gần nửa, chỉ cần lặp lại mấy chớp động dưới, cũng đi ra tới ỷ thiên thành phủ cận thì bỗng nhiên nghe một tiếng băng hàn đến xương, hừ lạnh theo phủ cận hư không truyền đến. Tới thật là tốt lắm, nếu đã đến đây, liền để mạng cho bản tôn lưu lại đây đi. Vừa dứt lời, phủ cận thiên địa nguyên khí một trận kích động xuống, một bàn tay lớn nhỏ cỡ quả núi nhỏ ma chảo bỗng nhiên tách ra hư không, mang theo từng trận tinh phong trực chỉ hướng phía lưỡng đạo cầu vòng một áp xuống. Ma chảo chừng mấy trăm trượng chi cử, cả vật thể tối đen như mực, đầu ngón tay chỗ phun ra một cỗ màu xanh biếc hỏa trụ, cả không chung lúc này một chảo dưới, nhưng lại lâm vào ảm đạm. Hàn lập hai người bản thân ở dưới ma chảo lại sinh ra cảm giác quỷ dị giống như không thể tránh được. Không tốt, là ma tộc tôn giả còn chưa ly khai nơi này. Ngân quang tiên tử vừa thấy cảnh này, một chút thất thanh nói ra, không chút do so dự bắt đầu cả người mạnh mẽ đem hai tay áo hướng không chung run lên. Nhất thời ngân quang chợt lóe, một đôi ngân câu chợt lóe cứ như thế kích bắn mà ra, nhoáng lên một cái dưới, bỗng nhiên hóa thành một vòng màu trắng trăng rằm cùng một vòng màu đỏ đậm, trong chốc lát cuồng tăng chừng hơn 10 trượng to lớn, phát ra sấm gió nổ vang tiếng động nghênh đón hướng không trung cự trảo đánh tới. Mà Hàn Lập cũng không nói hai lời đem cánh tay vừa nhấc, một con kim lóng lánh đích thật lớn quyền ảnh đầu đồng dạng hướng không trung một kích mà đi. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, các màu linh quang bùng nổ chói mắt hào quang, đem cả hư không đều lâm vào nhoáng lên một cái cuối cùng lay động đứng lên, cũng ẩn ẩn có sấm gió tiếng gầm rú trong lúc nhất thời vang vọng liên miên không ngừng. Ngay cả Hàn Lập tự phụ thần lực kinh người, thân thể lại không dưới đại thừa kỳ tồn tại, cũng bất giác thân hình chấn động cuối cùng thật thối lui ra ngoài. Mỗi một bước chân như vậy ở trên hư không nhưng lại giống như đạp ở trên đất bằng một loại giống nhau đem phát ra đặng đặng tiếng động, bảy tám bước sau mới có thể một lần nữa ổn định lại thân hình. Một bên kia ngân quang tiên tử lại không thể giống như vậy, bị lực phản chấn của pháp bảo tác dụng trên người sau, nhưng lại không tự chủ được cuối cùng bay ngược ra hơn 10 trượng xa đi, thân thể mềm mại chợt lóe mới đem của lực lượng này đánh tan lại huyền phù ở tại không trung. Nàng này như thế vẫn là dưới một kích vừa rồi, Hàn Lập ngạnh ngạnh, sinh sinh tiếp được ma chảo 78 phần 10 uy lực thì mới có thể có tình huống như vậy. Ma chảo này uy năng đáng sợ như thế thì có thể nào mà không cho nàng này sắc mặt khó coi cực kỳ. Bất quá không chung phía kia chủ nhân con màu đen ma trảo cũng không hơn gì, ở bọn họ hai người liên thủ dưới một kích, chẳng những dơ lên trời ma chảo bị ngạnh sinh sinh đánh vậy mà một kích tán loạn, đồng thời một cái ngã thương xuống, một đạo nhân ảnh theo chỗ cao trong hư không bị buộc hiện thân đi ra, hàn lập trên mặt vẻ tàn khốc chợt lóe định hướng bóng người này cẩn thận nhìn lại khi bỗng nhiên một cỗ chút dấu hiệu không có đem kỳ hàn một chút theo sau lưng không tiếng động đánh úp lại chưa thật sự đánh ở này trên người băng hàn lực liền cơ hồ đem cả thân hình đều bao phủ ở tại này xuống nếu là thay đổi một gã bình thường đích hợp thể trung kỳ tu sĩ ngay cả sẽ không thực bị này cổ kỳ hàn lực thương tổn nhưng thân hình ngưng trệ lại tự nhiên không thể tránh khỏi nhưng hàn lập thân mình liền có được ngũ sắc hàn diễm Cộng thêm sao lại ở hoang dã thế giới hấp thu mặt khác một loại không không biết tên một loại kỳ hàn, luận ra đối băng hàn lực thật nắm trong tay, chút kỳ hàn này đối với hợp thể tu sĩ bình thường khó có thể chịu nổi nhưng mà hắn thì sao đây? Cho nên cổ kỳ hàn này trừ bỏ làm cho trên người trường bào ngoài ý muốn nhiễm phải một cỗ mù xương, xương lạnh phía bên ngoài, còn lại mấy cái ảnh hưởng đều không có gì. Hàn lập đầu vai chính là nhoáng lên một cái, đột nhiên một cái xanh biếc hư ảnh lập tức theo sau lưng một hướng mà ra, cũng hung hăng một quyền đánh đi ra ngoài oanh đích một tiếng nổ, lục quang minh mông nắm tay một chút cùng một ngụm tuyết trắng phi đao đụng vào nhau, lục quang bạch mũi nhọn đan vào xuống, một cỗ bồng bột sinh khí cùng một cỗ mù xương hàn khí bốn phía mà mở. Hai người lại chia ra sau, kia khẩu tuyết trắng phi đao hào quang run lên sau, lại kích bắn mà quay về, cũng chợt lóe rơi xuống trên tay một bóng người gã này bộ dáng khoảng 10 năm, 16 tuổi thiếu niên. Bóng người đúng là một gã 15 tuổi bộ dáng gầy yếu thiếu niên, nhưng một thân trường bào tuyết trắng, vẻ mặt lãnh thiếu hàn băng, cũng một loại có thể làm cho cảm giác hít thở khó khăn thế nhưng đang dùng ánh mắt đảo qua mà đến hướng thẳng về phía Hàn Lập. Về phần kia màu xanh biếc hư ảnh, linh quang một ngưng tụ xuống, rõ ràng biến ảo thành một gã khuôn mặt cùng Hàn Lập độc nhất vô nhị đích lục bào nhân, trên người tản mát ra thản nhiên tử quang, ngay tại cổ tay, bàn tay bị chém mất cùng với hư không tiêu thất. Vừa rồi vậy mà một kích tuy rằng đánh lui kia khẩu tuyết trắng phi đao, nhưng là nắm tay nhưng cũng bị ngạnh sinh sinh đích một chảm rơi xuống nhưng này lục bào hàn lập lại chính là đem đoạn chỗ đoạn cổ tay bị đứt nhẹ nhàng run lên, một đoàn thúy quang bao vây sau, trong khoảnh khắc liền một lần nữa sinh ra mặt khác một bàn tay mới đến. Năm ngón tay lược một sống động như thường, dường so sánh với ban đầu hình dạng không có gì khác biệt. Thiếu niên lạnh như băng sau khi thấy cảnh này, nao nao, nhưng tùy theo hừ lạnh một tiếng, trong mắt hung quang chợt lóe hiện mà ra. Này lục bào hàn lập kia, tự nhiên chính là hàn lập tu luyện ra phân thân đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới cái linh khu. Ở thời điểm nguy cơ, đột nhiên đem thả ra, quả nhiên dễ dàng hóa giải vừa rồi lần quỷ dị đánh lén. Nhưng giờ phút này thế nhưng hàn lập, sắc mặt có chút khó coi, đồng dạng dùng cái ánh mắt không tốt đánh giá tên kia áo bảo trắng thiếu niên đối diện. Đối phương thế nhưng ẩn núp đến cách hắn như thế khoảng cách gần, còn kém một điểm thật sự không thể phát giác. Này từ khi hắn thần niệm đại thành tới nay, thật đúng là chuyện tình cực kỳ hãn hữu. Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi thận trọng đối đãi người này có hợp thể trung kỳ tu vi ma tộc tôn giả, một tiếng nổ, Hàn Lập đuôi lông mày một trọn, ánh mắt quét hướng bên kia đến phía sau ngân quang tiên tử. Chỉ thấy nàng này trong tay không biết khi nào nhiều ra một mặt màu bạc phiên kỳ, cũng hóa thành một đoàn màu bạc quang hà, nhưng lại cùng tên vừa rồi dùng thật lớn ma chảo đánh lén bọn họ cái tên còn lại lại lấy cứng liều mạng một chiêu. Nhưng thấy nàng này sắc mặt tái nhợt, bộ dáng trong mắt thần quang có chút tán loạn như thế, rõ ràng tại lúc trước đã bị ăn một cái không nhỏ thật là mệt. Trong đó cố nhiên có nguyên nhân nàng này lần trước đại chiến nguyên khí còn chưa thể hoàn toàn khôi phục duyên cớ, nhưng càng thuyết minh nàng trước mặt cảm thấy đối thủ, đồng dạng thần thông lợi hại phi thường. Hàn lập trong lòng chấp động xuống, ánh mắt không khỏi cũng hướng bên kia chỗ cao nhìn liếc mắt một cái. Chỉ thấy một gã mặc màu đen ma giáp, sinh ra trên đầu một con huyết sắc bướu thịt là ma tộc đại hán, hai tay mang một cái cốt truy đen thùi, dùng ánh mắt âm trầm cực kỳ nhìn hắn cùng ngân quang tiên tử hai người. Hàn lập khóe mắt hơi hơi nhảy dựng hắc giáp đại hán đúng là một gã tồn tại hợp thể hậu kỳ đỉnh giai đại thành ma tộc trên người lại tản mát ra một cỗ nói không nên lời một loại âm trầm khí giống như đã tu luyện qua loại nào đó cực kỳ lợi hại ma tộc công pháp hai vị ở ma giới coi như là hùng bá một phương tồn tại vậy thế nhưng lại dùng loại này thủ đoạn đánh lén bất quá có phải quá mất thân phận không ngân quang tiên tử kinh sợ dưới hít sâu một hơi cuối cùng quát nói hư chỉ cần có thể đánh chết địch nhân dùng cái gì thủ đoạn có gì là khác nhau sao Tiểu nha đầu, tên người hầu tộc kia muốn làm bộ dối trá gì đó à? Ở trước mắt hai người bọn ta, lại muốn ra vẻ nhàm chán sao? Hắc giáp đại hán được nghe lời này, trong tay cầm xong trùy phóng ẩm một kích, sau đó cuồng cười một tiếng nói. Xem ra hai vị bỏ ra thủ đoạn vừa rồi, ở trong các ma tộc tôn giả chỉ sợ cũng không phải hạng người vô danh đi. Có hay không nói ra danh tính? Hàn lập quay nhìn hai gã đối thủ liếc mắt một cái sau, lại hai mắt nhíu lại sau đó bình tĩnh hỏi các ngươi hai người có thể tiếp được ta vừa rồi một kích ở phía trên, chúc tục danh nói cho người thật cũng không có gì là không thể. Lão Phu là thánh tộc cương cốt bộ xưng là Thiết Long, còn vị này là băng linh bộ đích phi nha. Xem ra các người hai người chính là viện binh của nhân tộc đến trợ giúp chỗ nơi này ỉ thiên thành, một khi đã như vậy, cũng đem tính danh báo đi lên đi. Tên là Thiết Long ma tộc Đại Hán, trên mặt nanh mâu chợt lóe hỏi. Tại hạ họ Hàn, chính là một cái người thuộc hạng vô danh, có nói cho các hạ biết thì các hạ cũng sẽ không biết được. Nhưng hai vị nếu vừa rồi đánh lén chưa còn chưa đạt được, lại cho rằng có cơ hội tiếp tục đối phó hàn mỗ hai người hay sao? Hàn lập nghe xong, cũng không giận lại vì thế cười rộ lên. Tựa hồ ứng với lời hàn lập nói như vậy, cơ hồ đồng trong lúc nhất thời, ở phương hướng Ỷ thiên thành bỗng nhiên hai tiếng hoàn toàn bất đồng đang thét giải phát ra, chặn ở đầu tường trên không linh quang chợt lóe mặt khác hai đạo trói mắt kinh hồng một chút hiện lên mà ra, cũng hướng thẳng đến bên này kích bắn mà đến chương 1902, hội hợp, ở phía nơi này bên trong hai đạo kinh hồng ẩn ẩn, lộ ra hai cổ kinh người linh áp chỉ có hợp thể kỳ tu sĩ mới có được, trực tiếp hướng hai gã ma tộc tôn giả hùng hổ mà lao xuống, chính là một gã tu sĩ hợp thể sơ kỳ cùng một gã trung kỳ tồn tại. Ma tôn đại hán gặp tình hình này, sắc mặt hơi đổi, hướng phía xa xa độn quang nhìn tới. Lúc này hướng sang tên thiếu niên có bộ dáng lạnh lùng như băng nói một câu đi. Vừa dứt lời, hắn dương tay lên một chiêu, Lập tức từ trong tay bắn ra một chiếc chiến xa màu đen, cao vài trượng, tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên liền đứng ở trên đó. Tên mặt lạnh như băng thiếu niên vẻ mặt không biểu lộ cái gì, nhưng thân hình cũng một chút trở nên mơ hồ không rõ, tại nguyên chỗ chợt lóe tiêu thất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư ảnh của áo bào trắng thiếu niên liền đã ở ngoài mấy trăm trượng di động hiện ra, vừa cất bước, chỉ thấy nửa áo bồng bềnh, thân ảnh lại tiếp tục quỷ dị không thấy bóng dáng. Thân thể ma lần này tự nhiên phảng phất một chút biến thành vô hình, chỉ trong mấy bước như vậy đã đến cuối nơi chân trời. Về phần tên còn lại ma tộc Đại Hán, sau một tiếng cười to, ở dưới chân màu đen chiến xa chợt lẽ, bỗng nhiên phát ra một tiếng sét đánh hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp kích bắn mà đi, sau mấy cái chớp động, liền biến thành một điểm đen nho nhỏ xa xa, cũng giống nhau một loại với thiếu niên cuối cùng biến mất ở phía chân trời. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập ánh mắt chớp động, nhưng cũng không có ý động thân, đuổi theo một bên ngân quang tiên tử thấy ma tôn đại hán thần thông kinh người sắc mặt cũng khó coi đứng nguyên tại chỗ không có cử động gì thực lực những tên chỉ huy ma tôn thủ lĩnh tinh nhuệ đã vượt quá dự liệu của nàng này hơn nữa rất có thể nhóm tinh nhuệ này trong ma tộc còn có những ma tộc tôn giả khác nếu thật sự đúng là như thế cho dù có nàng với hàn lập hai người đến tương trợ ỷ thiên thành cùng bốn đại tông môn cũng rất là khó có thể bảo trụ lại được sắc mặt hàn lập cũng rất mau khôi phục như thường nhìn về hướng hai đạo cầu vồng vừa đến hai mắt cẩn thận đánh giá, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Độn quang thu vào, ở hướng ỉ thiên thành bay vụt đến kinh hồng, một chút ở hai người cách đó không xa dừng lại mà tán, cũng hiển lộ ra đến hai đạo thân ảnh một nam một nữ. Nam bốn người mấy tuổi, mặt mũi ngay ngắn uy nghiêm, mặc màu vàng nho bào, trên tay nâng một quyển sách dày màu trắng ngọc, sau lưng thế nhưng lại khác hẳn đeo một cây bút lông bằng kim ngân thô to. Nữ nộ khoảng 27-28 tuổi, mặt trái dưa, dung mạo có mấy phần thoát tục, một thân lục sắc cung trang, trên tay đang sách một lãng hoa màu tím. Lâm tỷ tỷ, người không có làm sao chớ, tiểu muội lần này phụng mệnh đến chợ giúp quý tông đây. Ngân quang tiên tử vừa nhìn cô gái mặc lục sắc cung trang, đôi mắt đẹp một chút hiện lên vẻ vui mừng, cùng bắt đầu lớn tiếng chào hỏi. Dĩ nhiên là ngân quang muội muội đến đây trợ giúp bổn thành, thế này thật là tốt quá. Xem ra quý thành đã nhận được tin tức bổn tông phát ra cầu viện. Nhưng vị kia đạo hiếu lại rất xa lạ, thật sự không biết là. Mặc lục sắc cung trang cô gái một thấy rõ ràng ngân quang tiên tử, trên vẻ mặt giống như trước lộ ra vừa vừa mừng vừa sợ, nhưng ánh mắt vừa nhìn tới đến trên thân Hàn Lập thì lại hơi ngẩn ra. Ha ha, vị này là Hàn Lập Đạo Hiếu. Ngày xưa ở núi Cửu Tiên, Thanh Mỗ cũng từng cùng Hàn Đạo Hiếu có duyên gặp mặt mấy lần. Một bên nho sinh áo vàng sau khi quét qua Hàn Lập một cái, cũng không chờ ngân quang giới thiệu gì, lại đột nhiên cười một tiếng nói đáp lời. Người này dường như nhận thức được Hàn Lập, nguyên lai là cửu tinh tông thượng nhân hàn mỗ hữu lễ hàn lập nghe đến đây vốn là đã cảm thấy mặt mũi nho sinh có chút quen thuộc nghe vậy sau một phen tư lượng cũng là hồi tưởng lại lai lịch đối phương lúc này vừa chắp tay cười khẽ đáp lại vị này cửu tinh tông thanh long thượng nhân đúng là lúc hắn tham gia đại hội ở cửu tiên cung đã gặp qua một trong hai ba vị hợp thể tu sĩ nhưng lúc đó cũng không có để tâm làm quen cái gì lần trước gặp nhau thấy hàn huynh vẫn chỉ mới là tu vi hợp thể sơ kỳ hôm nay mấy trăm năm không thấy thế nhưng lại tiến cấp tới trung kỳ tu sĩ như vậy thật là chuyện đáng mừng a à. nho sinh thấy đối phương nhớ tới đúng mình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhưng thần niệm sau khi đảo qua tu vi của hàn lập lại không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ tại hạ bất quá trong mấy năm nay có chút cơ duyên mới có thể may mắn lên cấp mà thôi cũng là không nghĩ tới năm đó từ biệt hôm nay thế nhưng có thể lần nữa gặp lại thanh huynh về phần vị tiên tử này nghĩ đến chắc là vị mà ngân quang tiên tử đã đề cập qua là lâm loan đạo hữu hay sao? hàn lập tự nhiên dùng lời nói hỏi lấy cớ, đem có liên quan đến chuyện tu vi tiến nhanh bỏ qua, ngược lại đề tài vừa chuyển lại nhắc tới cô gái mặc lục cung trang. nguyên lai là hàn lập đạo hữu gần đây thanh danh đang nổi lên. hàn huynh nói không sai, thiếp thân chính là lâm loan. lần này muốn đạo hữu cùng ngân quang muội muội giúp đỡ thật nhiều rồi. nếu là không có cùng giai hai đạo hữu đến giúp ý thiên thành sợ rằng thật không cách nào có thể chống đỡ nổi hai tháng tên này thiên hoàng tông thái thượng trưởng lão vừa mở miệng thanh âm lại không ngờ uyển chuyển dễ nghe êm tai hơn nữa trong giọng nói cũng lộ ra cho thấy ý cảm kích to lớn lâm tỉ tỉ chỉ giáo cho lúc trước ta cùng hàn huynh ở phía xa thấy được mới vừa rồi một màn ma tộc công thành mặc dù những thứ kia vạn tượng ma kỵ bộ dạng vô cùng khó giải quyết nhưng quý thành cũng không làm cho đối phương chiếm được tiện nghi cái gì ngân quang tiên tử nghe được nói thế ánh mắt lẫm liệt có chút ngưng trọng hỏi. Hai vị có điều không biết, mới vừa mới xuất hiện bất quá là non nửa ma tộc đại quân một bộ phận mà thôi. Đại quân chân chính, còn chú đóng ở cách nơi này vạn dặm xa, đồn chú trong trung kiếm sơn mạch. Hơn nữa những thứ này ma tộc tinh nhuệ sở dĩ không dám toàn lực ứng phó tấn công bổn thành, bất quá là đang đợi thời gian đến mà thôi. Lâm Loan cười khổ một tiếng trả lời, chờ đến đoạn khác thời gian, Ngân Quang tiên tử có chút kinh nghi, Lâm tiên tử nói như vậy không sai bất quá nơi đây cũng không phải chỗ chúng ta nói chuyện thích hợp tốt hơn theo ta hai người trở về thành lại lần nữa nói chuyện sao ma tộc xảo trá dị thường mới vừa rồi kia hai gã ma đầu nói không chừng có nữa đi theo hai gã ma tôn khác lần nữa trở lại nơi đây thanh long thượng nhân nhưng nhắc nhở nói bốn gã ma tôn cũng tốt chúng ta vào trước thành thôi ngân quang tiên tử nghe vậy trong lòng cả kinh không chút lựa chọn đồng ý xuống tới hàn lập tự nhiên cũng không có ý kiến gì cho nên bốn người lúc này độn quang cùng nhau, hướng ỉ thiên thành phá không bay đi. Trong nháy mắt, bốn người đã đến ỉ thiên thành cự tường nơi, một số nhân tộc tu sĩ cùng đại lượng thanh đồng khôi lỗi vẫn còn chưa kịp rút về. Điều này làm cho Hàn Lập không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Chỉ thấy những thứ này cao cấp tu sĩ tu vi không nói, nhưng là người người hơi lộ vẻ mỏi mệt, thậm chí có những người này sắc mặt tái nhật dị thường, xem ra một bộ nguyên khí đã tổn hại không ít bộ dạng. Về phần những thứ kia thanh đồng khôi lỗi, cũng phần lớn bên ngoài thân hiện ra gồ ghề vết rách thậm chí một chút còn mất đi chân tay không còn hoàn chỉnh hàn lập nét mặt nhìn như không chút biểu tình nhưng âm thầm nhưng nhíu mày xem ra ỷ thiên thành tình thế mấy ngày này tựa hồ thật không tốt lắm quá ngân quang tiên tử mắt thấy đây hết thảy thần sắc cũng không thấy âm trầm xuống lâm loan hai người thấy vậy cũng chỉ có thể cười khổ không nói bất quá lúc này có khác một nhóm phía sau mang năm màu áo choàng tu sĩ cũng đã khống chế pháp khí thật nhanh bay lên đầu tường cũng bắt đầu làm phép tu bổ chỗ thành tường hư hại đều xem trọng mới ở trên tường thành minh ấn lại mọi người phức tạp huyền diệu pháp trận đồ án cũng có nhiều đội lực sĩ khác một lần nữa đi lên đầu tường cũng thay xuống những người này nhân tộc tu sĩ những thứ này lực sĩ người người võ trang đầy đủ bộ dạng tinh thần vẫn có vẻ hết sức bình thường nhìn thấy cảnh này hàn lập trong lòng ngược lại hơi buông lỏng cho nên cứ như vậy hắn và ngân quang tiên tử dưới sự hướng dẫn của nho sinh hai người bay tới đầu tường cùng mấy đạo ở trong thành bố trí xâm nghiêm phòng tuyến sau, rốt cục đi vào một chỗ tọa lạc tại ỷ Thiên Thành một góc trong điện đường. Ở chỗ này, còn có mấy danh luyện hư kỳ tu sĩ đang thần sắc khác nhau chờ trực, nhưng vừa thấy Hàn Lập bốn người, lập tức dối rít tiến lên gặp qua thi lễ, biểu hiện rất là nhiệt tình. Mấy người bọn hắn là chịu trách nhiệm cụ thể sự tình phòng ngự bổn thành nghi đạo hiếu, nói đến bọn họ như thế, nghĩ đến cũng phải giới thiệu cho hai vị đạo hiếu thêm một ít sự tình vừa thấy hàn lập cùng ngân quang tiên tử toát ra một tia có ý nghi ngờ sau thanh long thượng nhân lập tức mở miệng giải thích thì ra là như vậy hàn lập gật đầu cũng là lơ đến cùng mấy người trước sau ở trong điện đường ngồi xuống trên ghế mấy tên luyện hư kỳ tu sĩ nhưng ở một bên cung kính đứng vững vàng lâm tỷ tỷ thanh long đạo hiếu nên đem tình hình hiện tại của ỷ thiên thành giải thích thêm chuyện tình lúc trước đi đoạn thời gian trước hai vị đạo hiếu khác ngã xuống chuyện tình cũng hy vọng có thể cặn kẽ hơn nói cho biết một hai làm ta cùng hàn huynh cũng có thể đề phòng nhiều hơn một phần ngân quang tiên tử vừa mới thướt tha ngồi xuống liền mở miệng nói trước rồi vừa nghe ngân quang tiên tử nói tới hai gã đã ngã xuống hợp thể kỳ tu sĩ trong biện những người khác sắc mặt cũng biến đổi thanh long thượng nhân sắc mặt hơi có chút khó coi lâm loan tiên tử đôi lông mày kẻ đen nhíu lại cũng có chút bất đắc dĩ trả lời quá trình ban đầu hai gã vị đạo hiếu kia ngã xuống thật ra thì không có gì tốt để nói rồi có thể nói giống như tin tức cứu viện truyền đi đã đề cập thôi. Lần này chủ trì tiến công bổn thành ma tộc tôn giả thật sự giảo hoạt dị thường, vừa bắt đầu tựa như mới vừa rồi công thành một loại, chỉ dẫn theo một phần nhỏ vạn tượng ma kỳ hiện thân, hơn nữa cũng chỉ có hai gã là ma tôn hợp thể sơ kỳ lộ diện đi ra. Kết quả một cái sơ sẩy, hai người đạo hiếu bị ma tôn dụ dỗ ra khỏi thành, sau khi ra rồi lại bị đối phương mai phục cùng bốn gã ma tộc tôn giả khắc phục sẵn liên thủ công kích, lúc này ngay cả Nguyên Anh cũng đều không thể chạy thoát ra ngoài ngã xuống tại chỗ. Nói đến như vậy, những tên này ma tộc thật đúng là gian trá cực kỳ, không trách được hai vị đạo hữu kia lại gặp đại nạn lần này. Ngân Quang tiên tử như có điều suy nghĩ thở dài một tiếng. "Ân, ta hai người đúng là cũng muốn phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Nếu là có thể nói, hai vị đạo hữu tốt nhất có thể đem tin tức thần thông của bốn gã ma tộc tôn giả giảng sơ qua cho tại hạ một hai phần." Hàn Lập nói như thế, hai mắt chợt lóe, ánh mắt ở chỗ này nữ cùng Thanh Long thượng nhân hai người đảo qua sau đó khuôn mặt vừa đổi liền cười nhạt gật đầu cái này tự nhiên sau này có thể hay không bảo vệ thành này còn dựa vào hàn huynh cùng ngân quang đạo hữu nói ra để lường trước sự việc bốn tên ma đầu ta thì sẽ bảo hạ nhân sửa sang chép lại hai phần chia ra giao cho hai vị cùng biết thanh long thượng nhân một ngụm đáp ứng như thế tốt lắm rồi kia thanh huynh có thể hay không đem lời lúc trước chuyện ma tộc đang đợi đến một đoạn thời gian gì đó một lần nữa giải thích nghi hoặc cho tại hạ một chút cái này một ít thời gian nói thế như vậy rốt cuộc là cái gì Hàn Lập lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhưng tự định giá lại mọi việc, hỏi xuống nốt vấn đề còn lại. Ngân Quang Tiên Tử nghe được Hàn Lập nói thế, cũng liền bất giác gật đầu. Cái này sau một đoạn thời gian tự nhiên nói đến chính là hai tháng sau ngũ dương hóa nguyệt ngày. Ngày này chính chỗ dựa của bổn thành, hộ thành đại trận mất đi hiệu lực. Lâm Loan Ngọc Dung ảm đạm có chút bất đắc dĩ thở dài nói. chương 1903, Cửu Dương Cương Nhật Tuyệt Trận. Ngũ Dương Hóa Nguyệt, tính toán thời gian thì hẳn là hai tháng sau sẽ phát sinh kỳ cảnh mà ngày trăm năm mới có một lần này. Nhưng chuyện này sao lại có liên quan đến pháp trận hộ thành của Quý Thành? Ánh mắt ngân quang tiên tử lưu chuyển, có chút ngạc nhiên mở miệng. Vào ngày ngũ dương hóa nguyệt, thiên địa chính dương chi lực sẽ bị thiếu hụt hơn một nửa. Không lẽ đại trận của Quý Thành liên quan với thiên địa dương lực? Hàn lập tinh thông trận pháp chi đạo, như ngộ ra điều gì hỏi lại. Hàn đạo Hữu nói không sai, bốn đại tông môn chúng ta ở trong ỷ thiên thành bố trí cử dương cương nhật pháp trận pháp trận này thu nạp đến thiên địa dương lực càng nhiều thì uy năng phát ra càng kinh người thậm chí khi toàn thịnh điều động toàn bộ uy năng của nó cũng có thể đánh chết ma tộc tôn giả chính là bằng vào trận này bổn thành mới có thể khiến ma tộc đại quân vẫn không dám toàn lực công thành nhưng đại trận này phải có chín nơi tuyệt địa hỏa chi lực mới có thể bày ra tài liệu hao phí cơ hồ dốc hết của bốn đại tông môn có điều vẫn còn chút khuyết điểm cần phải có thời gian thu nạp lượng lớn thiên địa dương lực mới có thể kích thích đối địch. Lúc bình thường thì tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu gặp ngày ngũ dương hóa nguyệt, thiên địa dương lực thiếu hụt lớn, sẽ không cách nào duy trì mà mất đi hiệu lực. Chân mày lâm loan tiên tử nhíu chặt trả lời, cửu dương cương nhật việt trận, có pháp trận uy năng lớn như thế sao? Nhưng tên lại xa lạ như vậy, tiểu muội chưa từng nghe nói qua. Nét kinh nghi trên mặt ngân quang tiên tử vẫn chưa biến mất, ngạc nhiên hỏi. Ngân quang muội muội không biết cũng là bình thường, pháp trận này là của bốn đại tông môn chúng ta tập trung hơn 10 tông sư, trước sau tốn hao hàng ngàn năm thời gian mới nghiên cứu ra, uy năng cường đại tuyệt không dưới thượng của tuyệt trận trong truyền thuyết Lâm Loan tiên tử cười giải thích một câu, trong giọng nói có vẻ ngạo nghễ. Hàn Lập nghe lời ấy, sắc mặt vẫn như thường nhưng trong lòng giật mình. Có thể ngạnh xanh xanh khai sáng ra một tuyệt trận mới đáng sợ như thế, cũng chỉ có những thế lực lớn thế này mới tập trung nhiều nhân lực vật lực làm được chuyện này. Xem ra thực lực của bốn đại tông môn này không phải chuyện đùa, sớm đã chuẩn bị vì lần ma kiếp này chẳng những tụ tập được bốn tồn tại hợp thể mà còn có kỳ trận như thế làm chỗ dựa hàn lập ngẫm nghĩ bỗng nhiên cười một tiếng mở miệng hai vị đạo hiếu mặc dù cửu dương cương nhật đại trận uy lực không nhỏ nhưng nếu tới đây là đám ma tộc tinh nhuệ do bốn ma tôn chỉ huy sợ rằng chỉ bằng pháp trận này thì không thể nào khiến ma tộc đại quân kiêng kỵ đến như thế không sai pháp trận tất nhiên uy lực vô cùng lớn nhưng mấu chốt là điều động vô cùng chậm chạp dùng để đối phó với bốn tôn giả ma tộc xác thực có phần miễn cưỡng. Huống chi trong ma tộc cao cấp tinh nhuệ còn có ma tôn hậu kỳ đại thành, như thế sợ rằng chỉ với một đại trận không thể cản được đường tiến của đối phương. Ngân quang tiên tử sau khi tự đánh giá, có vẻ kinh nghi hỏi. Ngoài cửu dương cương nhật tuyệt trận, ban đầu bổn thành còn có một số thủ đoạn lợi hại đủ để uy hiếp ma tộc tôn giả. Bất quá những thủ đoạn này có rất nhiều hạn chế cùng sử dụng, đến hôm nay thì không còn bao nhiêu tác dụng. Những ma tộc tôn giả kia cứ cách mấy ngày lại phái một bộ phận nhân thủ đến đây tấn công một lần, bổn thành đã phải dùng đến toàn bộ các thủ đoạn ẩn giấu lúc trước mà tiêu hao sạch sẽ. Tình hình cụ thể như thế nào, sau đây mấy người bọn họ sẽ nói lại cho hai vị đạo hiếu. Thanh Long thượng nhân nghe đến đây, nhưng cười khổ một tiếng nói. Không sai, những ma tộc tôn giả cực kỳ đáng hật, mỗi một lần công thành đều dùng nhiều thủ đoạn làm tiêu hao hệ thống phòng thủ của bổn thành, nhiều lần hai người chúng ta thấy tình thế nguy cấp đành lao ra ngoài thành đối địch, bọn họ lập tức hiện thân vây công. Nếu không phải vận dụng đến bí thuật, Thiếp thân cùng Thanh Long đạo hữu nhiều khả năng đã phải bước theo hai đạo hữu khi trước rồi không biết Lâm Loan tiên tử nghĩ tới điều gì mà Ngọc Dung lại hiện vẻ mặt thống hận dị thường. Xem ra tình hình của quý thành đúng là không ổn, trước hết Hàn Mỗ muốn nghe mấy vị đạo hữu nói qua một phần. Hàn Lập bình thản nói: "Ừm, um, trước tiên hiểu rõ một chút cũng tốt." Ngân Quang tiên tử thấy sự việc biến chuyển tốt, thần sắc dễ nhìn hơn rất nhiều đồng ý. Thạch đạo hiếu, người đem đại khái tình hình ỷ thiên thành chúng ta kể lại cho hai vị đạo hiếu thanh long thượng nhân nghe vậy gật đầu, lập tức hướng sang phân phó một tiếng. Vâng, đại trưởng lão, một lão giả bào sám cho lập tức cung kính bước ra một bước. Hắn hướng sang hai người hàn lập thi lễ rồi liền nghiêm nghị, giới thiệu nói. Hồi bẩm hai vị tiền bối, tình cảnh hiện tại của ỷ thiên thành chúng ta xác thực không tốt lắm, hơn vạn pháo đài mà bổn thành xây dựng phụ trợ từ lúc mấy tháng trước đã bị ma tộc tiến đánh đều không còn. 13 tầng cấm chế che thành dưới sự tấn công của ma tộc mấy ngày nay đã bị phá hủy mất năm. Nếu muốn tu phục những thứ cấm chế này như lúc đầu cần thời gian trên dưới một tháng mới được. Đồng giáp khôi lỗi là lực lớn nhất cho đại quân thủ thành. Trước khi chiến đấu số lượng đầy đủ 10 vạn, sau chiến đấu kịch liệt nay giảm bớt chỉ còn lại hơn 7 vạn. Hơn nữa 7 vạn khôi lỗi còn lại đã bị thương trồng chất, cấp bách phải được tu bổ nếu không đại quân thủ thành còn bị tổn thất nhiều hơn nữa, rất nhanh sẽ tăng lên điểm chết người chính là không lâu lúc trước vài tòa thành dùng để che chắn nhãn trận của đại trận bổn thành đã bị một đám giả luân chiến ma đột nhập vào trong phá hủy rồi. kể từ đó năng lực phòng ngự của bổn thành đã giảm đi ba phần. những linh thú đội ỷ thiên môn cùng thiên hoàng tông đào tạo ra lão giả bảo sám cho còn chưa nói hết sự tình thì sắc mặt ngân quang tiên tử đã trở nên khó coi. hàn lập nghe thì chân mày cũng nhíu lại. Nghe tiếp một lát bỗng nhiên chen miệng nói vào. Hàn Mỗ làm sao chỉ nghe toàn chuyện hỏng bét, không lẽ không có một tin tức nào tốt hơn sao? Hồi bẩm Hàn Tiền Bối, tin tức tốt cũng có một chút. Trong mấy ngày nay nhân thủ của bổn thành tổn thất không đáng bao nhiêu, xét cả tu sĩ trung hạ cấp hay là lực sĩ bình thường chỉ tổn thất một thành mà thôi. Chỉ là trải qua thời gian xuất chiến dài như thế, hai vị tiền bối đã ngã xuống là một đả kích trên phương diện tinh thần. Bổn thành chủ bị linh thạch cùng các loại tài liệu khác cũng cực kỳ đầy đủ nếu kiên chỉ phòng thủ mấy chục năm cũng tuyệt không có vấn đề lão giả bảo sám cho xoay chuyển lời nói sự tình thế này thật đúng làm phấn chấn lòng người ừm nếu phương diện tài liệu cùng nhân thủ không có vấn đề hơn nữa có chúng ta đến giúp thì hẳn có cơ hội thủ được ỷ thiên thành ngân quang tiên tử khẽ thở ra một hơi có chút an tâm ta cùng thanh long đạo hiếu cũng nghĩ như thế có hai vị đạo hiếu tương trợ những ma tộc tôn giả kia nếu xuất thủ lần nữa bốn người chúng ta cũng không phải sợ bọn họ liên thủ rồi những vạn tượng ma kỳ cùng già luân chiến ma mặc dù khó dây dưa nhưng vẫn có biện pháp đối phó chỉ cần chúng ta có thể thể hiện được thực lực không thua đám ma tôn của đối phương tới đó sẽ khôi phục được sĩ khí thanh long thượng nhân vui mừng nói đúng là như thế lần sau nếu ma tộc lại đến công thành thì chúng ta bốn người chỉ cần nghĩ cách vây lấy mấy tên ma tôn sau đó lại điều động cửu dương cương nhật việt trận nói không chừng có thể khiến một hai ma tôn bị thương nặng tâm cơ lâm loan tiên tử vừa động nhẹ giọng nói chỉ sợ sẽ không đơn giản như thế, đám ma tôn đã thấy hai người chúng ta tiến vào Ỷ Thiên Thành, lần sau công thành đương nhiên sẽ phòng bị. Hơn phân nửa đã chuẩn bị thủ đoạn khác để đối phó Cửu Dương cương Nhật đại trận hoặc tạm dừng can qua đợi thời cơ, chờ đến ngày Ngũ Dương hóa nguyệt. Sau khi đại trận mất đi hiệu lực thì mới toàn lực tấn công Ỷ Thiên Thành. Hàn Lập lắc đầu nói, "Hắc hắc, đám ma tôn cũng có thể hành động như thế, nhưng như vậy bổn thành cũng có thời gian phục hồi." Trong khoảng thời gian này, một lần nữa khôi phục lại hiệu lực cấm chế đã hỏng, hơn nữa tu bổ lại đại quân đồng giáp khôi lỗi, cũng vận dụng vài thủ đoạn lợi hại trù bị cho bổn thành. Dù cửu dương cương nhật tuyệt trận mất đi hiệu lực thì chúng ta vẫn có thể thủ ở ỷ thiên thành. Bất quá lúc đó còn cần hai vị đạo hữu thật lực mạnh mẽ tương trợ rồi. Hai mắt thanh long thượng nhân chợt lóe tinh quang, cười lạnh nói. Ừm, xem ra trước mắt cũng chỉ có thể làm như thế. Chỉ cần mấy ma tôn kia thật sự xuất chiến, hàn mộ sẽ hết sức giúp hai vị đạo hữu giúp một tay. Hàn Lập trầm ngâm chốc lát liền chậm rãi gật đầu, "Lâm tỷ tỷ yên tâm, tiểu muội đã đến nơi đây đương nhiên sẽ giúp tỷ tỷ vượt qua quan ải này." Ngân Quang tiên tử cũng thản nhiên cười nói, "Thiếp thân đa tạ hai vị Lâm Loan tiên tử thấy hai người chính thức tỏ thái độ thì nhất thời mừng rỡ." Thanh Long thượng nhân cũng lộ vẻ mừng rỡ vẻ luôn miệng đa tạ. Thời gian về sau, Hàn Lập cùng Ngân Quang tiên tử quay sang hỏi thăm cặn kẽ những tu sĩ luyện hư kỳ về những điều liên quan đến phòng thủ ỷ thiên thành sau khi nhận được câu trả lời hài lòng liền theo sự hướng dẫn của hai thị nữ ngoài điện cáo từ nghỉ ngơi. Trải qua thời gian dài lên đường, hai người trước tiên cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới dễ bể ứng phó đại chiến có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên trước khi đi, Thanh Long thượng nhân đưa cho mỗi người một cái ngọc giản ghi lại thông tin về ma tộc. Như vậy lúc bọn họ nghỉ ngơi cũng có thể hiểu rõ cặn kẽ một số tin tức mạnh yếu của địch nhân. Hàn lập hai người rời khỏi, sau đó mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ cũng cùng kính thối lui ra khỏi đại điện lúc này thanh long thượng nhân nhìn về cửa điện rồi thở dài một tiếng sao thượng nhân vẫn còn điều lo lắng sao lâm loan tiên tử thấy vậy nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi sao có thể không lo đây tiên tử cũng đã biết việc ngày đó hai vị đạo hữu ngã xuống hai gã ma tôn đáng sợ vượt xa bọn ta tưởng tượng sợ rằng dù có hàn ngân hai vị đạo hữu tương trợ thì cũng không có bao nhiêu cơ hội thủ thắng năm ngón tay giấu trong tay áo của thanh long thượng nhân vô thức nắm chặt thanh âm trở nên trầm thấp nhưng hai ta cũng không phải dùng lời nói suông để gạt hai vị đạo hữu kia, chỉ cần chúng ta vận dụng vật kia, không phải không có cơ hội thủ thắng. Sắc mặt Lâm Loan Tiên tử có chút khó coi rồi lập tức cười lạnh một tiếng. Chương 1904, hậu nhân của thánh tổ. Đạo hữu tính thật sự thả nó ra, năm đó cũng thừa dịp quái vật nhất thời suy yếu, bốn người chúng ta liên thủ mới đem nó phong ấn trong Cửu Dương Cương Nhật đại trận. Vạn nhất đại trận bị phá thì nó chính là một đòn sát thủ khác với đám ma tộc có điều nói không chừng quái vật sẽ quay lại công kích chúng ta trước. Dù sao nó vẫn có một chút linh trí, thanh long thượng nhân lo lắng mở miệng, thượng nhân không cần quá lo điểm này, huyết hồn phù sắp chế tạo xong, đang tiến hành giai đoạn sung linh cuối cùng. Ta đã hỏi qua mấy tông sư trong bản môn đặc biệt phụ trách việc này. Phù này đã đạt được hơn một nửa uy năng so với thiết kế ban đầu. Chỉ cần thiết hạ huyết hồn phù vào quái vật kia, dù không thao túng được hoàn toàn thì vẫn dư sức khống chế không để nó quay lại công kích chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có thể vượt qua được hai tháng này không? Đem con thú này phong ấn trong cửu dương cương nhật đại trận, nếu pháp trận này không tự dừng lại thì chúng ta cũng không thể giải khai phong ấn thả nó ra. Hơn nữa ta và ngươi cũng rất rõ, mấy tên ma tôn kia không muốn tổn thất quá nhiều thuộc hạ. Nếu hiện giờ ma tộc toàn lực công thành thì cho dù có cửu dương cương nhật đại trận, chúng ta cũng không thể đương nổi với thế công của chúng đôi mắt đẹp của lâm loan tiên tử chấp động nói huyết hồn phù đã chế thành thì thật sự quá tốt. Hiện tại có ngân quang tiên tử cùng hàn đạo hữu thì hẳn chúng ta có thể miễn cưỡng chống đỡ được đến ngày đó. Ma tộc ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới. Chúng đợi tới ngày ngũ dương hóa nguyệt thì chúng ta cũng rất mong chờ ngày đó. Thanh Long thượng nhân nghe vậy mừng rỡ. Có quái vật kia trợ giúp thì xấu nhất sẽ là lưỡng bại câu thương với ma tộc. Đến lúc thủ thành không được, chúng ta lập tức mang đệ tử cùng những thứ trọng yếu chạy tới thiên uyên thành đến đó tránh không khỏi ăn nhờ ở đậu nhưng tánh mạng có thể bảo toàn trong ma kiếp trước ngày ngũ dương hóa nguyệt đạo hữu hãy đem tài liệu hữu dụng trong thành cùng tâm phúc đệ tử tập trung lại một khi có biến lập tức dùng đến phá vân lăng đem bọn chúng rời thành mấy người chúng ta chỉ cần cuốn lấy mấy tên ma tôn kia bọn đệ tử trọng yếu hẳn sẽ chạy thoát lâm loan tiên tử cười nói mưu kế chặt chẽ an bài thỏa đáng đường lui ừm cũng chỉ có thể như thế thật là đáng tiếc nếu Hoàng Liệt hai vị đạo hữu còn tồn tại thì ỷ Thiên Thành sao lại nguy cơ đến mức này. Thanh Long thượng nhân thấy mọi chuyện không có vấn đề, nghĩ lại thì tỏ ra thương tiếc nói: "Đúng là như thế, không ai ngờ được đám ma tộc tôn giả lại gian trá như thế. Nếu không với sự chuẩn bị kỹ của bốn người chúng ta, một khi liên thủ thi triển tứ tượng phiên tiên trận pháp thì đối phó mấy tên này tuyệt sẽ không thể ở hạ phong." Lâm Loan tiên tử nghe vậy cũng khẽ thở dài: "Được rồi, mọi chuyện cứ định như vậy." Bất quá hiện hai đại tông môn mất đi thái thượng trưởng lão nên ảnh hưởng không tốt đến nhân tâm sĩ khí. Lâm tiên tử vẫn phải chú ý nhiều hơn một chút, còn công việc tu bổ đồng giáp khôi lỗi, các tài liệu cần thiết nhất định phải cung ứng đầy đủ. Bốn đại tông môn chúng ta phải mất mấy ngàn năm mới luyện chế ra được đại quân khôi lỗi này. Chính là thủ đoạn chủ yếu để đối phó với vạn tượng ma kỵ. Việc này là đương nhiên, nhưng để đối phó với giả luân chiến ma thì chúng ta phải điều động ra quân bài chủ chốt, là nhóm lực lượng tinh nhuệ nhất chỉ dựa vào đại quân khôi lỗi tuyệt đối không thể ngăn chặn nổi lâm loan tiên tử không chút do dự gật đầu tu vi của nàng thấp hơn thanh long thượng nhân một chút nhưng xử lý mọi việc trong thành lại chiếm vị thế chủ đạo thời điểm hai hợp thế kỳ còn sống sót của nhân tộc đang thương thảo thì cách nơi đây mấy vạn dặm trong một tòa sơn cốc khổng lồ bị ma khí quay cuồng bao phủ bốn gã ma tộc cấp tôn giả cũng đang hội tụ thương thảo trong một gian đại sảnh một gã đại hán mặc hắc giáp ngông nghênh ngồi ở chủ vị phía trên một thiếu niên vận bào trắng trên mặt không biểu lộ chút biểu cảm đang tựa vào một cây cột đá nơi cửa chính. Còn một mỹ nữ vóc người nhỏ sinh một thân trường y thủy sắc, cười khẽ mà không nói. Cuối cùng một cự nhân cao bốn trượng vận chiến giáp màu lửa hồng, toàn thân chỉ để lộ ra đôi mắt co hỏa diễm ẩn hiện lưu chuyển không ngừng trong đó. Cái gì, ba người lực tôn giả đồng thời bị người diệt sát, lại còn lệnh cho chúng ta tạm thời dừng công kích hỉ thiên thành, phái nhân thủ đi điều tra rõ ràng chuyện này. Vừa mới nghe hát giáp đại hán nói, cự nhân vận hỏa hồng giáp phát ra một tiếng gầm như không tin nổi, cho dù hắn đã giảm thấp thanh âm nhưng vẫn to lớn chấn động ong ong trong đại sảnh khiến mấy người không khỏi nhớ mày. Tàng huynh không phải giỡn với bọn tiểu muội chứ, vẻ mặt nữ tử ma tộc nhỏ sinh kinh nghi mở miệng hỏi. Ta trở về thì vừa mới nhận được lệnh, mệnh lệnh do huyết quang đại nhân tự lưu ấn ký tuyệt không giả. Hơn nữa âm dương nhị sát mà đại nhân đem theo bên người cũng đã phái đi, qua một tháng nữa là đuổi kịp tới gặp chúng ta ở đây. Tựa hồ như ba người lực tôn giả bị tập kích mà chết không những vậy mà còn làm mất đi một vật vô cùng quan trọng của huyết quang đại nhân. Hắc giáp đại hán lại âm trầm trả lời, âm dương nhị sát lại bị phái đi ra ngoài, xem ra vật kia trọng yếu vô cùng đối với huyết quang đại nhân. Tàng huynh, người có biết sốt cuộc ba người lực tôn giả đã làm mất vật gì, lại có thể khiến thánh tổ đại nhân tức giận như thế. Nữ tử nhỏ sinh có chút hoảng sợ, thánh tổ đại nhân không nói rõ. Đợi khi âm dương nhị sát đến thì các ngươi có thể hỏi hắc giáp đại hán lắc đầu nói. Khách khách, thánh tổ đại nhân đã không muốn nói, chúng ta chủ động hỏi chẳng phải tự tìm phiền toái hay sao. Bất quá, mắt thấy cái gai nhọn ỉ thiên thành này sắp nhổ xuống thì lại phải dừng tay. Đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đáng tiếc, nữ tử nhỏ xinh mở chừng hai mắt, sau đó lại nheo nheo mắt phát ra một chàng cười khẽ. Nàng chỉ là một tôn giả hợp thể sơ kỳ ma tộc, có điều đối mặt hắc giáp đại hán là ma tôn hợp thể hậu kỳ đại thành mà không mấy kính sợ. Không phải là buông tha, chỉ tạm thời không công phá mà thôi ỷ Thiên Thành có thêm hai tu sĩ hợp thể kỳ cao cấp có chút thần thông. Bây giờ chúng ta gây rối cũng không ảnh hưởng đến chúng. Chờ ngày ngũ dương hóa nguyệt đến là chúng ta sẽ tổng tiến công. Huống chi khi âm dương nhị sát đến thì mời bọn họ tiện giúp một tay. Như vậy dù nhân tộc có quỷ kế nào, dưới sức mạnh tuyệt đối căn bản không đáng nhắc. Hắc giáp đại hán bất động thanh sắc nói. Điều này cũng đúng, thêm âm dương nhị sát sát xuất thủ thì đánh bại ỷ thiên thành dễ như trở bàn tay. Bất quá nghe khẩu khí của tàng huynh, hình như đã giao thủ qua với hai tu sĩ mới tới cứu viện kia rồi. Như vậy có thể nói một chút về thần thông của bọn họ chăng? Đôi nhãn châu của nữ tử chuyển động rồi bỗng nói, gặp hai gã tu sĩ mới đến, không riêng gì tàng mỗ mà cả lãnh nhận cũng giao thủ qua. Hắc giáp đại hán nghe nữ tử hỏi vậy thì nhíu mày một cái, sau đó chậm rãi trả lời. Lãnh huynh, người đã động thủ qua cùng viện binh nhân tộc rồi, thực lực của bọn họ thế nào? Lần này là hồng giáp cự nhân ong ong trực tiếp hỏi một sơ kỳ một trung kỳ một mạnh một yếu thiếu niên áo bào trắng tựa hồ không thích nói chuyện một hồi lâu mới phun ra được mấy câu lãnh đạo hiếu ngươi nói vậy thật mơ hồ a à. lãnh huynh là hậu nhân trực hệ của tuyết thiên thánh tổ một thân thần thông vượt xa tồn tại cung cấp miệng ngươi nói mạnh yếu thật khác với cảm thụ của chúng ta nữ tử nhỏ sinh ngẩn ra rồi lại che miệng thản nhiên cười một người trong đó không bằng ngươi một người khác có thể đánh chết ngươi ta nói để các ngươi rõ vẻ mặt thiếu niên áo bào trắng không chút thay đổi, lời cuối lại khiến tiếng cười của nữ tử chợt ngừng lại. Ngọc Dung của nàng hết chuyển từ trắng lại sang xanh, lãnh huynh nói thế có khuya đại trăng, vô tiên tử cũng là hậu nhân trong các chi thứ của Minh là đại nhân, dù huyết mạch trên người không bằng đạo hữu thừa kế huyết mạch thuần khiết thánh tổ, nhưng tôn giả cùng cấp bình thường nào có thể sánh bằng. Ngọn lửa trong mắt hồng giáp cự nhân bốc mạnh lên, đồng thời truyền ra thanh âm ong ong không tin. Lãnh mỗ chỉ nói phán đoán của mình, tin hay không tùy ngươi thiếu niên áo bào trắng lạnh giọng trả lời không hỏa giáp cự nhân nghe xong nhất thời hết chỗ nói ha ha lãnh huynh đệ nói chuyện không dễ lọt vào tai nhưng đúng là trong hai tu sĩ nhân tộc mới xuất hiện có một người rất bất thường người này thân thể mạnh mẽ không dưới ta đồng thời tựa hồ có thần lực lớn lao có thể đón lấy vạn trọng nhất khí đại cầm nã của ta mà vẫn vô sự nên biết rằng sức mạnh một trào này ẩn chứa một tia pháp tắc uy năng đủ có thể di sơn đảo hải vào lúc này hắc giáp đại hán ngáp một cái nói, người này thật khó giải quyết như thế. Sắc mặt nữ tử nhỏ sinh vừa khôi phục, giờ lại nghe hắc giáp đại hán nói thì trong lòng không khỏi nhảy dựng, đích thực giật mình. Lãnh huynh đệ nói vậy không chút khuếch đại, tu sĩ nhân tộc kia gây cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, ta không nắm chắc đánh bại được hắn. Vì vậy ta cùng lãnh huynh đệ mới gặp một chút liền lập tức quay về. Hai vị đạo hữu nếu gặp thì cẩn thận một chút, thân sắc hắc giáp đại hán ngưng tụ, trịnh trọng nói. Đa Tạ tà Tàng huynh cùng Lãnh huynh đã nhắc nhở, bất quá nếu gặp, ta thật muốn biết thần thông của hắn có lợi hại đúng như hai vị đạo hữu nói hay không. Nữ tử nhỏ xinh gật đầu, đôi mắt đẹp lại hiện vẻ hiếu chiến. Hắc giáp đại hán thấy vậy không khỏi nhướng mày, định mở miệng thì đột nhiên hỏa giáp cự nhân nói ra một câu khiến tất cả phải ngẩn ngơ. Tu sĩ nhân tộc mới xuất hiện lợi hại như vậy, chuyện ba người lực tôn giả ngã xuống có quan hệ tới người này chăng? Chương 1905, hộp gỗ thần bí hắc giáp đại hán cũng với nữ tử xinh đẹp, thần sắc căng thẳng, cơ hồ theo bản năng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bạch bào thiếu niên nguyên bản biểu tình đờ đấn, cũng đột nhiên hiện ra một tia khác lạ. Lời nhắc nhở của kinh yên ma tôn, tựa hồ cũng có chút khả năng. Tính toán thời gian, xác suất hai gã nhân tộc tu sĩ gặp phải ba người lực tôn giả, cũng thật không nhỏ. Nếu là như thế, sự lợi hại của người này so với dự liệu của ta còn cao hơn vài phần. Ít nhất trang mỗ dưới sự hiệp trợ của một tên ma tôn, kích bại ba người lực tôn giả không khó, nhưng nếu đem bọn họ toàn bộ giết chết tại đương trương thật vô pháp làm được. Hắc giáp đại hán có chút đăm chiêu nói, nếu nói như thế, người này thật phải xem như là một tên đại địch. Nếu hắn chính là hung thủ giết chết ba người lực tôn giả. Cho dù có âm dương nhị sát tương trợ, muốn đem người này lưu lại trên chiến trường cũng thật không phải là một chuyện dễ dàng, lấy thực lực của hắn như thế nếu một lòng muốn chạy trốn trừ phi là thánh tổ tự mình ra tay hoặc đem hắn vây ở một cái tử địa muốn trốn cũng không thể trốn. Nếu không tuyệt đối vô pháp ngăn cản người này, nữ tử xinh đẹp thì thảo nói, trên mặt hiện ra vẻ khó xử. Ân, đích xác như thế, và lại ỷ thiên thành có người này tham gia phòng thủ, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một biến số lớn. Hắc giáp đại hàn ánh mắt chấp động nói, sắc mắt trở nên vô cùng âm trầm. Đại sảnh nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, nhưng người khác cũng nhíu mày cân nhắc. Hừ, thật sự không được, chúng ta lại vận dụng thủ đoạn kia một lần nữa để đối phó người này. Chỉ cần dụ dỗ hắn vào trong đó, cho dù hắn có thiên đại bổn sự cũng chắp cánh khó thoát ra. Lần trước hai gã nhân tộc hợp thể tu sĩ không phải cũng bị chúng ta tiêu diệt như thế sao? Nữ tự xinh đẹp đột nhiên có chút khác thường đề nghị. Còn vận dụng phương pháp đó, tuyệt đối không được. Lần trước vận dụng thủ đoạn đó, đã tổn thất gần ngàn ma kỷ cũng hơn 10 tên gia luân chiến ma. Nếu còn vận dụng phương pháp này, tổn thất khẳng định vượt xa lần trước đây đều là tinh nhuệ do thánh tộc chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng, tuyệt không thể dễ dàng hy sinh như thế được. Hỏa giáp cự nhân cả kinh, không chút lưỡng lự lớn tiếng phản đối. Hừ, nếu không vận dụng phương pháp này, lại để người đó đào thoát, nói không chừng lại chết trong tay người thánh tộc khác, tổn thất sẽ còn vượt xa hơn lần trước. Hơn nữa, hắn chính là người mà huyết quang đại nhân muốn tìm, nếu để hắn trốn thoát từ trong tay chúng ta, chúng ta ai có thể gánh vác cơn thịnh nộ của thánh tổ đại nhân. Hắc giáp đại hán hừ lạnh một tiếng, không chút do dự phản bác ta vừa rồi cũng bất quá chỉ là lời dự đoán lại có sự trùng hợp cũng liên quan đến lực tôn giả như thế hỏa giáp cự nhân hỏa diễm ngưng tụ trong mắt không khỏi cười khổ nói có phải hay không chúng ta còn phải điều tra trước một phen rồi nói nhưng bất kể nói như thế nào chúng ta cũng phải chuẩn bị án chiếu theo loại kết quả này bất quá cũng không nhất định phải cần thiết vận dụng thủ đoạn này hắc xếp đại hán lại trầm ngầm nói trang huynh lời của người có ý tử gì vừa rồi còn nói phải vận dụng phương pháp đó mới có thể đối phó với người này. Bây giờ lại nói không nhất định, nữ tử xinh đẹp đôi mi nhíu lại, bộ dáng có chút không vui. Vũ tiên tử không cần nổi giận, thần thông của âm dương nhị sát tuy rằng không yếu, nhưng dưới sự liên thủ cũng cùng lão phu không sai biệt lắm. Nếu thánh tổ đại nhân đã phái họ ra truy xét hung thủ diệt sát ba người lực tôn giả, nghĩ lại cũng khẳng định sẽ chuẩn bị cho hai người đó phương pháp đối phó với người này mới phải nếu không người đó đã có thể diệt sát lực tôn giả, đối phó âm dương nhị sát cũng sẽ không quá khó khăn. Hắc giáp đai hắn cũng không chút tức giận giải thích, ân, lời Trang Huynh nói thật có lý, với thủ đoạn của huyết quang đại nhân, chúng ta đích thực không cần lo lắng quá nhiều. Vậy phương pháp chúng ta vừa nói lúc nãy, liền coi như là vạn nhất chi sách sao sao đi. Hỏa giáp cự nhân cười to một tiếng nói, tựa hồ yên tâm hơn một chút. Vạn nhất chi sách sao sao, nghĩa là lỡ có bất chắc gì cũng còn có cái này. Lãnh hình, huynh cảm thấy như thế nào? Nữ tử xinh đẹp nghe vậy, thân sắc giữa lòng mày cũng không thoải mái hơn chút nào, ngược lại khoanh tay hướng phía bạch bào thiếu niên hỏi một câu. Ta không quản các người chuẩn bị loại thủ đoạn nào đối phó với nhân tộc. Tính mệnh người đó phải do ta đích thân lấy đi, người này thân hoài các loại kỳ hàn chi lực, đối với ta có chỗ hữu dụng rất lớn. Ánh mắt thiếu niên thanh quang chợt lóe, băng hàn thấu xương nói. Điều này yên tâm, tiểu muội không dám cùng lãnh huynh tranh giành việc này, cũng không biết ý tứ trang huynh như thế nào. Nữ tử xinh đẹp ngẩn ra, nhưng tùy ý cười nhẹ một tiếng. Ân, lãnh huynh đệ đã có tính toán như vậy, trang mỗ tự nhiên cũng sẽ thành toàn cho. Nhưng bảo vật trên thân người này, ta lại muốn được chia một nửa. Còn một nửa, liền chia cho vô tiên tử và lãnh huynh đi. Xem ra lãnh huynh đệ đối với điều này cũng không có ý kiến gì. Hắc giáp đại hán do dự một chút, nhãn châu xoay động nói. Ta chỉ cần kỳ hàn chi lực của gã nhân tộc tu sĩ đó, Bảo vật khác các người cứ việc phân chia là được. Bạch bào thiếu niên không chút để ý nói, tiểu ngụy cùng Yên Đạo Hữu cũng không có ý kiến, nữ tử xinh đẹp chớp chớp đôi mắt, mở miệng cười nhẹ đồng ý. Hỏa Giáp cự nhân nghe nữ tử này thay mình phát biểu ý kiến, cũng không phát ra một tiếng dị nghị nào. "Hảo, thế liền quyết định như vậy đi, trước hết đem bộ phận nhân thủ phái ra điều tra việc ba người lực tôn giả vẫn lạc rồi hãy nói." Sau đó lại đợi âm dương nhị sát tới, nghĩ đến trước khi ngũ dương hóa nguyệt chi nhật tới, cũng đủ cho chúng ta biết rõ ràng ba người lục tôn giả rốt cuộc vẫn lạc trong tay người nào. Nếu chính là gã nhân tộc tu sĩ của ỷ Thiên Thành, liên án theo phương pháp thương nghị trước kia để xử lý. Nếu như không được, chúng ta mới án theo kế hoạch vừa nãy để hành sự. Hắc giáp đại hán tuyên bố ra một cái kết luận cuối cùng. Trong ỷ Thiên Thành, thân ở trong mảnh rừng trúc u tĩnh tinh xảo trong lầu các, Hàn Lập ngồi ở trong một tầng mật thất, bốn phía bày ra từng trận cấm chế nghiêm mật, trong tay đang chơi đùa với một cái hộp gỗ nhũ bạch sắc, trên mặt lộ ra biểu tình đăm chiêu. Hộp gỗ này chính là chiến lợi phẩm ngày trước hắn đoạt được sau khi giết chết gã trọc đầu ma tôn kia. Chỉ là vật này bị một loại cấm chế quỷ dị phong ấn, trên đường nhất thời không có thời gian phá giải, bây giờ tiến nhập vào trong ỷ thiên thành, cuối cùng có thể nghiên cứu thêm một chút. Trong hộp gỗ thỉnh thoảng có băng hàn và hỏa nhiệt hai loại lực lượng mơ hồ từ bên trong thẩm thấu ra ngoài, hơn nữa có thể ngăn tuyệt toàn bộ thần niệm dò xét, có chút kỳ diệu. Hàn Lập tỉ mỉ đánh giá hộp gỗ một hồi lâu, sâu trong đồng tử chợt bạo phát ra hai đoàn lam quang chói mắt, hướng thẳng vào trong hộp gỗ nhìn vào. Chỉ thấy trong lúc lam quang trong mắt chớp động, thân sắc của Hàn Lập cũng tùy thời biến hóa bất định, nhưng cũng không lập tức đem linh mục thu lại. Thời gian liền qua đi từng chút như vậy, động tác Hàn Lập nhìn hộp gỗ thủy chung duy trì bất động, phảng phát cả người đều triệt để hóa thành một pho tượng gỗ. Thời gian ba ngày ba đêm, liền nháy mắt trôi qua như vậy. Hàn Lập sắc mắt có vẻ hơi tái nhợt, Lam Quang trong mắt so với lúc trước cũng ảm đạm đi vài phần. Ước chừng sau công phu uống cạn một tuần trà, Hàn Lập biểu tình có chút quái dị đứng lên, một tay bấm pháp quyết, Lam Quang trong mắt liền tản ra tiêu thất. Có chút ý tứ, bản thân hộp gỗ này chính là một cái tu di chi vật, hơn nữa còn vận dụng 13 cái thượng cổ cấm chế phong ấn lên. Nếu không phải ta có được Minh Thanh linh mục, đối với thượng cổ cấm chế cũng có chút nghiên cứu, chỉ sợ thật sự vô pháp nhìn ra được chút manh mối. Nhưng mà các cấm chế này mỗi một loại đều cực kỳ lợi hại, không hao phí hơn trăm năm thời gian suy nghĩ phá giải từng tầng, căn bản không có khả năng mở ra được. Bất qua xem bộ dáng này, các cấm chế này cũng không có khả năng là tên chọc đầu ma tộc kia bố trí, cũng không biết bên trong rốt cuộc đang cất giấu vật gì, mà lại cẩn thận đến vậy. Hàn lập thần sắc một trận âm trầm bất định, thì thào nói nhỏ vài câu không thể nghe thấy được. Theo sau Hàn lập đem hộp gỗ đặt ở mặt đất trước mặt, ánh mắt sáng ngời nhìn vào gỗ hộp gỗ này suy ngẫm Ước chừng sau công phu một bữa cơm, ánh mắt Hàn Lập sáng lên, tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Tuy rằng bài trừ phong ấn của vật này tạm thời vô pháp làm được, nhưng nếu vận dụng một loại dị tốc bí thuật nào đó, cũng không phải là không thể tra ra đồ vật bên trong. Bất quá vạn nhất đồ vật cất giấu bên trong là hung sát chi vật, thì cũng có chút phiền phức a. À. Hàn Lập tựa hồ có chút không quyết định được, hai mắt híp lại trầm ngâm. Bất quá lần này, chỉ là một chốc lát công phu, Hàn Lập liền bật cười rộ lên. Cho dù thật đụng phải hung sát chi vật, nhiều lắm cũng chỉ là tổn thất một chút thần niệm mà thôi, chỉ cần đả tọa nửa tháng liền có thể khôi phục lại bình thường. Vật này nếu bị cấm chế lợi hại như vậy phong ấn, hẳn là đáng giá để tìm tòi. Trong nháy mắt Hàn Lập đã quyết định được chủ ý, cũng không chút trần chứ tay áo run lên. Quang mang chợt lóe, liền có hơn 10 khỏa ngũ sắc viên châu trong suốt từ trong tay áo bay ra, xoay tròn trước ngực, liền hóa thành từng đoàn linh quang phiêu phù bất động. Mà bên trong đám linh quang này, mơ hồ có từng con mắt ngũ sắc bị vây ở bên trong, chớp động quang mang quỷ dị. Hàn lập bàn tay vừa lật chuyển, liền bay ra thêm một khỏa ngũ sắc viên châu, hướng trước ngực thổi lên, liền lập tức niệm khởi một loại chú ngữ cổ quái quỷ dị. Một bàn tay khác, lại đột nhiên hướng thiên linh cái vỗ một cái. Quang hà màu kim sắc mịt mù lộn chuyển, một cái kim sắc nguyên anh cả người trần trụi liền hiện ra. Đôi tay nguyên anh bắt ra một loại pháp quyết quỷ dị, đồng dạng trong miệng lẩm bẩm. Ánh mắt ngũ sắc ở trong bốn phía linh quang, chợt quang mang đại phóng, liền thả ra từng đạo ngũ sắc quang trụ nhỏ cỡ ngón tay, chợt lóe lên rồi lướt tới nhập vào trong Nguyên Anh. Cùng một thời gian, kim sắc Nguyên Anh đột nhiên quát khẽ một tiếng, pháp quyết trong tay đột nhiên hướng xuống viên châu đang phiêu phủ trước ngực hàn lập điểm một cái. Một đoàn kim sắc hư ảnh từ thân Nguyên Anh bắn ra, sau một cái chấp động liền nhập vào trong viên châu. Ở trong viên châu, một cái hư ảnh Nguyên Anh mơ hồ, thần sắc bình tĩnh đứng ở bên trong. Kim sắc Nguyên Anh thấy tình hình này, miệng nhỏ không ngừng thét lên, một cánh tay nhỏ không chút do dự hướng viên châu lại phát ra một chiêu. Bề mặt viên châu ngũ sắc linh quang một trận lưu chuyển, từ từ thu nhỏ lại, siêu một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang nhập vào trong hộp gỗ trên mặt đất. Trong một không gian tăm tối, ngũ sắc lưu quang chấp động, liền quỷ dị xuất hiện ở bên trong. Tiếp theo lưu quang một trận biến hóa, liền hóa thành một cái nhân ảnh mơ hồ không rõ. Tuy rằng gương mặt có chút nhìn không rõ, nhưng nhìn từ phục trang, không thể nghi ngờ rõ ràng đúng là hàn lập. Hàn Lập vừa hiện thân, liền ngẩng đầu hướng mọi nơi đánh giá một chút, trong mắt lam quang một trận chớp động. Di, không quá giống tu di không gian, lại giống như một cái cấm chế ảo thuật nào đó. Lẽ nào thần niệm không thể xuyên thấu qua hộp gỗ, chính là bị vây ở bên trong các tầng cấm chế này. Hàn Lập hư ảnh thấp giọng nói, tựa hồ có chút ngoài dự liệu. Trường 1906, chấn ma tỏa khóa. Hư ảnh này, chính là hóa thân tạm thời do luồng thần niệm của Hàn Lập phân ra tụ lại, định nguyện một loại bí thuật quỷ dị của ngoại tộc, bỏ qua 13 tầng thượng cổ cấm chế đưa vào bên trong hộp gỗ. Nhưng không gian nơi này, hiển nhiên lại không phải là bên trong hộp gỗ. Tự nhiên khiến cho Hàn Lập rất bất ngờ, tuy rằng có chút giật mình, nhưng Hàn Lập vẫn không có quá nhiều sợ hãi. Chu dù thật không may, bất quá chỉ tổn thất luồng phân niệm này mà thôi, cũng không thể đối với bản thể tạo thành quá nhiều tổn hại. Cho nên sau khi Hàn Lập đánh giá phụ cận bốn phía xong, liền trực tiếp thân hình vừa động, nhẹ nhàng hướng về một phương hướng bay qua. Ven đường ngoại trừ những màn xương mỏng màu xám, cũng không còn đồ vật nào mang màu sắc khác, hàn lập một mực phi hành về phía trước vài thời thần sau, cảnh sắc bốn phía thủy chung không đổi. Hàn lập khẽ cao mày, nhất thời dừng độn quang lại, đánh giá một phen, đột nhiên phương hướng biến đổi, hướng lên cao thẳng tắp bay lên. Xông qua từng tầng xương mỏng, không chung của không gian này phảng phất như vô biên vô tận, mặc cho hàn lập phi hành sau nửa ngày, bộ dáng quang cảnh đồng dạng không thể thấy được điểm tận cùng hàn lập sắc mặt có chút âm trầm thân hình lần nữa dừng lại hướng bốn phía quét qua một phen đột nhiên thần sắc hàn lập vừa động hướng một phương hướng khác nhìn qua lập tức khẽ quát một tiếng là vị đạo hữu nào ẩn thần ở phụ cận cũng xin đi ra gặp mặt âm thanh của hàn lập tuy rằng không lớn nhưng ở hư không phụ cận quanh quẩn không thôi nhưng bốn phía một mảng yên tĩnh nào có nhân ảnh nào hiện ra đâu hàn lập thấy tình hình này đôi mi nhíu lại sau khi hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết quyết đả tọa ở trên hư không. Hai mắt hàn lập nhắm nghiền, thân hình không chút nhúc nhích, liền ngồi luôn hơn nửa ngày, phảng phất như định vĩnh viễn không dậy nữa. Nhưng vừa tiến vào ngày thứ hai, đột nhiên, một nơi trong hư không phụ cận một đoàn lục quang hiện ra, chợt lóe lên, liền hóa thành một lão giả thân mặc mực lục sắc trường bào. Hai hàng lông mi của lão giả cực kỳ dài, khuôn mặt gầy yếu, tết một cái búi tóc tam giác, tay cầm một cây mộc sải dài mấy tấc, trên áo choàng minh ấn một cái ma trượng ba đầu sáu tay dự tợt, hình tượng có vẻ quỷ dị dị thường. Lão vừa hiện thân, không có một chút ý tới gần, chỉ dùng một loại ánh mắt băng lãnh ở chỗ cũ lắng lặng nhìn Hàn Lập, đồng dạng không nói tiếng nào. Hàn Lập đối với điều này coi như không thấy, phảng phát căn bản chưa từng phát hiện sự xuất hiện của lão giả, vẫn nhắm mắt đả tọa. Hàn Lập cùng lão giả kẻ ngồi kẻ đứng, bày biện ra một loại rằng co quỷ dị, tựa hồ ai cũng không nguyện ý là người đầu tiên mở miệng. Thời gian liền từng chút nhanh chóng qua đi, sau ba ngày ba đêm, Hàn lập cùng lão giả vẫn đều duy trì bộ dáng ban đầu, một chút biến hóa cũng không có. bất quá nếu nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện, một đôi nhãn trâu màu xám trắng của lục bào lão giả giờ phút này lại có chút chuyển động, biểu tình mơ hồ lộ ra một tia kinh ngạc nhìn Hàn lập. lại trôi qua ba bốn canh giờ sau, nhãn trâu của lão giả dấu hiệu hoạt động càng phát ra rõ ràng. bỗng nhiên một đôi mắt nhíp lại, rồi đột nhiên trợn ra, nhãn châu phái ra một loại ngân quang dị thường. tiếp theo thân hình vừa động thân thể như bọt khí tại chỗ cũng biến mất. Ngay sau đó, địa phương Hàn Lập đang ngồi xếp bằng mấy trượng xa phía trước, ba động nổi lên, thân hình lão giả lại quỷ dị hiện ra. Sắc mắt Hàn Lập một chút cũng không thay đổi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng lên chút nào. Lục bảo lão giả thấy vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một tiêu ướt giận. Hừ, lá gan của người cũng thật không nhỏ, trước mắt lão phu còn dám đường hoàng ngồi ngay ngắn bất động như vậy. Lão giả rốt cuộc cũng mở miệng, Thanh âm sắc nhọn chói tai phảng phát như kim loại va chạm với nhau, khiến cho người nghe tâm thần đều trở nên buồn bực bất an. Nghe khẩu khí của các hạ, tựa hồ cũng là người rất có lai lịch, nhưng không biết xưng hô như thế nào. Hai mắt Hàn Lập chậm rãi mở ra, dị thường bình tĩnh hỏi ngược lại một câu. Danh tự của lão phu, nói với một tên nhân tộc tu sĩ như người cũng không có khả năng biết được. Bất quá ta cũng rất bất ngờ, vậy mà lại có thần niệm hóa thân của nhân tộc tu sĩ xông vào nơi này xem ra vật này đã rơi vào trong tay bản thể của ngươi. Lão giả tựa hồ chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được hàn lập trước mắt không phải là bản thể, liền dùng một loại khẩu khí to lớn nói. Ha ha, xem ra tiền bối hẳn là đại năng chi sĩ của cổ ma giới. Hộp này đích thực rơi vào trong tay tại hạ, lúc này mới phái ra một luồng thần niệm hóa thân tới đây tra xét một chút. Bất quá nơi này không phải là thiên địa trong hộp, mà là trong một loại cấm chế nào đó. thân sắc hàn lập không đổi, thản nhiên trả lời. Hàn Lập tuy rằng chỉ là một luồng thần niệm vô pháp ra nhìn ra được sự nông sâu của đối phương, nhưng sớm đã đoán được đối phương chính là người của ma tộc, cho nên biểu tình trên mặt không lộ ra, nhưng trong lòng tự nhiên sớm đã cẩn thận 120%. Nơi này đích thực không phải là bên trong hộp, mà là trong tầng thứ 10 của ảo thuật cấm chế. Cấm chế này chỉ cần có thể nắm giữ được điểm mấu chốt nhất của ảo hóa chi đạo, liền có thể tùy ý điều khiển thay đổi thiên địa. Lại nói về, thánh tộc hiện giờ thực sự vô dụng quá lại để bảo vật này rơi vào trong tay nhân tộc. Nghe khẩu khí của người, hiện tại vật này ảo hóa thành trạng thái hình hộp, như vậy cũng không tồi, so với bộ dáng trước đó trông vừa mắt hơn nhiều. Lão giả nghe vậy nhướng mày thì thảo nói, một tay tùy ý hướng không trung vung lên. Hàn lập chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, bốn phía cảnh sắc màu xám trở nên mơ hồ, giống như miếng kính vỡ vụn ra, trong mũi đột nhiên ngửi được mùi hương thơm tươi mát của cây cỏ, đồng thời mơ hồ nghe được âm thanh suối nước chảy. Trong lòng hàn lập run lên, vội ngưng thần hướng bốn phía nhìn lại lần nữa bốn phía hết thảy đều biến thành một cái thế giới hoàn toàn bất đồng cảnh vật trời xanh mấy trắng thanh sơn bích thủy đều xuất hiện ở trong mắt lại cúi đầu nhìn xuống một cái hắn và lão giả rõ ràng đang đứng trong một dòng suối trong suốt chậm rãi trôi đi dòng suối không tính là sâu vừa đủ ngập qua một nửa đầu gối thậm chí mắt thường có thể thấy được vài con thanh ngư dài nửa thước thản nhiên từ bên cạnh bơi qua bộ dáng một chút cũng không sợ người lạ thân xác hàn lập khẽ biến không nói hai lời một tay phóng xuống dòng suối bên dưới hư không một trào. Siêu một tiếng, một con thanh ngư sống động nhảy loạn lập tức dễ dàng bị nhiếp tới trong tay, năm ngón tay sờ một cái, lại có thể cảm ứng được rõ ràng dị thường trên thân cá đang dẫy dụa một tầng cảm giác trơn trợt. Đồng tử hàn lập lam quang chợt lóe, tay run lên, liền đem thanh ngư lần nữa quăng trở về dòng suối. Lại đem ngón tay hướng gần mũi người, một cổ hương vị cá tanh nồng đậm lập tức xông vào mũi. Cấm chế thật lợi hại, đã đạt tới trình độ vật do tâm sinh nhưng đối với việc này không biết tiền bối có thể nói vì sao lại tự thân xuất hiện ở nơi này hơn nữa dựa theo hiệu quả thần thông tại hạ thi triển hẳn là phải đem luồng thần niệm này trực tiếp đưa tới bên trong hộp bây giờ bị vây ở nơi này ít nhiều cũng cùng tại hạ có chút quan hệ a à. hận lập sau khi trầm ngâm chậm rãi hỏi lão phu vì sao phải trả lời vấn đề của người người muốn biết cái gì có thể tự mình đi tìm đáp án lục bào lão giả vừa nghe lời hàn lập nói liền hai mắt trợn lên nói. Hắc, tiền bối đã chịu hiện thân ra, không phải chỉ cùng tại hạ tán ngẫu vài câu rồi lập tức bỏ đi chứ. Hơn nữa xem tiền bối tựa hồ cũng không phải là thực thể chi thân, đồng dạng chỉ là thần niệm hóa thành mà thôi. Xem ra ở nơi này cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Hàn lập nghe vậy không chút tức giận, ngược lại quỷ dị cười một cái trả lời. Người rốt cuộc là ai, biết được những gì, có phải là huyết quang tên tiểu nhân kia phái người đến. Bên tai hàn lập tiếng sấm nổ vang lên ầm ầm, một cổ cự áp khiến mau cốt hàn lập nhảy dựng lên rơi trên thân mình. Tiếp theo cuồng phong nổi lên, lục bào lão giả chỉ là thân hình vừa động, liền đem cổ hàn lập bắt lấy, đôi mắt lưu chuyển ngân quang liền biến thành huyết hồng chi sắc, hung tợn hướng hàn lập nói. Trên thân lão giả một cổ khí tức huyết tinh của man hoang mãnh thú xông thẳng lên trời, sau lưng mơ hồ có một cái huyết sắc ma ảnh cự đại lúc ẩn lúc hiện, phảng phất một khắc sau liền lập tức đem hàn lập xé rách thành vô số mảnh vụn. Cái gì huyết quang, tại hạ không quen biết, Hàn Lập trong lòng hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn chấn định dị thường thản nhiên trả lời. Thúi lắm, người nếu không quen biết tên tiểu nhân huyết quang, làm sao có được kiện chấn ma tỏa này? Ngươi thật sự nghĩ rằng lão phu tin tưởng lời nói vừa rồi của ngươi. Hừ, kiện chấn ma tỏa này từ xưa đến nay không biết ở thánh tộc chúng ta lưu truyền qua trong tay bao nhiêu thánh tổ, nhưng không một người nào mà không luôn mang theo bên người, làm sao có thể rơi vào trong tay một tên nhân tộc như người. Ngươi đừng nói với ta, ngươi đã giết tên tiểu nhân huyết quang, mới có được vật này. Lục bào lão giả trên mặt hiện ra một cỗ ý tứ điên cuồng, từng từ hướng Hàn Lập nói, đồng thời năm ngón tay khô gầy đang kẹp lấy cổ Hàn Lập, cũng bắn ra từng tia lục quang trói mắt, bộ dáng tựa hồ lúc nào cũng muốn động thủ. Khối hóa thân này của Hàn Lập chỉ là một luồng thần niệm hóa thành, tự nhiên không có thần thông nào ẩn chứa bên trong, rõ ràng không chút nào chống cự hành động của đối phương, ngược lại mỉm cười nói. Chấn ma tỏa, nguyên lai vật này danh xưng là thế, tại hạ tuy rằng không biết tên gọi là huyết quang kia rốt cuộc là người nào nhưng làm sao lại nghe theo phân phó của một gã ma tộc càng huống chi nếu ta thật muốn đối với các hạ mưu đồ điều gì lại càng không chỉ phái ra một luồng thần niệm tới đây đạo hữu cho dù hủy đi khối thần niệm hóa thân này của tại hạ nhưng đối với bản thể tại hạ mà nói căn bản không quan trọng gì nói không chừng trong lòng sợ hãi lại đem vật này tìm đến một vực sâu không đáy đến một nơi không ai có thể tìm được vứt đi có lẽ trải qua trăm vạn năm sẽ có người khác lần nữa đem vật này tìm được nhưng cũng không nhất định a à. Người dám uy hiếp Lão Phu, ha ha, xem ra người thật sự không biết thân phận của Lão Phu, không phải tên tiểu nhân huyết quang kia phải đến. Vừa rồi có chút đắc tội, cũng mong đạo hữu thứ lỗi cho. Lục bào lão giả vừa nghe lời của Hàn Lập, trên mặt đỏ thấm kinh người thoáng hiện lên, giận sắc trên mặt liền tiêu thất vô ảnh vô tung, bỗng nhiên năm ngón tay buông lỏng đem Hàn Lập thả ra, thần sắc chợt biến đổi nói. Nga, xem ra đạo hữu đã tin lời của tại hạ. Nhưng tại hạ vẫn là một đầu mơ hồ, không biết các hạ có thể đem lai lịch nói cho tại hạ một chút. Hàn lập trong lòng đồng dạng buông lỏng, đem vạt áo có chút nhăn nhúm sửa sang lại, sau đó liền xem như tùy ý hỏi một câu. Nói với người, đương nhiên có thể, nhưng lão phu cũng giống bộ dáng đoán mò của người, vậy ở nơi này không biết bao nhiêu năm rồi, cũng muốn biết một ít sự tình ở bên ngoài. Bồn tòa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi trả lời một câu hỏi của lão phu, ta liền giải đáp một nghi vấn của người lục bào lão giả mân mê mấy tròm dâu trên cằm, hai mắt nhíu lại từ từ giảng đạo. chương 1907, chấn ma tỏa cùng Sa kỳ cung. Điều này rất công bình, đạo hữu cứ việc hỏi, trầm ngâm một hồi, khẩu khí hàn lập cũng có chút biến hóa. Rõ ràng người này thân bị hãm sâu trong chấn ma tỏa mà không có cách nào rời đi, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Tốt, nhưng ta muốn biết rõ người rốt cuộc là nhờ người nào mới đến được chấn ma tỏa này. Lão giả áo xanh nghe vậy mừng rỡ, không chút do dự hỏi ngay vấn đề đang quan tâm nhất. Ta nhờ mấy người tôn giả của quý tộc nên mới được đến đây." Hàn Lập sớm đã dự liệu được, nên lập tức trả lời. "Mấy gã tôn giả sao? Chẳng lẽ chính là thủ hạ của huyết quang kia chăng? Nhưng hắn sao lại yên tâm giao vật này vào tay của người khác?" Ánh mắt lão giả chợt lóe như có điểm đăm chiêu, miệng lẩm bẩm nói. "Tại hạ đã trả lời một vấn đề rồi, đạo hữu cũng nên cho ta biết danh tính chứ." Hàn Lập bất kể nghi hoặc của lão giả, hỏi ngược bản tòa tên là sa kỳ cung nhưng ngươi thân là nhân tộc sao lại gặp phải tôn giả của thánh tộc lẽ nào bây giờ thân ngươi đang ở trong thánh giới của chúng ta sao lão giả trả lời rất ngắn gọn rồi lại rất nhanh hỏi tiếp hai vấn đề sa kỳ cung đúng là ta chưa nghe nói qua bao giờ hiện tại cổ ma giới các người đang xâm nhập linh giới của chúng ta vì vậy việc tại hạ gặp phải tôn giả của quý tộc cũng đâu có gì kỳ quái hàn lập thản nhiên trả lời cái gì bây giờ là là thời điểm thánh tế Vậy ta đã bị vây khốn nhiều năm thế sao? Hiện thánh tế đã bắt đầu được bao lâu? Nếu mới là thời kỳ bắt đầu, chân thân của huyết quang không thể hàng lâm tới linh giới. Chẳng lẽ như thế mới để cái chấn ma tỏa ly khai khỏi thân? Lão giả cả kinh, theo đó mày trao lại rồi thốt. Đây đã là vấn đề kế tiếp. Hàn lập nghe đến hai từ thánh tế, sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức lại khôi phục như thường. Được rồi, người lại tiếp tục hỏi đi. Lão giả áo xanh vừa nghe vậy, nét giận dữ trên khuôn mặt một lần nữa lại hiện lên, chợt như nghĩ đến điều gì mà nén lại. Vấn đề kế tiếp ta muốn biết rất đơn giản, ta muốn biết tiền bối có phải là một trong những thánh tổ của cổ ma giới hay không? Hàn Lập ngưng trọng hỏi, ngươi đã đoán được rồi cần gì lại phải hỏi nữa? Lão Phu không chỉ là thánh tổ của thánh giới, mà còn là một trong những thánh tổ tồn tại lâu nhất thánh giới. Có thể so sánh thọ nguyên cùng Lão Phu trong toàn bộ thánh giới bất quá chỉ lác đác ba bốn người mà thôi. Lão giả áo xanh lạnh giọng đáp, thật là vậy sao, như vậy vãn bối đã thất kính rồi. Hàn lập ngẩn ra rồi lập tức cười khẽ trả lời, qua khẩu khí cùng thần thông kinh người biểu hiện lúc trước của đối phương. Hàn lập không quá ngạc nhiên về câu trả lời này của lão giả. Người cười cái gì, chẳng lẽ thấy lão phu thân là thánh tổ tốn ngày tốn tháng sóng ở nơi đây nên buồn cười phải không? Sa kỳ cung sắc mặt trầm xuống, trong mắt chợt lóe hung quang. Tại hạ đương nhiên không nghĩ như vậy, thần thông các hạ tới cỡ nào, vãn bối sao có thể so sánh nào có ý giễu cợt, Hàn Lập thu liếm nụ cười trên mặt, bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng than một câu, lão ma này tính tình thật thất thường, nói hỏi gì phải cẩn thận hơn. Người biết lão phu là thánh tổ của thánh giới, nhưng bộ dáng lại chấn định như vậy, chẳng lẽ nghĩ rằng lão phu không dám nuốt hóa thân thần niệm của ngươi chăng? Sa Kỳ cung giữ tận nói, tiền bối muốn thì đã sớm động thủ rồi, sao lại chờ tới bây giờ? Hàn Lập vẫn một bộ lãnh đạm, ngươi thông minh lắm, nếu không phải bị vây ở nơi đây, Lão phu thấy một tu sĩ nhân tộc như ngươi sẽ một chảo đánh chết. Được rồi, ngươi hãy trả lời cái vấn đề lão phu muốn biết đi. Có phải thánh tế vừa mới bắt đầu không bao lâu, những thánh tổ kia có đem chân thân hàng lâm? Cuối cùng Sa Kỳ Cung cũng tỉnh táo lại, hừ một tiếng rồi nói: "Đúng là ma kiếp mới bắt đầu không có bao lâu, những thánh tổ kia muốn đem chân thân hàng lâm vào lúc này căn bản không thể." Hàn Lập không có ý định giấu giếm việc này, thành thành thật thật trả lời: "Quả thực là như thế." Sa Kỳ Cung nghe vậy, trên mặt chợt lóe lướt qua một tia kích động nhưng lập tức lại lâm vào trầm tư, tựa hồ đang đau khổ cân nhắc sự tình nào đó. Tiền bối có thể nói cho vãn bối một chút công dụng của chấn ma tỏa này chăng? Hàn Lập làm như không thấy tình hình của lão giả, đưa ra vấn đề kế tiếp. Nhân tộc các ngươi căn bản không thể khu xử chấn ma tỏa này, người hỏi vấn đề này chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Lão giả nghe vậy ngẩn ra, sau khi liếc nhìn Hàn Lập thì lộ vẻ châm chọc rồi đáp. Có vô dụng hay không, tại hạ tất sẽ tự mình phán đoán, Hàn Lập vẫn kiên trì hỏi. Người đã muốn biết, vậy ta nói cho người biết cũng không sao. Chấn ma tỏa này kỳ thực chính là một kiện huyền thiên chi bảo ngầm chứa hai khí âm dương nhưng diễn biến hỗn độn vẫn chưa hoàn thành. Nó tự tạo thành không gian, lại có 13 tầng. Sau này do một vị đại tông sư tinh thông trận pháp của thánh giới đã thiết hạ thượng cổ cấm chế lên trên 13 tầng này. Một khi đã vây người ở trong đó, trừ phi người bị vây khốn có thần thông quảng đại bài trừ lưỡng khí hỗn độn, bằng không muốn dùng ngoại lực phá vỡ hết 13 tầng cấm chế này chỉ là người si nói mộng. Mà lưỡng khí hỗn độn này vô cùng lợi hại, nếu theo diễn biến chân chính thành huyền thiên chi vật thì cho dù là chân tiên bị vây khốn cũng khó mà thoát. Bất quá với tình hình trước mắt, với bộ dáng nửa thành phẩm này cũng dư giả vây khốn đại thừa kỳ cùng tồn tại thánh tổ như bọn ta. Lão giả lạnh lùng nói, huyền thiên chi bảo chưa thành phẩm, hàn lập vốn luôn luôn bình tĩnh như nước, nhưng vừa nghe lời ấy sắc mặt cũng đại biến. Huyền thiên chi bảo uy năng to lớn, không có mấy người có được lý giải nhất định về huyền thiên chi vật như bản thân hắn. Dù cho chỉ là một cái bán thành phẩm cũng đủ để hắn động tâm. Hắc hắc, đáng tiếc chính là chấn ma tỏa này sinh ra trong thánh giới của ta, trừ phi cổ ma tộc có thể khai thông thiên địa pháp tác chi lực của thánh giới. Tồn tại thánh tổ có thể miễn cưỡng khu xử một chút, ngoại tộc các ngươi có được pháp bảo này cũng không thể khu động mảy may. Chỉ có thể coi như một vật chết mà thôi. Nếu không phải ngươi có biện pháp dùng thần niệm thâm nhập vào trong, mà cũng vừa đúng lúc lão phu hao hết sức chín châu hai hổ để dùng nguyên thần phá toái đến đây. Sợ rằng tia thần niệm hóa thân này của ngươi vừa đến nơi sâu trong hộp sẽ bị hai khí hỗn độn kia hóa thành hư ảo, căn bản không có thu hoạch nào." Sa Kỳ Cung lãnh đạm nói, "Thì ra là phải khai thông lực lượng thiên địa của cổ ma giới mới có thể sử dụng pháp bảo này." Hàn Lập thì thào một tiếng, bộ dáng trở nên đăm chiêu. "Ngươi đừng nên vọng tưởng" dù cho ngươi tu luyện có tu luyện công pháp của thánh tộc cũng chỉ có thể thôi động một chút chân ma khí trừ phi tinh luyện ma công đến cỡ tồn tại thánh tổ bằng không không thể khai thông lực lượng thiên địa của thánh giới mà nếu ngươi thật sự tu luyện ma công tới cảnh giới này thì không thể nào sống tại linh giới tất sẽ bị cưỡng bức phá không bay tới thánh giới chúng ta rồi trở thành một thành viên của thánh giới sa kỳ cung như nhìn ra chút gì đó nói ra một câu thâm ý sâu sắc cơ nhục trên mặt hàn lập co rụt một cái sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, theo lời tiền bối nói, vật ấy thật không chút tác dụng với ta. Đích xác như thế, cho nên ta mới nói người hỏi công dụng của bảo vật này không chút ý nghĩa. Hơn nữa bảo vật này bởi vì chưa hoàn thành diễn biến mà còn có một hạn chế chí mạng khác. Dù cho thánh tổ bọn ta cũng vô dụng, lão giả áo xanh quỷ dị cười nói, hạn chế, gì hàn lập nhướng mày, vô thức thốt ra, ha ha, lão phu tất nhiên sẽ không nói điều này. Sa kỳ cung cười ha ha cự tuyệt, nếu xa đạo hữu đã không muốn nói, vậy thì quên đi. Sắc mặt hàn lập hơi trầm xuống nhưng không có trực tiếp lộ vẻ bất mãn. Lão giả cười hắc hắc cũng không hề tiếp tục đề tài này. Sau một hồi trầm ngâm lại muốn hỏi điều gì đó, lão phu còn muốn biết rõ một việc, hy vọng ngươi trả lời chính xác. Người có biết trong phụ cận địa vực này có âm dương minh trì, hoặc là hoàng tuyền địa hỏa, hai loại thiên địa diễn biến linh địa hay không? Sa kỵ cung thần sắc nghiêm nghị hỏi, âm dương minh trì, hoàng tuyền địa hỏa sao các hạ lại hỏi về vấn đề này? Thần sắc Hàn Lập khẽ động, không trực tiếp trả lời lão giả mà cẩn thận hỏi ngược một câu. Vấn đề của ngươi quả thật quá nhiều, còn không mau hồi đáp vấn đề của bản tọa. Thần sắc của lão nhanh chóng trở nên không tốt, thanh âm băng hàn vang lên. Vậy coi như câu hỏi này là vấn đề kế tiếp của tại hạ đi. Trên mặt Hàn Lập không lộ dị sắc trả lời, lão giả nghe vậy, sắc mặt giận dữ lại lần nữa hiện lên. Ngân quang trong mắt lưu truyền một trận, như các hạ đã nói, tại hạ cũng chỉ là một hóa thân bé nhỏ không đáng kể ở đây mà thôi. Hàn lập không chút lưu tâm, nhân tiện nhắc nhở lão giả. Hừ, nếu như bản thể ngươi ở trước mặt ta, liệu có tư cách cò kè mặc cả cùng bản thỏa? Sa kỳ cung hừ lạnh một tiếng, ngân quang trong mắt phụt tắt, lần nữa nén cơn giận lại. Hàn lập thản nhiên cười, cũng không hề tiếp lời. Sau một hồi do dự, lão giả áo xanh mới bất đắc dĩ miễn cưỡng giải thích. Hai địa phương này là nơi duy nhất có thể tế luyện chấn ma tỏa một lần nữa. Nếu đem pháp bảo để vào bên trong, sau đó lại dùng một loại bí thuật của thánh tộc thi pháp tế luyện thì có thể rút ra một chút khí hỗn độn. Những thánh tổ tồn tại chúng ta dùng khí hỗn độn này luyện khí, thân thể sẽ tự thu nạp rồi hóa thành thứ của mình, có chỗ tốt đến không ngờ. Do thánh giới tràn ngập toàn là chân ma khí, nên cũng chỉ đến linh giới mới có thể tìm được hai địa phương này. Nếu không phải như thế, chấn ma tỏa này tuyệt đối sẽ không mảy may rời khỏi.